Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 23. Ngồi trong xe taxi, Lâm Ngọc An cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống rồi lại cầm lên, thật sự là cực kỳ xoắn xuýt. Cô muốn gọi điện thoại cho Hoàng Thiên, nói chuyện đã xảy ra cho Hoàng Thiên, bởi vì cô biết người đàn ông của mình lợi hại như thế nào. Nhưng mà cô lại sợ, rõ ràng đối phương đã cảnh cáo cô, một khi nói cho Hoàng Thiên hoặc là báo cảnh sát thì sẽ giết con tin Lâm Huỳnh Mai. Điều này khiến Lâm Ngọc An lâm vào tình huống khó xử, cuối cùng, cô vẫn không dám gọi điện thoại cho Hoàng Thiên. Cô đoán rằng Hoàng Thiên có lợi hại hơn nữa, cũng không thể cứu Lâm Huỳnh Mai ra trong nháy mắt được. Làm không tốt thì ngay cả Lâm Ngọc An cũng có thể chết trong tay đối phương. Bây giờ chỉ có bản thân cô đi nhìn trước, cô đoán rằng đối phương chỉ muốn kiếm tiền mà thôi. Rất nhanh, xe taxi đã lái tới ngoại ô thành phố Bắc Ninh. Tài xế taxi thỉnh thoảng lại ngắm Lâm Ngọc An qua kính chiếu hậu. Bởi vì gã ta lái xe taxi nhiều năm như thế, vẫn chưa từng chở người phụ nữ nào đẹp như Lâm Ngọc An. Quả thật chính là tiên nữ trong tranh mà, người phụ nữ này sao lại đẹp đến như thế? Trong lòng tài xế taxi thầm lẩm bẩm đến chảy cả nước miếng. Người đẹp, một mình cô đi ra ngoại ô làm gì thế? Tài xế taxi cố tình bắt chuyện với Lâm Ngọc An. Một mình Lâm Ngọc An bắt xe taxi ra khỏi thành phố nên vẫn có tâm lý đề phòng. Đi gặp bạn. Lâm Ngọc An thuận miệng nói. Cô tài xế taxi gật đầu, thật muốn dừng xe lại bên đường, sau đó mưu đồ làm loạn với Lâm Ngọc An. Nhưng gã ta vừa mới định làm thế, thì đột nhiên phát hiện xa xa phía sau có một chiếc xe thương vụ đang bám theo, cái xe này vẫn luôn theo đuôi từ trong thành phố đến đây. Đằng sau có người theo đuôi, tài xế taxi không dám làm thế, theo địa điểm mà Lâm Ngọc An đã nói, lái xe hướng về chỗ đó. Sau khi ra khỏi nội thành khoảng mười mấy cây số, cuối cùng cũng đến nơi. Lâm Ngọc An trả tiền xe, sau đó lo lắng một mình bước xuống xe. Đến nơi đã xác định với đối phương, Lâm Ngọc An mới phát hiện, nơi này thực sự quá nguy hiểm. Xung quanh không có bất kỳ ngôi nhà nào, một con đường toàn sỏi đá, rất yên tĩnh, đoán chừng một ngày cũng không có mấy người đi qua chỗ này. Này, chỗ này, đúng vào lúc này, trong một rừng cây nhỏ ven đường, một người đàn ông xăm mình bước ra, vẫy tay với Lâm Ngọc An. Tim Lâm Ngọc An lập tức vọt lên tới cổ họng, cô cầm điện thoại. Đã tìm số điện thoại của Hoàng Thiên ra trước rồi, chuẩn bị lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Ha ha, còn xem điện thoại như cục vàng nữa chứ. Cho dù bây giờ cô có cầu cứu, thì người cô cầu cứu cũng không đến nhanh thế đâu. Mau theo tôi vào rừng, cô yên tâm, chúng tôi không muốn tính mạng của cô. Tên xăm trổ ha ha cười gian, nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An lên tinh thần, ổn định lại tâm trạng, biết rằng lúc này có sợ cũng vô ích. Đã đến rồi. Thì không thể nghĩ nhiều như thế nữa. Cho nên Lâm Ngọc An sải bước đôi chân dài, đi theo tên xăm trổ vào rừng cây. Cùng lúc đó, vài bóng đèn yên lặng đi theo, nhanh chóng ẩn nấp vào bụi cây xung quanh. Động tác lưu loát, khiến người ta cảm thán. Cậu chủ, vợ anh đã đi gặp đối phương rồi, trước mắt cô ấy đã đi vào một rừng cây nhỏ. Tiếu Châu gọi điện cho Hoàng Thiên, thấp giọng báo cáo. Gửi vị trí cho tôi, trước tiên mọi người đừng đánh rắn động cỏ. Xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Hoàng Thiên dặn dò Tiếu Châu. Đã rõ, Tiếu Châu đồng ý một tiếng, sau đó mang theo ba đội viên chiến đấu đặc biệt theo, lặng lẽ tiến vào rừng cây, tiếp cận Lâm Ngọc An. Cùng lúc đó, trong rừng cây, tên Chu Tấn Giang đó mang theo Chu Ngọc Hân, còn có bốn tên đàn em giúp việc của Chu Tấn Giang, đang giữ Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai bị trói trên một cái cây lớn, cả mặt hoảng sợ, có lẽ đã bị dọa đến không nói nên lời nữa rồi. Tên Hứa Minh Văn đó cũng bị trói trên cây, nhưng tên này không sợ chút nào, bởi vì đây đều là chuyện anh ta đã thương lượng với Chu Tấn Giang từ trước. Minh Văn, chúng ta phải làm sao đây? Lâm Huỳnh Mai vừa khóc vừa hỏi Hứa Minh Văn bên cạnh. Hứa Minh Văn giả vờ bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, Huỳnh Mai, em đừng sợ, anh nghĩ đối phương cũng chỉ muốn tiền mà thôi, có thể chị em sắp đến rồi, em nói muốn tiền với chị ấy, để cô ấy cầm tiền chuộc chúng ta là được. Cũng chỉ có thể như thế, hai. Lâm Huỳnh Mai vẫn chưa hay biết gì, thở dài nói. Em gái vào lúc này, Lâm Ngọc An bị tên xăm trổ mang tới, vừa vào đã thấy Lâm Huỳnh Mai. Thấy em gái bị trói ở trên cây, Lâm Ngọc An lo lắng đến mức không biết phải làm sao mới tốt. Chị, Lâm Huỳnh Mai căng thẳng kêu to lên, dẫu sao cũng là gặp được người thân. Vừa thấy Lâm Ngọc An đến, trong lòng Hứa Minh Văn liền cao hứng hẳn lên. Trong lòng nghĩ chỉ cần Lâm Ngọc An đến là tốt rồi. Người thực sự có tiền là Hoàng Thiên, khống chế được Lâm Ngọc An trong tay, muốn đòi Hoàng Thiên bao nhiêu tiền thì có thể có bấy nhiêu tiền.
mà Lâm Huỳnh Mai thì không hữu dụng như thế, Hoàng Thiên chưa chắc đã để ý đến Lâm Huỳnh Mai, nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Minh Văn vô cùng đắc ý. Chu Tấn Giang và Chu Ngọc Hân cũng như thế, hai anh em bọn họ cũng cực kỳ vui mừng. Theo những gì Hứa Minh Văn nói lúc trước, lần này chắc chắn có thể đòi Hoàng Thiên thật ác, rất nhanh có thể phát tài rồi. Ha ha, quả là tình chị em sâu đậm mà. Lâm Ngọc An, cô không có nói cho chồng cô Hoàng Thiên đấy chứ? Không báo cảnh sát chứ? Chu Ngọc Hân ha ha cười khẩy, có hơi không yên tâm hỏi Lâm Ngọc An. Tôi chưa nói cho chồng tôi, càng không báo cảnh sát. Mấy người mau thả em gái tôi ra, có điều kiện gì thì mấy người mau nói đi. Lâm Ngọc An biết đối phương không có ý tốt, chắc chắn sẽ không thả người, cho nên cô muốn dứt khoát một chút. Ha ha, chẳng trách Hoàng Thiên lại thích cô như thế, cô thật sự rất hiểu chuyện. Tôi nói thẳng với cô vậy, muốn cứu em gái cô, thì đưa 1 tỷ đây, chúng tôi sẽ thả người ngay lập tức. Chu Tấn Giang ha ha cười lớn, nói với Lâm Ngọc An. 1 tỷ. Lâm Ngọc An vừa nghe thấy lời này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ rằng tên Chu Tấn Giang này, tham vọng lại lớn như thế. Chu Tấn Giang, anh tưởng rằng nhà tôi là ngân hàng à? 1 tỷ, nói bằng miệng thì sẽ có chắc, Lâm Ngọc An tức giận nói. Chu Tấn Giang vừa nghe Lâm Ngọc An nói thế, lập tức trừng mắt lên. Hừ, đừng có than nghèo với tôi. Chồng cô Hoàng Thiên có bao nhiêu tiền, trong lòng cô là rõ ràng nhất. Đừng nói là 1 tỷ, bảo chồng cô đưa 100 ngàn tỷ, cũng chỉ là chuyện trong phút chốc. Chu Tấn Giang hừ lạnh nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi Chu Tấn Giang, anh muốn tiền mặt hay là chuyển khoản. Chu Tấn Giang đã nghĩ xong chuyện này từ lâu rồi, sao mà mang 1 tỷ tiền mặt theo được. Làm xong chuyện này, gã ta sẽ đưa Chu Ngọc Hân ra nước ngoài, còn có Hứa Minh Văn, chắc chắn cũng không dám ở lại trong nước. Chuyển đến tài khoản ngân hàng của tôi ở nước ngoài là được, bây giờ tôi đưa số tài khoản cho cô. Chu Tấn Giang nói rồi đưa 1 tờ giấy đã được chuẩn bị từ lâu cho Lâm Ngọc An. Trên tờ giấy này, viết số tài khoản 1 ngân hàng ở nước ngoài. Bây giờ tôi gọi điện cho chồng tôi, để anh ấy chuyển tiền cho tôi. Lâm Ngọc An thực sự không còn cách nào khác, cô cầm điện thoại muốn gọi cho Hoàng Thiên. Nào ngờ tới, Chu Tấn Giang bắt lấy cổ tay của Lâm Ngọc An trong chốc lát. Ha ha ha, cô Lâm Ngọc An, trước khi cô gọi điện cho Hoàng Thiên, tôi hy vọng cô có thể thỏa mãn 1 yêu cầu của tôi. Chu Tấn Giang cười hèn hạ, nói với Lâm Ngọc An. Lập tức, trong lòng Lâm Ngọc An lột bột 1 tiếng. Khuỷu tay của cô bị Chu Tấn Giang tóm đến phát đau, hơn nữa trong vẻ mặt của Chu Tấn Giang, Lâm Ngọc An có thể nhìn thấy vẻ hèn hạ ác độc. Lúc này, cuối cùng Lâm Ngọc An cũng hoàn toàn hoảng sợ. Nếu đối phương chỉ muốn tiền, thế thì vẫn còn dễ nói. Dẫu sao thì đối với cô và Hoàng Thiên mà nói, mấy tỷ vốn không là gì cả. Có thể cứu được Lâm Huỳnh Mai, Hoàng Thiên cũng sẽ không để ý đến mấy tỷ đó. Nhưng dáng vẻ lúc này của Chu Tấn Giang, rõ ràng là không chỉ muốn tiền, mà còn muốn thừa cơ làm bậy. Chu Tấn Giang, anh có yêu cầu gì thì nói đi nhưng thả tôi ra trước đã. Lâm Ngọc An dùng lực để thoát ra, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Ha ha ha, yêu cầu của tôi. Cô cũng có thể làm được, chỉ xem cô có đồng ý hay không thôi. Chu Tấn Giang ha ha cười lớn, nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An đã đoán được Chu Tấn Giang muốn nói gì, sắc mặt cô vẫn luôn đỏ tới mang tai. Thật sự vừa xấu hổ vừa tức, tên Chu Tấn Giang này quá ghê tởm. Tôi đã đồng ý đưa anh 1 tỷ rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Lâm Ngọc An tức giận nói. He he, chắc chắn là tôi muốn tiền rồi, nhưng mà cô, tôi còn muốn hơn. Chu Tấn Giang cười he he, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Vấn đề là Lâm Ngọc An quá xinh đẹp, Chu Tấn Giang đã bị vẻ đẹp Lâm Ngọc An làm mê đắm từ ánh mắt nhìn đầu tiên rồi. Chỉ có điều có Hoàng Thiên, Chu Tấn Giang không dám hấp tấp mà thôi. Bây giờ chỉ có một mình Lâm Ngọc An ở đây, ý nghĩ xấu xa của Chu Tấn Giang lại nổi lên. Hơn nữa gã ta cầm được tiền thì sẽ chạy ra nước ngoài, càng không sợ sau này Hoàng Thiên biết sẽ xử lý gã ta. Anh lớn gan quá nhỉ, nếu chồng tôi mà biết. Anh đừng mong sống được. Lâm Ngọc An nắm chặt tay cảnh cáo Chu Tấn Giang, cô nghĩ rằng Chu Tấn Giang sợ Hoàng Thiên, không dám làm sằng bậy với cô. Nhưng cô đã nghĩ sai rồi, Chu Tấn Giang đã tính toán xong xuôi từ lâu, sao có thể bị cô dọa được. Hừ hừ, chồng cô thực sự rất lợi hại, nhưng anh ta cũng không có cách nào tóm được tôi, vì từ giờ về sau anh ta sẽ không thấy tôi nữa. Chu Tấn Giang hừ đắc ý, rồi kéo Lâm Ngọc An vào lòng. Lâm Ngọc An liều mạng chống cự, lớn tiếng kêu cứu. Đừng kêu nữa, kêu đến khô cổ cũng không có ai tìm đến đây đâu. Chu Tấn Giang nhe răng cười ha ha, mạnh mẽ kéo tay Lâm Ngọc An.
nắm đến mức tay Lâm Ngọc An bầm xanh, tên này cũng không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Chị, là do em hại chị Hu Hu, cuối cùng Lâm Huỳnh Mai cũng biết bản thân gặp phải tai họa lớn, khóc lên. Vào thời khắc quan trọng thế này, đột nhiên có bốn bóng đen xuất hiện từ trong bụi cây, sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng đến trước mặt Chu Tấn Giang. Địt mẹ, Chu Tấn Giang bị dọa trừng mắt, gã ta không ngờ đến lại có người theo vào. Hơn nữa, đối phương còn có động tác nhanh như thế, quả thực rất đáng sợ. Năm tên đàn em của Chu Tấn Giang phản ứng lại, nhanh chóng hướng tới, chuẩn bị đánh nhau. Người tới chính là Tiếu Châu, còn có ba đội viên chiến đấu đặc biệt. Lâm Ngọc An cũng nhận ra, Tiếu Châu bảo vệ cô lâu như thế, dĩ nhiên là cô nhận ra. Tiếu Châu, không cần phải sợ, cậu chủ Thiên vẫn luôn phái chúng tôi bảo vệ sau lưng cô. Tiếu Châu an ủi Lâm Ngọc An một lúc, cùng lúc đó, tay cũng tóm được cánh tay của Chu Tấn Giang. Chu Tấn Giang cảm thấy cánh tay như thể bị một cái kìm sắt kẹp lấy, đau đến mức gã ta sắp gãy mất. Gã ta cũng không túm nổi cánh tay Lâm Ngọc An nữa, nhanh chóng thả ra. Năm tên đàn em của Chu Tấn Giang vừa định lên giúp, thì bị ba đội viên chiến đấu đặc biệt nhanh chóng đánh ngã xuống đất. Nói về chiến đấu cự ly gần, mấy tên đàn em ngu ngốc này của Chu Tấn Giang sao mà so được, trước mặt ba đội viên chiến đấu đặc biệt, cũng chỉ là rau cỏ. Cái đầu ngu xuẩn bọn mày, mau khống chế Lâm Huỳnh Mai đi. Chu Tấn Giang tức muốn hỏng, gào lên với năm tên đàn em. Cuối cùng năm tên hồ đồ cũng phản ứng lại, đánh không lại đối phương thì nhanh chóng khống chế con tin, đây là con đường sống sót duy nhất của bọn chúng. Nhưng bọn chúng vừa định đứng dậy khống chế Lâm Huỳnh Mai, thì lại bị ba đội viên chiến đấu đặc biệt đè trên đất. Chu Tấn Giang, tôi thấy anh mới là kẻ ngu xuẩn nhất. Đúng lúc này ngoài rừng cây truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Hoàng Thiên, sau khi Lâm Ngọc An nghe thấy giọng nói này, lập tức kích động đến rơi nước mắt, đồng thời cũng cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết sẽ rơi vào tình huống này, thì đáng ra đã sớm nói cho Hoàng Thiên biết rồi. Người đến quả nhiên là Hoàng Thiên, sau khi anh bước vào, liền bước đến bên cạnh Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An không nhịn được nhào vào lòng Hoàng Thiên, xin lỗi, em không nên lén đến một mình. Ngọc An, đừng nói những lời này, dẫu sao cũng có anh ở đây, không ai có thể làm hại em. Hoàng Thiên vỗ lưng Lâm Ngọc an ủi cô. Lâm Ngọc An gật đầu, sau khi cô tự trách, thì vẫn còn rất xúc động. Cô biết Hoàng Thiên vẫn luôn phái Tiếu Châu bảo vệ cô, thật sự đối với cô quá tốt rồi. Chu Tấn Giang và Chu Ngọc Hân lúc này đã trợn tròn mắt. Đặc biệt là Chu Ngọc Hân đó, nhân lúc không ai chú ý đến cô ta quay người muốn chuồn đi. Cô còn muốn chạy, một đội viên chiến đấu đặc biệt bước qua bắt Chu Ngọc Hân quay về. Nếu không có lời của cậu chủ Thiên, mấy người đừng ai mong rời khỏi đây. Tiếu Châu lạnh lùng nhìn Chu Ngọc Hân. Chu Ngọc Hân cực kỳ hoảng sợ. Cô ta đứng đó mà không biết phải làm gì mới tốt. Càng không biết sau đó Hoàng Thiên sẽ xử lý cô ta thế nào. Hoàng Thiên nắm tay Lâm Ngọc An, thấy vết bầm trên tay vợ, hiển nhiên là vết bầm do bị người nắm lấy. Đây là do ai nắm? Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Thiên vang lên, nhìn bốn phía xung quanh. Tim của Chu Tấn Giang đập thình thịch, gã ta không dám lên tiếng. Cậu Thiên, là Chu Tấn Giang nắm. Tiếu Châu báo cáo với Hoàng Thiên. Ánh mắt Hoàng Thiên lập tức lóe lên vẻ lạnh lùng, tay nào của mày nắm. Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Chu Tấn Giang. Chu Tấn Giang đã biết xong đời rồi, sợ hãi không nói nên lời, nhưng vẫn vẫy tay phải của mình. Đánh gãy tay phải của anh ta. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Vâng. Tiếu Châu đồng ý một tiếng, lập tức lôi Chu Tấn Giang sang một bên. Chu Tấn Giang kêu gào, tay phải đã gãy rồi. Anh rể, mau cứu em với. Dáng vẻ Lâm Huỳnh Mai vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bây giờ cô còn đang bị trói trên cây, liền nhắc nhở Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đối với em vợ này, cũng thật sự không có lời nào để nói. Đã là cô gái hơn 20 tuổi đầu rồi mà không hiểu chuyện như thế, lại còn không nghe lời khuyên, thực sự tức chết người. Nhưng nể mặt vợ mình, Hoàng Thiên cũng chỉ đành thôi, vừa định cứu Lâm Huỳnh Mai ra, lúc này Lâm Huỳnh Mai nói, anh rể, thả Minh Văn ra nữa, thả anh ấy ra trước đi. Hoàng Thiên vừa nghe thấy lời này, lập tức còn tức hơn. Đến lúc này rồi, Lâm Huỳnh Mai vẫn còn nhớ thương Hứa Minh Văn không quên sao. Theo quan sát của Hoàng Thiên, đã sớm đoán được chuyện này là trò quỷ của Hứa Minh Văn. Hoàng Thiên vừa tức giận, liền không thả Lâm Huỳnh Mai ra nữa, dứt khoát không để ý đến cô. Anh rể, mau cứu em với Minh Văn đi, dây thừng siết rất khó chịu. Lâm Huỳnh Mai kêu lên, em cứ chịu trói trên đấy đi. Hoàng Thiên nhìn Lâm Huỳnh Mai. Lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Lâm Huỳnh Mai nghe thấy lời này, lập tức ngây người. Hoàng Thiên vẫn luôn rất nhẹ nhàng với cô, không có lúc nào thực sự hung dữ với cô như thế này. Anh rể, em biết em gây họa rồi, nhưng anh cũng phải tha thứ cho em. Lâm Huỳnh Mai không phục nói. Hoàng Thiên chẳng buồn để ý đến cô, dẫu sao cô cũng sẽ biết được bộ mặt thật của Hứa Minh Văn ngay lập tức. Đến lúc đó cô sẽ biết bản thân ngốc đến mức nào. He he, đúng đấy Ngài Thiên, dù anh không cứu tôi thì cũng phải cứu Huỳnh Mai, tôi thì không nói làm gì, chỉ cần Huỳnh Mai không sao, tôi cũng vui rồi. Hứa Minh Văn cười he he để tiện, nói hay như hát. Hoàng Thiên đang định xử lý cái thứ này, thấy anh ta vẫn còn nói mấy lời vô liêm sỉ như thế, Hoàng Thiên không nhịn được cười khẩy. Hứa Minh Văn, cậu cũng được đấy, dựa vào cái mồm này mà dọa được em vợ tôi đến thế. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, đi đến trước mặt Hứa Minh Văn. Ngài Thiên, lời này của anh không đúng rồi, tôi không dọa Huỳnh Mai, tôi thật lòng với cô ấy. Hứa Minh Văn mặt dày nói. Chát, Hoàng Thiên không nói hai lời, tát Hứa Minh Văn một cái. Hứa Minh Văn bị tát không nhẹ, nhưng anh ta còn muốn diễn kịch, tức giận nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tôi cũng là người bị hại, không thấy tôi cũng bị trói giống Huỳnh Mai hay sao? Cậu còn nói cậu là người bị hại, Tiếu Châu không nghe tiếp được nữa, bước qua tát cho Hứa Minh Văn hai cái. Hứa Minh Văn bị đánh đến nổ đầu, vừa định ngụy biện, Hoàng Thiên liên đá vào bụng anh ta. Đá đến Hứa Minh Văn tiểu ra, quần ướt đẫm một mảng nước tiểu. Hoàng Thiên! Anh đừng tưởng anh lợi hại là có thế bắt nạt người. Tôi không phục đâu, Hứa Minh Văn rất không phục gào lên. Bắt nạt cậu thì làm sao? Hôm nay phải bắt nạt cậu cho đã. Hoàng Thiên nói xong, mắt ra hiệu cho Tiếu Châu. Tiếu Châu hiểu rõ, coi Hứa Minh Văn như bao cát, lập tức đánh điên cuồng. Đánh đến khi Hứa Minh Văn thực sự chịu không nổi nữa, tên này mới bắt đầu xin tha. Ngài Thiên tha mạng, tôi chịu không nổi nữa rồi. Hứa Minh Văn khóc nức nở xin Hoàng Thiên tha. Chịu không nổi thì nói, bắt cóc Huỳnh Mai là ý của cậu đúng không? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Hứa Minh Văn. Hứa Minh Văn kinh ngạc, anh ta có nằm mơ cũng không ngờ tới, Hoàng Thiên lại có thể biết hết tất cả. Chuyện này, chỉ có anh ta và Chu Tấn Giang cùng Chu Ngọc Hân thương lượng với nhau, hơn nữa còn thực hiện rất nhanh. Hoàng Thiên có thể đoán được, Hứa Minh Văn thực sự cực kỳ phiền muộn. Còn muốn ngụy biện, Tiếu Châu không nhẫn nại, lại muốn đánh tên Hứa Minh Văn này. Không không không, tôi nói hết. Hứa Minh Văn hoàn toàn sợ rồi, anh ta đâu có chịu nổi bị đánh thế này. Nói hết chuyện lên kế hoạch lúc trước ra. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn Lâm Huỳnh Mai đang bị trói trên cây một cái. Lâm Huỳnh Mai đã sớm trợn trừng mắt, nghe chính miệng Hứa Minh Văn thừa nhận, cô mới biết là thật Hứa Minh Văn. Em tin anh như thế, anh lại luôn coi em là con ngốc. Anh còn độc ác như vậy, thông đồng với người khác bắt cóc em. Lâm Huỳnh Mai lớn tiếng chất vấn Hứa Minh Văn. Hứa Minh Văn không nói câu nào, chỉ sợ có câu nào không đúng, Hoàng Thiên lại xử lý anh ta. Em gái, em đã tin lời của chị và anh rể em chưa? Lâm Ngọc An bước tới, cứu Lâm Huỳnh Mai từ trên cây xuống. Chị, Lâm Huỳnh Mai khóc lóc ôm lấy Lâm Ngọc An. Cô đang cảm thấy trong lòng cùng khó chịu anh rể. Sau khi khóc trong lòng Lâm Ngọc An một lúc, Lâm Huỳnh Mai lại muốn ôm Hoàng Thiên khóc tiếp. Hoàng Thiên vội xua tay, em dừng lại một lúc đã. Về nhà với chị em trước đi. Nói rồi, Hoàng Thiên bảo Tiếu Châu và ba đội viên chiến đấu đặc biệt, bảo vệ đưa Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai về trước. Ba đội viên chiến đấu đặc biệt gật đầu đồng ý, bảo vệ Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai rời khỏi chỗ này trước. Tiếu Châu không đi, ở lại với Hoàng Thiên. Chu Tấn Giang vừa nhìn thấy ba đội viên chiến đấu đặc biệt đi hết, bên người Hoàng Thiên lúc này chỉ còn lại một mình Tiếu Châu. Mắt Chu Tấn Giang lập tức lóe lên. Bây giờ ngoại trừ gã ta và Hứa Minh Văn, còn có 5 tên đàn em của gã ta, thêm vào tổng cộng là 7 người. Hoàng Thiên và Tiếu Châu dù có lợi hại, cũng không thể hai đánh 7 được. Nghĩ đến đây, Chu Tấn Giang cắn chặt răng, tay phải đã gãy nhưng gã ta vẫn phải trả thù. Hoàng Thiên, con mẹ mày đánh gãy tay của tao, tao không tha cho mày. Chu Tấn Giang mắng chửi, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Ha ha, nói như thể tao sẽ bỏ qua cho mày vậy. Hoàng Thiên cười khẩy, bước lại gần Chu Tấn Giang. Cùng lên đi, đánh chết Hoàng Thiên. Chu Tấn Giang đột nhiên giống lên, ra lệnh cho đàn em cùng lên. Nhưng, 5 tên đàn em của gã ta đều không nghe lời gã ta. 5 tên côn đồ này cũng không ngu, bọn họ lăn lộn ở thành phố Bắc Ninh, cũng đã nghe nói đến khả năng đánh đấm của Hoàng Thiên lợi hại thế nào từ lâu, một đánh mười mấy cũng không vấn đề gì. 5 người bọn họ có hợp lại cũng không thể là đối thủ của Hoàng Thiên.
Huống hồ, bên cạnh Hoàng Thiên còn có một Tiếu Châu thực lực rất mạnh. Chúng ta phải làm sao? Một tên côn đồ hỏi. Đừng đánh với ngài Hoàng Thiên, nếu không chỉ có đường chết. Đúng vậy, dù có thể đánh bại được ngài Hoàng Thiên, chúng ta quay về thành phố Bắc Ninh còn có thể sống sao? Năm tên côn đồ bàn bạc một lúc, đều nhất quyết không dám ra tay với Hoàng Thiên. Bọn họ đành ngây người đứng một bên. Ngây ra đấy làm gì? Bọn mày bị ngu à? Điếc hết rồi sao? Ở đó lẩm bẩm thì thầm cái gì hả? Chu Tấn Giang cáu kỉnh mắng, gã ta không ngờ những tên đàn em này của mình lại không nghe lời như vậy. Hoàng Thiên cũng nhìn ra năm tên đàn em này của Chu Tấn Giang không dám ra tay với anh. Mấy người muốn làm thế nào? Hoàng Thiên hỏi năm tên côn đồ. Ngài Thiên, chúng tôi không dám đối đầu với ngài, hy vọng ngài có thể thả chúng tôi. Một tên côn đồ lấy hết dũng khí, cầu xin Hoàng Thiên. Bốn tên côn đồ còn lại cũng từ từ xin tha, xin Hoàng Thiên tha cho. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, xua tay với bọn họ. Lập tức, năm tên côn đồ như được ân xá, nhặt được lại một cái mạng từ quỷ môn quan về. Bọn họ không nói hai lời, tất cả nhanh chóng chạy khỏi rừng cây. Chu Tấn Giang thấy thế, hoàn toàn trợn mắt lên. Tay phải còn đau muốn chết, đã không còn sức chiến đấu nữa rồi, lại nhìn Hứa Minh Văn, tên này ngoại trừ cái mồm lợi hại, thì cũng là một tên ăn hại. Còn có em gái gã ta Chu Ngọc Hân, càng không có tác dụng gì. Ngài Thiên, tôi biết sai rồi, anh đừng giết tôi. Dầm một tiếng, Chu Tấn Giang kêu khóc quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Khiến Hoàng Thiên ngây người, vừa nãy Chu Tấn Giang còn ngạo mạn cơ mà, kêu đánh kêu giết, sao trong nháy mắt đã quỳ xuống xin tha rồi. Với cái thứ rác rưởi này, Hoàng Thiên thực sự rất chán ghét. Không để ý đến Chu Tấn Giang, Hoàng Thiên nói với Tiếu Châu, cho anh ta một bài học cả đời khó quên đi, còn có Hứa Minh Văn, cũng đừng bỏ qua. Vâng, Tiếu Châu đồng ý một tiếng, sau đó nhặt một cây gậy gỗ vừa dài vừa nặng từ dưới đất lên. Cậu Thiên, còn Chu Ngọc Hân này thì sao? Tiếu Châu hỏi Hoàng Thiên. Nể mặt cô ta là con gái, để cô ta tự tát mình 100 cái, sau đó bảo cô ta cút đi. Nói rồi, Hoàng Thiên quay người rời khỏi rừng cây. Sau đó, trong rừng cây truyền ra tiếng gào khóc đau khổ của Chu Tấn Giang và Hứa Minh Văn. Sau khi Hoàng Thiên lái xe về nhà thì đã rất muộn rồi. Nhưng Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai vẫn chưa ngủ, hai chị em này đang tâm sự ở phòng khách. Vừa thấy Hoàng Thiên về, Lâm Ngọc An cũng không khai sáng cho Lâm Huỳnh Mai nữa, đứng dậy ra đón. Sao giờ mới về, bọn Chu Tấn Giang và Chu Ngọc Hân sao rồi? Lâm Ngọc An tò mò hỏi Hoàng Thiên, cô thật sự có hơi lo lắng, sợ khi Hoàng Thiên tức giận, giết cả Chu Tấn Giang và Chu Ngọc Hân. Còn có tên Hứa Minh Văn đó nữa, chắc hẳn Hoàng Thiên cũng rất hận anh ta, nói không chừng cũng làm thịt Hứa Minh Văn luôn rồi. Đối với Lâm Ngọc An mà nói, vẫn không mong Hoàng Thiên làm thế. Dẫu sao thì cô cũng chỉ mong người đàn ông của mình bình thường một chút mới tốt, không cần cả ngày tức giận như thế. Hoàng Thiên cũng nhìn ra Lâm Ngọc An đang lo lắng, lúc này anh cười nhẹ, nói, bọn họ không sao, anh giáo dục bọn họ một chút thôi. Lâm Ngọc An gật đầu, quay đầu nhìn Lâm Huỳnh Mai trên ghế sofa, cô nhẹ thở một hơi. Đứa em gái này của mình, dường như mãi mãi không chịu lớn, có lúc quá ngây thơ dễ bị người khác lừa. Hoàng Thiên cũng nhìn Lâm Huỳnh Mai một cái, phát hiện ra cô đang ngồi cúi đầu trên sofa, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Theo suy đoán của Hoàng Thiên, có thể Lâm Huỳnh Mai đang hối hận, cũng có thể còn không bỏ được tên Hứa Minh Văn kia. Nếu là vế trước, thì người em vợ này vẫn còn cứu được, nếu là vế sau, thế thì hết thuốc chữa rồi. Tối nay em ngủ cùng phòng với chị em đi, Hoàng Thiên nhìn Lâm Huỳnh Mai nói. Lúc này Lâm Huỳnh Mai mới ngẩng đầu lên, cô nhìn Hoàng Thiên một cái, hốc mắt đỏ au. Anh rể, tối nay cảm ơn anh đã cứu em, nếu không, chắc chắn em sống không nổi nữa. Lâm Huỳnh Mai rất biết ơn nhìn Hoàng Thiên nói. Người một nhà đừng nói những lời này, đi ngủ đi. Hoàng Thiên nói với Lâm Huỳnh Mai. Anh rể, em thực sự hối hận lúc đó không nghe lời anh, suýt nữa đã làm hại đến chị rồi. Mặt Lâm Huỳnh Mai đỏ bừng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thế ngây người, Lâm Huỳnh Mai có thể nói ra lời này, cũng không dễ dàng gì. Thế nên, sau này đừng tùy hứng như thế nữa, biết chưa? Hoàng Thiên nói. Em biết rồi. Lâm Huỳnh Mai gật đầu thật mạnh, cô thực sự hối hận rồi. Lâm Ngọc An thấy em gái cuối cùng cũng tỉnh ra, cô cũng rất vui mừng, đưa Lâm Huỳnh Mai về phòng. Hoàng Thiên ngủ ở một phòng khác, một tối này, ngủ rất yên ổn. Sáng ngày thứ hai, Lâm Ngọc An bước từ trong phòng ra, tìm Hoàng Thiên. Ngọc An, dậy sớm thế. Hoàng Thiên nắm tay Lâm Ngọc An,
vợ mình đang mang thai, anh rất lo lắng vợ nghỉ ngơi không tốt. Đúng rồi, Hoàng Thiên, hình như cảm xúc Huỳnh Mai không ổn lắm. Lâm Ngọc An lo lắng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng thật sự muốn nhức đầu, chút chuyện nát đó mà vẫn chưa xong. Nếu không phải nể mặt vợ mình, Hoàng Thiên đã không quan tâm đến Lâm Ngọc An từ lâu rồi. Em ấy nghĩ không thông sao? Sao cảm xúc vẫn còn chưa ổn? Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An lắc đầu, có thể lần này nó thật sự yêu rồi, thất tình, là đả kích rất lớn với nó. Chắc là không sao đâu, hai ngày nữa thì nó sẽ ổn thôi. Hoàng Thiên an ủi Lâm Ngọc An. Cũng chỉ có thể đợi mấy ngày nữa xem sao. Lâm Ngọc An gật đầu. Chị, anh rể, em không sao, hai người không phải lo cho em đâu. Lúc này Lâm Huỳnh Mai bước từ trong phòng ra, vừa nãy lời Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nói, cô đều nghe được. Em về nhà trước đây. Lâm Huỳnh Mai ngập ngừng, sau đó nói tiếp. Dù Lâm Ngọc An vẫn rất không yên tâm, nhưng em gái muốn về nhà, cô cũng không thể giữ lại được. Vậy chị với anh rể đưa em về. Lâm Ngọc An vẫn còn rất lo lắng, liền nói với Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai gật đầu. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên cười nhạt, nói, đi thôi. Lâm Ngọc An cũng cười vui vẻ, cô phát hiện ra Hoàng Thiên thật sự rất yêu cô, vì cô mà không ngại phiền chút nào. Ba người vừa xuống lầu, thì thấy Trương Lan Phượng bước đến. Hoàng Thiên còn tưởng Trương Lan Phượng đến đón Lâm Huỳnh Mai, nào ngờ Trương Lan Phượng vừa nhìn thấy anh, lập tức cười dịu dàng bước đến. Con rể à, mẹ có chút chuyện tìm con với Ngọc An. Trương Lan Phượng cười nói. Thấy dáng vẻ này của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên lại thấy phiền. Nguyên nhân chính là mấy năm nay Trương Lan Phượng để lại ấn tượng quá sâu cho Hoàng Thiên, lúc nhất thời, ai có thể quen được cái gương mặt tươi cười này của Trương Lan Phượng chứ? Mẹ lại nợ tiến à? Hoàng Thiên rất cạn lời nhìn Trương Lan Phượng. He he, sao mẹ có thể nợ tiền được chứ? Con yên tâm đi, lần này mẹ không đến để mượn tiền. Trương Lan Phượng cười he he. Hoàng Thiên cũng không sợ bà ta mượn tiền, mà chỉ ghét nhìn thấy bà ta mà thôi. Mẹ, có chuyện gì thế? Lâm Ngọc An bước ra, hỏi Trương Lan Phượng. Ngọc An, hôm nay anh của ông ngoại con mừng thọ. Ông ngoại và bác con đều đi chúc thọ, mẹ muốn cả nhà chúng ta cùng đi tham dự. Trương Lan Phượng nói. Lâm Ngọc An vừa nghe liền ngây người, cô nhìn Hoàng Thiên. Không biết Hoàng Thiên có đồng ý đi không? Hoàng Thiên cũng không muốn đến chỗ náo nhiệt này, anh và Lâm Ngọc An kết hôn 3 năm, lúc trước Trương Lan Phượng chỉ đưa Lâm Ngọc An đi đến nhà họ hàng, rất ít khi đưa anh cùng đi. Nguyên nhân chỉ có một. Trương Lan Phượng cảm thấy đưa Hoàng Thiên đi, khiến bà ta quá mất mặt. Nhưng bây giờ lại không giống nữa, Trương Lan Phượng hận không thể để toàn thế giới biết, con rể Hoàng Thiên của bà ta lợi hại thế nào. Hoàng Thiên, chúng ta có đi không? Lâm Ngọc An nhẹ giọng hỏi Hoàng Thiên, cô cũng không biết Hoàng Thiên có muốn tham dự không? Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An cười nhẹ, nói em có muốn đi không? Lâm Ngọc An nhẹ gật đầu, cô cũng rất muốn ra ngoài, hơn nữa gần đây ngây người trong nhà hoài cũng rất chán. Vậy được rồi, anh cùng đi với em. Hoàng Thiên gật đầu. Lâm Ngọc An cười vui vẻ, nói với Trương Lan Phượng, được rồi mẹ, một nhà chúng ta cùng đi tham dự. Quá tốt rồi, ông ngoại con đang đợi chúng ta đấy, chúng ta mau đi thôi. Trương Lan Phượng cũng rất vui, bà ta còn sợ rằng Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An không đi với bà ta, lúc này cười thúc giục Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên không nói gì nữa, lái xe hướng đến nhà của Trương Công Điền. Vừa đến dưới lầu nhà Trương Công Điền liền thấy ở đó đã đỗ hai chiếc xe. Một chiếc là của Trần Hồng Hà, chiếc còn lại là của Trương Định. Lúc này Trần Hồng Hà đưa Trương Lan Hương và Trần Giang theo, đang đứng cạnh xe nói chuyện với Trương Công Điền. Trương Định và vợ ông ta, còn đưa tên Trương Vĩ đó theo, cũng đang đứng trước xe nhà mình nói gì đó. Vừa thấy Hoàng Thiên tới, những người này đều ra đón, như thể đón bố ruột vậy. Khiến cho Hoàng Thiên thật sự không thể quen nổi. Lúc trước anh còn là người không được để ý bị chế giễu, nhưng bây giờ, đám người này thậm chí còn không để ý đến Trương Lan Phượng, tất cả đều tỏ ra thân thiện với anh. Cháu rể à, cháu trăm công nghìn việc còn có thể dành thời gian đến cùng chúng ta, gì cả thật sự không ngờ đến đấy. Cả mặt Trương Lan Hương tươi cười, xu nịnh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự không quen với nhịp điệu này, nhìn Trương Lan Hương nói, gì cả, đừng khách khí với cháu như thế. Ôi chao, sao có thể không khách khí được? Có người thân như cháu, gì cả đi đến đâu cũng nở mày nở mặt. Mặt Trương Lan Hương cười như cái bánh bao, cái gì dễ nghe thì nói cái đó. Không chỉ Trương Lan Hương mà ngay cả Trần Hồng Hà cũng cúi đầu khom lưng với Hoàng Thiên, khác xa với dáng vẻ giả bộ trước đó.
Trần Giang trang điểm đẹp đẽ rồi chào hỏi và nở nụ cười với Hoàng Thiên. Em rể, em gái Ngọc An của chị sắp sinh rồi đúng không? Thật là tốt quá, chị Giang chúc mừng em trước vậy. Trần Giang cười mỉm rồi nói với Hoàng Thiên. Thấy một nhà ba cái miệng như vậy làm Hoàng Thiên chả biết nói gì hơn. Bỗng dưng bọn họ lại như thế khiến Hoàng Thiên thật sự cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ càng như vậy thì Hoàng Thiên càng không ưa bọn họ. Cái miệng quá nịnh bợ, nếu như mình không phải là cậu chủ ở Kyoto, bọn họ sẽ còn nịnh bợ như vậy sao? Hoàng Thiên không để ý tới bọn họ, sau khi đi sang nói mấy câu với Trương Công Điền thì anh bắt đầu đi với những người khác. Hôm nay là đại thọ của anh ruột của Trương Công Điền, nhà ở nông thôn, gần đó là thị trấn. Trương Công Điền cũng chỉ có một người anh mà thôi. Những năm này, mỗi năm tới sinh nhật của anh trai, ông cụ đều tới tham dự. Năm nay, có thể là lần mọi người đến đủ nhất. Ông cụ có ba người con gái, đều đến đầy đủ, bao gồm cả nhà Hoàng Thiên. Khổ sở cả mấy chục cây số, tới tận 10 giờ sáng thì bọn Hoàng Thiên mới chạy đến cái thôn nhỏ này. Dưới sự hướng dẫn của Trương Công Điền, một đống người nhanh chóng vào sân trong. Trương Quốc Khánh là anh trai của Trương Công Điền, đã 7-80 tuổi, nhưng tinh thần hôm nay lại hăng hái và phấn chấn. Không ít khách tới nhà, đám con cháu nhà mình đều bận rộn tiếp đãi bên trong lẫn bên ngoài, không khí ở nhà họ Trương vô cùng vui vẻ và yên ấm. Thấy bọn Trương Công Điền đều tới, Trương Quốc Khánh cực kỳ vui vẻ mà dẫn theo một đám người ra đón. Sau một hồi tâm sự nói chuyện, Trương Quốc Khánh nhìn Trương Lan Phượng rồi cười nói, Lan Phượng à, bác cả thật sự không ngờ là năm nay con có thể đến đấy. Còn có con cháu cả nhà đều đến đông đủ, tốt, quá tốt rồi. Trương Lan Phượng gật gù đắc ý một cách duyên dáng, năm trước bà ta luôn cảm thấy mình chả có mặt mũi hay thể diện gì hết. Nhưng năm nay không giống nhé, con rể của bà ta là Hoàng Thiên, là cậu chủ có ngàn tỷ trong tay đó, nói ra một phát là có thể hù chết mấy người. Ha ha, bác cả à, năm nay con có dẫn con rể của con tới nữa đó, ha ha. Trương Lan Phượng cười ha ha, vừa muốn lấy Hoàng Thiên khoe khoang một chút thì lúc này thì Trương Hiển, cháu trai của Trương Quốc Khánh đi tới. Ha ha, cô hai à, sao cô lại dẫn nó tới vậy chứ? Nhưng dẫn tới cũng tốt, để nó có thêm được nhiều kiến thức, đỡ phải vô dụng như vậy. Thằng nhóc Trương Hiển này rung đùi đắc ý, vừa đi tới đã nhìn Hoàng Thiên rồi cười một cách khinh thường. Hết cách rồi, lúc Hoàng Thiên ở rể nhà họ Lâm, tất cả thân thích, thông gia gì đấy đều đến chơi, ai cũng biết Hoàng Thiên là một đứa con rể vô dụng, chả có tích sự gì. Hoàng Thiên bị say xe, vất vả lắm mới tới nhà của ông ngoại Lâm Ngọc An, vừa vào sân đã bị châm biếm một phen. Coi bộ suy nghĩ theo thói quen của cái người đang đi tới này thật sự là rất khó thay đổi. Trương Hiển, cháu đừng có nói như thế, cháu không biết đó thôi, chồng của em gái Ngọc An của cháu không phải là người bình thường đâu. Trương Lan Phượng không vui, bà ta vội vàng nói mấy câu với Trương Hiển. Ha ha ha, con biết mà cô hai, cái thằng em rể Hoàng Thiên này, đúng là không thể tìm được ai trong 10.000 thằng đàn ông khác đâu. Trương Hiển cười hô hố như điên một hồi, rồi nói với vẻ châm biếm. Ai nghe cũng hiểu là thằng nhóc này đang giễu cợt Hoàng Thiên. Trong lòng Lâm Ngọc An rất khó chịu, cô vừa định tranh luận phải trái với Trương Hiển vài câu thì Hoàng Thiên nhẹ nhàng mỉm cười với cô, tỏ ý cô không cần phải tức giận với loại người như vậy. Dựa vào thân phận của Hoàng Thiên thì chẳng đáng để tranh luận với loại người như Trương Hiển. Trương Hiển à, cháu vào trong bếp giúp mọi người một tay đi. Trương Quốc Khánh nói với Trương Hiển, ông cũng nhận ra Trương Hiển vừa đi tới là chĩa mũi nhọn vào Hoàng Thiên. Ông nội, con hâm mộ Hoàng Thiên mà, gả đến nhà của cô hai con, ông xem, bây giờ người ta kiêu ngạo rồi, còn chạy được chiếc Audi cũ đấy. Mặc dù là Audi cũ nhưng đối với người ở trong thôn nhỏ mà nói thì loại xe này đã vô cùng xịn rồi. Trương Hiển tự thấy bản thân sống ở trong thôn có tốt thì cũng chỉ có thể lái chiếc xe sản xuất trong nước, giá mấy chục triệu mà thôi, thế nên khi anh ta thấy Hoàng Thiên chạy Audi thì trong lòng vẫn rất khó chịu và tức giận. Vừa nghe Trương Hiển bảo rằng Hoàng Thiên gả tới nhà của Trương Lan Phượng, tất cả mọi người trong sân đều cười ầm lên. Bọn họ đều biết Hoàng Thiên là con rể ở rể, nhưng dù sao người ta cũng là đàn ông mà, sao có thể dùng cái chữ gả này chứ? Thấy Hoàng Thiên vừa tới đây là đã bị Trương Hiển châm biếm một phen thì trong lòng của Trần Giang và Trương Vĩ cũng vô cùng vui vẻ. Ở trong lòng bọn họ vẫn còn rất oán hận Hoàng Thiên. Dù sao trước đây cũng bị Hoàng Thiên hành hạ khá thê thảm. Nhưng bọn họ cũng không dám công khai hùa theo nói móc và giễu cợt như trước nữa, vì bọn họ thật sự sợ Hoàng Thiên. Trương Hiển nói móc một phen xong lại phát hiện rằng cơ bản là Hoàng Thiên cũng không để ý tới anh ta khiến anh ta cũng khá bực bội. Mẹ nó! Cái đồ vô dụng này lại dám coi thường mình như vậy.
chỉ dựa vào nó thì lấy tư cách gì mà làm vậy chứ? Anh ta vừa định tìm sự khó chịu và mất tự nhiên của Hoàng Thiên thì vào lúc này, trưởng thôn Đinh Phú Quý đi vào trong sân. Phú Quý à, mời con vào bên trong. Trương Quốc Khánh vội vàng chào hỏi Đinh Phú Quý, dù sao đây cũng là trưởng thôn, ở nơi này, một trưởng thôn nhỏ cũng là một nhân vật lớn. Ha ha ha, không cần đâu, chú Khánh à, con thấy người của nhà chú nhiều thiệt, có thể giúp con trai con đẩy xe trước không ạ? Đinh Phú Quý cười hô hố một tiếng rồi nói với Trương Quốc Khánh. Trương Quốc Khánh hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ngay, hai ngày trước nghe nói là con trai của Đinh Phú Quý ở trong thành phố kiếm được không ít tiền. Đã mua xe mới, hai ngày này định chạy về trong thôn khoe khoang. Phú Quý, xe của con trai con hư rồi à? Trương Quốc Khánh cười nói. Xe mới sao mà hư được chứ? Hai thằng nhóc này không cẩn thận mà lái xe vào trong ruộng. Con đi gọi mấy người tới để giúp nó đẩy xe ra. Trương Quốc Khánh vẫn rất nể mặt Đinh Phú Quý này. Ông kêu tất cả những người trẻ tuổi trong sân đi theo Đinh Phú Quý. Hoàng Thiên cũng bị gọi tên, đi theo khoảng 10 người đi tới đầu thôn. Tới đó xem thử thì đúng là con trai của Đinh Đại Quý là Đinh Hùng lái một chiếc BMW X1 mới mua vào trong đồng ruộng. Gần đó cũng không ít người trong thôn đang vây quanh xem, nhưng cũng chẳng có mấy người thật sự tới giúp đỡ mà đẩy xe ra. Lỡ như Đinh Hùng đang giả bộ khoe khoang rồi sao, giúp người ta đẩy ra sớm quá thì không phải là làm hỏng chuyện của người ta à? Mắt thấy kha khá người tới, Đinh Hùng vừa hút thuốc của Việt Nam vừa cười nói, phiền mọi người quá, ha ha, giúp tôi đẩy xe ra với. Khoảng 10 người trẻ tuổi đi tới rồi vây quanh chiếc xe, vẻ mặt Trương Hiển tràn đầy hâm mộ nhìn chiếc xe BMW X1 này, cảm thấy cực kỳ thèm thuồng. À à, tôi nói chứ Hoàng Thiên vô dụng ơi, cậu lái chiếc xe cũ Audi kia cũng chả tốt tí nào, so với chiếc BMW này thì kém xa đúng không? Trương Hiển cười ha ha, nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Trương Hiển đứng bên cạnh mình, anh có chút không kiên nhẫn. Cho dù anh không muốn đụng chạm gì với loại người như vậy nhưng cũng không thể chịu nổi người khác liên tục gây hấn với mình. Xe chỉ là một phương tiện giao thông thôi, anh quan trọng nó tới vậy à? À à, có phải châm chọc tôi mấy câu thì anh sẽ tìm được sự thăng bằng và thoải mái trong lòng không? Hoàng Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi ngược lại Trương Hiển. Trương Hiển nghe thấy mấy lời này thì trong phút chốc, khuôn mặt đen đi trông thấy. Dù thế nào đi nữa thì đó giờ đều là anh ta coi thường Hoàng Thiên. Anh ta cho rằng dẫu Hoàng Thiên bị anh ta trách mắng thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại Hoàng Thiên dám nói như thế khiến Trương Hiển cảm thấy không thể chịu được. Đậu mé, cậu tự giải vây cho cậu đấy à, chỉ lái một chiếc Audi cũ thôi mà, hay đó cũng chỉ là vợ cậu mua cho cậu. Nếu cậu không có cái lòng hư vinh này thì có thể lái được chiếc Audi sao? Trương Hiển bĩu môi rồi nói với Hoàng Thiên. Tôi lái xe gì? Hình như không liên quan tới anh thì phải. Hồi nãy ở nhà của anh nên tôi không muốn nói gì, nhưng tốt nhất là anh đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn linh tinh với tôi nữa. Hoàng Thiên nói một cách rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Mặc dù giọng nói và dáng vẻ đều cực kỳ bình tĩnh nhưng Trương Hiển vẫn vô cùng tức giận. Ở trong mắt anh ta, Hoàng Thiên chính là đồ vô dụng, thứ vô dụng như vậy thì có tư cách gì nói thế với anh ta chứ? Đậu mé, nói cậu vài câu, cậu còn không phục đúng không? Cậu còn đớp chát lại tôi một câu, có tin tôi đánh cậu hay không? Trương Hiển trợn mắt với Hoàng Thiên, còn bày ra dáng vẻ muốn bụp Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lười để ý tới loại người ngu xuẩn này, nhưng anh cũng không sang đó đẩy xe vì xung quanh xe đã có vô cùng nhiều người rồi, mà cũng chẳng có chỗ nào cho anh đứng. Trương Hiển thấy Hoàng Thiên im lặng thì anh ta còn tưởng rằng Hoàng Thiên sợ anh ta, Trương Hiển lạnh lùng hừ một tiếng. Trong đầu thầm nghĩ là mày chờ đấy, vào bữa tiệc thì tao sẽ cho mày đẹp mặt. Tất cả mọi người thấy con trai trưởng thôn khoe khoang BMW xong thì lại vòng vào trong thôn, Hoàng Thiên cũng đi theo mà trở về. Nhưng Trương Hiển lại không về ngay, bởi vì lúc nãy anh ta đã phát hiện, sau một thân cây cách đây mấy chục mét, có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang ngoắc ngoắc anh ta lại. Ở trong thôn nhỏ thế này, vẫn khó mà nhìn thấy kiểu người đẹp vừa thời thượng vừa mang phong cách Tây như vậy, Trương Hiển vừa mới thấy thì đôi mắt cũng nhìn thẳng. Đôi khi người đẹp này còn cười với anh ta nữa. Khiến lòng anh ta cũng rối bời theo. Thấy cổng thôn không có người nào, Trương Hiển vội vã đi về hướng cô gái đẹp đó. Người đẹp, em tìm anh có chuyện gì vậy? Còn người Trương Hiển cũng nhìn thẳng chằm chằm vào cô gái xinh đẹp, suýt nữa là nước miếng cũng chảy ra. Người đẹp này cười bảo, anh đẹp trai này, anh là cháu trai của Trương Quốc Khánh sao? Trong phút chốc, Trương Hiển hơi sững sờ ao em biết thế. Trương Hiển nghi ngờ hỏi cô gái đẹp này. Và lại anh ta cũng đã hiểu. Cô gái đẹp này nói tiếng phổ thông không thuần thục cho lắm, chắc là người nước ngoài. Phải là được rồi. Trong nháy mắt,
người đẹp không còn cười nữa mà nhìn chòng chọc Trương Hiển. Trương Hiển cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng anh ta vẫn bị cô ta mê hoặc làm cho mất cả phương hướng, lúc này anh ta tới sát bên cạnh người đẹp một chút. Vừa định tái máy tay chân thì thấy một chiếc xe màu đen nhỏ chạy tới, dừng lại bên cạnh người đẹp. Ngay sau đó, có bốn tên đàn ông mặc Âu phục màu đen, tất cả đều đeo kính râm. Bốn người đàn ông mặc Âu phục, từ trên xuống dưới, cả người đều toát ra nồng nặc sự hung bạo và tàn độc, đến nỗi còn có cả sát khí, khiến người khác không lạnh mà run. Trương Hiển hơi lờ mờ, không biết lai lịch của đối phương là gì. Cậu tên là Trương Hiển đúng không? Cậu là cháu trai của Trương Quốc Khánh. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc Âu phục đen, khuôn mặt u ám, dùng tiếng phổ thông gượng gạo hỏi Trương Hiển. Dạ, đúng vậy. Trương Hiển không dám thở mạnh, trong lòng vô cùng hoảng sợ, chẳng biết đối phương tìm anh ta làm chi nữa. Cái bình này, cậu lén bỏ vào trong trước rồi để cho Hoàng Thiên uống vào, biết chưa? Người đàn ông mặc Âu phục lấy một chai thuốc bột nhỏ màu trắng từ trong lòng ngực ra, đưa tới trước mặt Trương Hiển. Trương Hiển nhìn điệu bộ thế này thì trong phút chốc, anh ta toát cả mồ hôi lạnh. Anh ta không ngu, nhìn là liền biết đối phương không phải người dễ đụng vào gì cho cam. Và lại còn kêu anh ta bỏ thuốc bột vào trong nước cho Hoàng Thiên uống, bọn họ muốn làm gì? Xin hỏi ngài đây, các người muốn làm gì vậy? Trương Hiển hỏi người đàn ông mặc Âu phục đang dẫn đầu một cách sợ sệt và nhút nhát. Anh ta vừa dứt lời thì chỉ thấy cô gái đẹp kia bỗng dưng ra tay, thoáng cái đã vặn cánh tay anh ta ra sau lưng. Cạch một phát, người đẹp lấy một con dao nhỏ sắc bén từ sau lưng, đặt trên cổ của Trương Hiển. Trong phút chốc, Trương Hiển sợ tới mức khuôn mặt cũng trắng bệch. Lưỡi dao sắc bén để ở trên cổ, người đẹp này chỉ cần dùng sức một tí thôi thì đã có thể kết liễu tính mạng của anh ta. Kêu anh cho Hoàng Thiên uống thì anh phải để cho anh ta uống, biết chưa? Biết biết, người đẹp, cô giơ cao đánh khẽ một chút. Suýt nữa là Trương Hiển đái ra quần, anh ta gật đầu đồng ý một cách mạnh mẽ. Lúc này người đẹp mới buông Trương Hiển ra. Vẻ mặt Trương Hiển phờ phạc, chân cũng run run, có chút không biết làm sao. Cậu không cần sợ, mục tiêu của chúng tôi là Hoàng Thiên. Chỉ cần cậu làm theo lời chúng tôi nói thì sau khi làm xong chuyện này, tôi cho cậu 1 tỷ, như thế nào? Người đàn ông dẫn đầu mặc Âu phục nói. Trương Hiển vừa nghe thấy lời này thì trong thoáng chốc, anh ta cực kỳ phấn khởi. Nhưng rất nhanh, anh ta lại lo lắng ngay tức khắc. Lỡ như anh ta hãm hại Hoàng Thiên xong thì đối phương không trả tiền thì sao? Anh đưa tôi 1 tỷ trước đi, chắc chắn tôi sẽ nghĩ cách để Hoàng Thiên uống thứ này. Trương Hiển cầm chai thuốc bột nhỏ đó trong tay, nói với người đàn ông mặc Âu phục. Cậu không có tư cách để trả giá, nếu như cậu không làm theo lời tôi nói thì tối nay, cả nhà cậu đều phải chết. Khuôn mặt người đàn ông dẫn đầu tràn đầy ác nghiệt, uy hiếp nói. Gã ta vừa dứt lời thì ba người đàn ông mặc Âu phục khác đều móc dao ra rồi đặt lên trước ngực và sau lưng Trương Hiển. Trương Hiển bị dọa sợ, chân anh ta cũng mềm nhũn theo, vội vàng đồng ý nói, được được được, chắc chắn tôi sẽ làm theo lời anh. Cậu về nhà đi, sau khi xong chuyện thì gọi bằng điện thoại này. Nếu như cậu dám giở trò thì cả nhà cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện sẽ sống tiếp nữa. Người đàn ông mặc Âu phục dẫn đầu nói một cách u ám, sau đó lấy ra một danh thiếp có ghi số điện thoại di động của mình rồi nhét cho Trương Hiển. Trương Hiển bị hù dọa nên tay cũng run rẩy theo, sau khi anh ta nhận lấy tấm danh thiếp thì cất vào trong ngực. Sau khi về đến nhà, nỗi lòng của Trương Hiển cực kỳ nặng nề, cũng sắp sầu não tới chết. Anh ta biết lần này đã gặp phải chuyện lớn rồi, đối phương kêu anh ta bỏ thuốc Hoàng Thiên, hẳn là cái loại thuốc mà dồn Hoàng Thiên vào chỗ chết. Nếu như Thiên ngây thơ uống chai thuốc này rồi chết thì anh ta cũng sẽ không thoát khỏi liên quan đâu. Sau khi bị bắt, không khéo thì bị xử chung thân, đến nỗi là tử hình cũng chẳng chơi. Anh Hiển, anh sao vậy? Lâm Ngọc An thấy vẻ mặt của Trương Hiển trở nên kinh hoàng thì tò mò hỏi. Không, không sao hết. Hi hi, em Ngọc An, em với Hoàng Thiên vào nhà ngồi đi. Anh đi rót trà cho mấy đứa. Trương Hiển lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cười hì hì nói. Dạ, vậy em cảm ơn anh Hiển. Lâm Ngọc An gật đầu một cái, cô cảm thấy là chỉ ít Trương Hiển cũng không tệ lắm. Tốt hơn hồi nãy nhiều, cũng hết sức khách sáo với cô và Hoàng Thiên. Sau khi dẫn Hoàng Thiên vào trong một cái phòng nhỏ không có ai, Trương Hiển lập tức run rẩy đi ra ngoài pha trà. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, cười bảo, chồng ơi, hình như Trương Hiển cũng tự ý thức được là vừa nãy anh ta quá không lễ phép. Hoàng Thiên nghe thấy lời này thì không nhịn được mà khẽ mỉm cười, anh cũng không nói gì. Nhưng trong lòng Hoàng Thiên lại thầm tính toán, Trương Hiển này, thật sự là quá khác thường. Không chỉ là khác thường mà lúc này Trương Hiển còn vô cùng hốt hoảng và cực kỳ sợ hãi,
chuyện gì mà lại dọa anh ta sợ tới như vậy chứ? Hoàng Thiên nghĩ tới những điều này thì trong lòng thầm dâng lên sự phòng bị. Bàn về chuyện nhìn sắc mặt mà nói chuyện, Hoàng Thiên đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Vẻ mặt bối rối vừa nãy của Trương Hiển, đã bị Hoàng Thiên nhìn thấy rồi. Lúc Hoàng Thiên vừa đến nhà bọn Trương Hiển, dáng vẻ khoe khoang ngạo mạn đó trên mặt Trương Hiển, còn lưu lại ấn tượng trong đầu Hoàng Thiên. Nhưng vừa nãy, dáng vẻ lo lắng rối loạn đó của Trương Hiển, so sánh với vẻ kiêu ngạo lúc trước, khác biệt cũng khá lớn. Chồng ơi, Trương Hiển cũng không phải. Lúc này mặt Hoàng Thiên trầm xuống, hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An vừa nghe liền ngây người, dù cô cũng cảm thấy vừa nãy Trương Hiển xung xoe thế rất không bình thường, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều làm gì. Hoàng Thiên vừa nói như thế, trong lòng Lâm Ngọc An lột bột một tiếng. Chồng à, ý của anh là nói, Trương Hiển có ý đồ khác. Không thể nào, anh ta chính là ếch ngồi đáy giếng không vừa mắt anh, nếu như biết thân phận của anh ta nịnh nọt anh còn không kịp nữa. Lâm Ngọc An nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên lắc đầu, nói, Ngọc An, dự cảm của em có lẽ cũng không sai. Đợi đến khi Trương Hiển pha trà xong mang đến, em tuyệt đối không được uống. Hả, Lâm Ngọc An vô cùng kinh ngạc, nhưng cô vẫn gật đầu, đối với người đàn ông của mình, cô rất tin tưởng. Không bao lâu, Trương Hiển bưng một ấm trà và tách trà ra phòng nhỏ. Người bên ngoài rất nhiều, cũng rất náo nhiệt, nhưng cái phòng nhỏ này, cũng không có ai đến. Ngọc An, em rể Ngọc An, ha ha, nào nào nào, thử xem vị của trà Tân Cương thế nào. Trương Hiển cười ha ha bưng tách trà cho Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, sau đó rót nước trà vào. Hoàng Thiên nhìn thấy, tên Trương Hiển này rõ ràng là không còn bối rối như ban nãy, có lẽ đã tự ổn định cảm xúc. Anh cũng uống đi. Hoàng Thiên nhìn Trương Hiển cười, nói với anh ta. Trương Hiển bị Hoàng Thiên nhìn lập tức thay đổi sắc mặt, trong lòng anh ta chột dạ, hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Thiên. He he, anh chỉ mang hai tách đến, em và em gái Ngọc An uống đi. Trương Hiển cười he he, trốn tránh ánh mắt của Hoàng Thiên, không dám đối mắt với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy màn này, trong lòng càng thêm xác định, tên Trương Hiển này, chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa trà mà anh ta pha ra, chắc chắn cũng có vấn đề. Lâm Ngọc An rất nghe lời Hoàng Thiên, sau khi rót trà vào. Cô cũng không uống, hơn nữa còn nhìn Trương Hiển, phát hiện lúc này trông Trương Hiển như có quỷ trong lòng vậy. Trương Hiển, không phải anh không ưa gì tôi sao? Sao lại xung xoe với tôi thế này? Lúc này sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, không khách khí với Trương Hiển chút nào, trực tiếp hỏi thẳng một câu. Trong lòng Trương Hiển kinh ngạc, nhưng tên này cũng cắn răng. Về phần Hoàng Thiên, anh ta thực sự vẫn luôn không ưa nổi. Bốn tên đàn ông mặc vest đó, còn có người đẹp đó hứa hẹn cho anh ta 1 tỷ, số tiền này đối với anh ta mà nói, lực hấp dẫn vô cùng lớn. Hừ, mẹ nó, dù có tính kế với tên ăn hại này thì làm sao chứ? Dù sao mình cũng chỉ bỏ thuốc, cũng không trực tiếp giết cậu ta. Trong lòng Trương Hiển nghĩ thế, lạnh lùng nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên à, người như cậu có phải tự hạ thấp mình quá rồi không? Tôi mỉa mai cậu cũng không được, đối xử tốt với cậu cũng không được, rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Thấy con nghé này vô liêm sỉ đến thế, Hoàng Thiên không nhịn được nhếch một nụ cười lạnh lùng. Rốt cuộc anh có tâm tư gì, chỉ có chính anh là rõ nhất. Hoàng Thiên cười khẩy nói. Trương Hiển vừa nghe lời này, trong lòng có hơi lạnh đi. Bởi vì anh ta phát hiện, hình như Hoàng Thiên đã nghi ngờ anh ta rồi. Nhưng anh ta vẫn giả vờ, lúc này đảo mắt, cố tình bày ra dáng vẻ rất tức giận, con mẹ cậu, lời này là có ý gì? Tôi thì có tâm tư gì hả? Pha trà cho cậu mà pha không đúng có phải không? Sao cậu lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Bốp, Hoàng Thiên đập bàn đứng dậy, anh không muốn nể mặt tên Trương Hiển này nữa. Nếu trong lòng anh không có quỷ, thì uống chỗ trà này đi. Hoàng Thiên cầm một tách trà lên, đưa đến trước mặt Trương Hiển. Trương Hiển mặt đỏ tía tai, trong lòng thầm nói tiêu rồi, nhìn Hoàng Thiên như thế này, chắc chắn là không uống tách trà này. Mẹ nó tôi uống, tên ăn hại cậu chính là đồ không biết có lòng hảo tâm. Không uống thì thôi đi, tôi cũng không có đi hầu cậu. Trương Hiển giả vờ là tức giận không thôi, quay người muốn chuồn đi. Anh quay lại cho tôi. Sao Hoàng Thiên có thể để anh ta rời đi như thế được? Liền túm chặt lấy đồ của tên này. Cậu muốn làm gì? Trương Hiển trừng mắt nhìn Hoàng Thiên la lên. Tách trà này anh không muốn uống cũng phải uống. Giọng Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó bóp lấy cổ Trương Hiển, muốn rót trà vào trong miệng Trương Hiển. À cậu muốn làm gì? Hoàng Thiên cái tên chết tiệt nhà cậu, nếu cậu còn làm bậy tôi sẽ kêu người đến đó. Trương Hiển bị dọa đến kêu to a a,
anh ta cũng không biết bốn tên đàn ông mặc vest đưa anh ta cái lọ gì, rốt cuộc là giả vờ cái gì, lỡ mà là thuốc độc, anh ta còn có thể không chết sao? Thấy Trương Hiển bị dọa thành như thế, Hoàng Thiên càng phải nhất định rót cho anh ta. Cậy miệng Trương Hiển ra, Hoàng Thiên rót hết cho anh ta. Em rể Ngọc An cậu đừng có rót cho tôi, sẽ chết người đấy. Trương Hiển bị dọa đến mức giọng nói cũng hơi run rẩy. Muốn chống cự lại nhưng phát hiện không có sức như Hoàng Thiên, Trương Hiển đã từ bỏ chống cự rồi. Ha ha, một tách trà có thể chết người. Chẳng lẽ anh bỏ đồ gì trong đây sao? Hoàng Thiên cười khẩy. Lời nói của anh vừa dứt, Lâm Ngọc An vô cùng kinh ngạc, lúc này cũng đứng dậy. Anh Hiển, anh thật sự bỏ đồ trong nước trà sao? Chẳng lẽ anh muốn hại chết em và Hoàng Thiên? Lâm Ngọc An phẫn nộ trừng Trương Hiển, cô vẫn còn đang mang thai, nếu thực sự uống đồ có độc vào, thế chẳng phải sẽ mất hai mạng người sao? Trương Hiển ổn định tinh thần, tên này còn muốn đến chết cũng không nhận, lớn tiếng gào lên, tôi có thể bỏ đồ gì sao? Chúng ta là họ hàng, sao tôi có thể làm chuyện không phải người như thế chứ? Thấy Trương Hiển còn dám bày ra vẻ chết dẫm này, Hoàng Thiên thực sự có phần tức giận. Được rồi, nếu đã không có đồ, thì tôi để anh uống một tách trước vậy. Nói rồi, Hoàng Thiên bóp miệng Trương Hiển ra, rót nước trà vào trong miệng anh ta. A, miệng Trương Hiển kêu lên không rõ ràng, sau đó dùng hết sức tránh ra. Dù tránh được phần miệng, nhưng phần mặt lại không tránh được, bị nước trà rót lên. Sau vài giây, mặt Trương Hiển như thể bị đồ gì ăn mòn, làn da trên khuôn mặt trắng bệch trong chốc lát, sau đó từ từ trở nên đen đi, còn có khói đen bốc lên. A, đau chết tôi mất, Trương Hiển ôm lấy khuôn mặt bị cháy đen, đau đến mức kêu gào a a. Thấy màn này, Lâm Ngọc An đã kinh ngạc đến há hốc mồm, không nói nên câu nào. Sau khoảnh khắc đó cô sợ hãi, trong nước trà không biết đã bị Trương Hiển bỏ thứ quỷ quái gì vào, mà lại có khả năng ăn mòn lớn như thế. Hơn nữa sau vài giây mới ăn mòn, nếu như người uống vào, trong vòng vài giây không có phản ứng gì, đã có thể uống một ngụm lớn rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Ngọc An kinh ngạc đến phát ngốc, tay cô cũng run lẩy bẩy. Nếu không phải Hoàng Thiên nhìn ra sơ hở, sợ rằng cô và Hoàng Thiên bây giờ cũng không còn mạng nữa rồi. Hoàng Thiên thấy mặt của Trương Hiển bị đốt thành thế này. Anh cũng cực kỳ sửng sốt. Nhưng càng nhiều hơn là tức giận, bởi vì nước trà độc này, là Trương Hiển chuẩn bị cho anh và Lâm Ngọc An. Chát, chát, Hoàng Thiên cũng không tha cho Trương Hiển, tát hai cái vào nửa bên mặt còn lành lặn của tên này. Phía bên mặt bị cháy không thể đánh được, Hoàng Thiên cũng sợ thứ đồ có tính ăn mòn cao này, dính vào tay mình. Mẹ nó Hoàng Thiên, tôi đã thành thế này rồi cậu còn đánh tôi. Hu hu hu, Trương Hiển kêu khóc lớn, anh ta sắp đau đến chết rồi. Bốp, Hoàng Thiên thấy tên này còn dám mắng người, tung chân đá tên này lăn ra đất. Cái đồ độc ác vô tình như anh, muốn giết chết tôi và Ngọc An sao? Hoàng Thiên đá Trương Hiển, vừa đá vừa hỏi. Đá cho Trương Hiển lăn lộn đầy đất, trên mặt đau muốn đòi mạng, anh ta thật sự tức muốn chết rồi. Động tĩnh trong phòng nhỏ lớn như thế, rất nhanh người bên ngoài cũng nghe được. Rất nhiều người hướng về bên này, trong đó bao gồm cả Trương Quốc Khánh và bố của Trương Hiển, Trương Minh Quân. Trương Minh Quân là người vào phòng nhỏ đầu tiên, bởi vì quá nhiều người, ngoài cửa có hơn 30 người. Chỉ có mấy người vào được trong phòng nhỏ. Bởi vì Trương Minh Quân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con trai ông ta, thế nên ông ta vào nhanh nhất. Vừa mới vào, Trương Minh Quân liền thấy Hoàng Thiên đang đá con trai ông ta, hơn nữa trên mặt con trai ông ta còn bị cháy một nửa, khiến ông ta tức muốn hỏng mất. Dừng tay, tên Hoàng Thiên chết tiệt nhà cậu, sao lại đánh con trai tôi? Trương Minh Quân lớn tiếng kêu lên, vung tay về phía trước, muốn đánh vào mặt Hoàng Thiên. Sao Hoàng Thiên có thể bị ông ta đánh trúng? Tay lớn vừa đưa ra, liền bắt được tay của ông ta. Tôi đánh con trai ông, là bởi vì con trai ông đáng đánh. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Cánh tay Trương Minh Quân đau đớn, ông ta cũng không ngờ Hoàng Thiên lại có lực tay lớn như thế. Con mẹ cậu, chỉ biết cậu là tên con rể ăn hại đến nhà, không ngờ cậu lại lớn gan như thế. Đến nhà tôi dương oai diễu võ, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cậu. Trương Minh Quân mắng chửi, đá một cái về phía bụng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghiêng người sang một bên né rồi đá Trương Minh Quân một cái. Trương Minh Quân không chịu được, lại như muốn nứt ra, suýt chút nữa thì chân ông ta gãy luôn. Đau đến mức đầu ông ta đầy mồ hôi, lửa giận bốc lên bừng bừng. Tôi địt con mẹ cậu Hoàng Thiên, hôm nay cậu không xong với tôi đâu. Trương Minh Quân chỉ Hoàng Thiên mà chửi, càng lúc chửi càng khó nghe. Bốp, Hoàng Thiên thực sự có hơi tức giận, Trương Minh Quân này lại chửi anh như thế, sao anh có thể chịu được? Mạnh mẽ vung một tay lên. Phụt. Trương Minh Quân không mắng nổi nữa,
rơi mất một cái răng, tức giận nổi trận lôi đình. Đang định bước lên liều mạng với Hoàng Thiên, lúc này Trương Quốc Khánh bước vào. Minh Quân, con không được làm bậy. Trương Quốc Khánh sầm mặt, cảnh cáo Trương Minh Quân. Cha, Hoàng Thiên đánh Trương Hiển, còn đánh con, tên chết tiệt này không ra gì hết. Trương Minh Quân chùi máu bên miệng, rất không phục nói với Trương Quốc Khánh. Trương Quốc Khánh lớn tuổi như thế rồi nhưng vẫn rất nghĩ đến chuyện chính. Theo hiểu biết của ông với Hoàng Thiên không phải loại người trẻ tuổi lỗ mãng, vẫn luôn rất có văn hóa. Trương Quốc Khánh nhìn Trương Minh Quân một cái, sau đó bước đến trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, cháu bớt tức giận trước đã, nói cho ông nghe, rốt cuộc tại sao lại đánh Trương Hiển. Trương Quốc Khánh ôn hòa hỏi Hoàng Thiên. Ấn tượng của Hoàng Thiên với Trương Quốc Khánh vẫn rất tốt, ông cụ này là anh ruột của Trương Công Điền, là một người hiền lành, không khác gì mấy so với tính cách của Trương Công Điền. Sau đó Hoàng Thiên liền nói sơ qua chuyện vừa mới xảy ra với Trương Quốc Khánh. Trương Quốc Khánh nghe xong tất cả, càng nghe càng kinh ngạc. Hơn nữa ông còn có phần không dám tin tưởng, không tin nổi cháu ruột của mình, lại làm ra cái chuyện giết người như thế này. Ngọc An, thật sự là như thế sao? Trương Quốc Khánh nghi ngờ nhìn Lâm Ngọc An hỏi. Lâm Ngọc An gật đầu, nói với Trương Quốc Khánh ông, thực sự có chuyện như thế, cháu cũng không biết tại sao Trương Hiển lại độc ác như thế. Cái này, đầu Trương Quốc Khánh ong ong, nhìn cháu trai Trương Hiển, một bên mặt của tên này đã bị cháy đến không rõ mặt, đoán chừng mặt cũng bị hủy hoại. Cái đầu nghiệp chướng, sao cháu lại muốn hại Ngọc An và Hoàng Thiên, bọn họ có hận thù lớn gì với cháu chứ hả? Trương Quốc Khánh tức đến run người, đá vào mông Trương Hiển mấy cái. Trương Hiển sắp tức chết rồi. Không chỉ không làm hại được Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, mà mặt của mình còn bị cháy thành thế này, bây giờ còn bị ông nội đá. Ông nội, cháu cũng là bị ép buộc mà. Trương Hiển biết có từ chối cũng không được nữa, lúc này kêu khóc nói. Vậy cháu nói xem, sao lại bị ép buộc, ai ép cháu làm chuyện ra thế này? Trương Quốc Khánh vừa đau lòng cho cháu trai, vừa rất tức giận, còn cảm thấy không giữ nổi cái mặt già này nữa. Dẫu sao thì chuyện xảy ra ở nhà ông, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cũng là khách. Trương Hiển gật đầu thật mạnh, mặt đau đến muốn hỏng mất. Cha, trước hết đừng hỏi cái này, mau lấy nước sạch rửa mắt cho Trương Hiển đã, pha loãng một chút, nếu không cả mặt cũng bị hủy luôn. Trương Minh Quân lo lắng nói. Được được được, mau đi lấy nước sạch đến đây. Trương Quốc Khánh cũng vội vàng nói. Rất nhanh, người nhà họ Trương đã mang đến một thau nước sạch, để Trương Hiển rửa mặt. Trương Hiển vội vàng vốc nước lên mặt, mặt của anh ta đã bị cháy đến nóng rát rồi, thực sự cực kỳ đau. Xèo xèo xèo. Rất nhanh, Trương Hiển phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Chỉ thấy mặt anh ta lại bắt đầu bốc khói trắng, sau khi dính vào nước rồi còn cháy mạnh hơn. Mẹ nó! Ngay cả Hoàng Thiên nhìn thấy cũng kinh ngạc, rất nhanh anh đã hiểu được, đổ thêm vào trong nước trà, hoàn toàn không sợ ngược lại, sau khi gặp nước, hiệu quả ăn mòn còn mãnh liệt hơn. Rốt cuộc đây là thứ quỷ quái gì? Hoàng Thiên cũng không đoán ra, nhưng có thể chắc chắn rằng, nếu lúc đó anh và Lâm Ngọc An uống nước trà này, chắc chắn sẽ đi gặp Diêm Vương. Ôi chao, phải làm sao mới ổn đây? Mẹ của Trương Hiển lo lắng đến nhảy cả lên. Hơn nữa rất nhanh, bà ta còn hận cả Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, cái tên độc ác chết tiệt nhà cậu, hại con trai tôi thành thế này, bà đây liều mạng với cậu. Hoàng Thiên cũng thật sự hơi đau đầu, nhìn mẹ của Trương Hiển hướng về phía này, anh nhanh chóng lùi lại vài bước. Dẫu sao thì đàn ông tốt thì không đánh nhau với phụ nữ. Ra tay với phụ nữ, thắng hay thua cũng đều mất mặt. Mợ bình tĩnh đã, đây không phải là tại Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An nhanh chóng kéo mẹ Trương Hiển lại, ra sức khuyên bảo. Mẹ Trương Hiển như thể điên lên, bà ta hung hăng trừng Lâm Ngọc An, nói cô cút sang một bên cho tôi. Còn dám bảo vệ thằng chết tiệt này đúng không? Có tin tôi đánh cả cô không? Mợ cũng phải nói có lý chứ. Là Trương Hiển bỏ độc vào trong trà, muốn hại chết cháu và Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An cũng rất tức giận. Nói lớn tiếng. Hại cái con mẹ mày ấy. Mẹ Trương Hiển chửi đồng, vung tay định đánh vào mặt Lâm Ngọc An. Chát một tiếng giòn tan, Lâm Ngọc An chịu một cái tát mạnh. Hoàng Thiên nhìn thấy không nhịn được lo lắng, anh còn chẳng dám động vào vợ mình một chút, sao có thể đến phiên mẹ Trương Hiển đánh. Cút ra, thấy mẹ của Trương Hiển còn muốn đánh Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên bước đến đẩy mạnh, đẩy mẹ của Trương Hiển ngã nhào ra đất. Ôi chao tôi không sống nổi nữa. Hai người bọn họ đánh một mình tôi, lại còn đánh bề trên, sao lại thế này chứ? Mẹ Trương Hiển ngồi trên đất, bắt đầu bày trò. Chồng à, em không sao, anh đừng ra tay. Lâm Ngọc An sợ đau lòng cho cô, dưới cơn phẫn nộ đánh mẹ của Trương Hiển, cho nên vội khuyên một câu. Hoàng Thiên nén cơn giận,
nếu không thật sự nhìn không được muốn đánh mẹ Trương Hiền một trận. Được rồi, đừng kêu nữa. Trương Quốc Khánh không nhìn tiếp được nữa, lớn tiếng nói với mẹ Trương Hiền. Lập tức mẹ Trương Hiền ngừng lại, ở trong nhà này, Trương Quốc Khánh có quyền tuyệt đối. Mau đưa Trương Hiền đến bệnh viện đi. Trương Quốc Khánh nói lớn. Trương Minh Quân vội vàng bước qua, đưa Trương Hiển đi ra ngoài. Đợi đã, lúc này Hoàng Thiên đuổi đến, ngăn Trương Minh Quân và Trương Hiển lại. Cậu muốn làm gì nữa? Tôi cảnh cáo cậu, con mẹ cậu đừng có quá đáng. Chẳng lẽ cậu còn không muốn để Trương Hiển đi bệnh viện sao? Trương Minh Quân vô cùng tức giận trừng Hoàng Thiên. Anh nói với tôi trước, là ai bảo anh hạ độc tôi? Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Thiên nhìn Trương Hiển, anh đã đủ kiên nhẫn rồi. Nếu không phải nể mặt mũi họ hàng, Hoàng Thiên đã đánh cho Trương Hiển liệt nửa người từ lâu rồi. Tôi địt mẹ cậu Hoàng Thiên, cậu đã hại tôi thảm thế này rồi, tôi không nói cho cậu biết. Trương Hiển tức giận mắng. Mặt đã cháy thành thế này rồi, chắc chắn sẽ bị hủy hoại, Trương Hiển thực sự có phần luyến tiếc. Chát, Hoàng Thiên vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt Trương Hiển. Không sai, chính là trước mặt tất cả mọi người nhà họ Trương, Hoàng Thiên muốn dạy cho cái tên thối nát Trương Hiển này một bài học. À. Cha đánh Hoàng Thiên giúp con đi, ông nội giúp cháu. Trương Hiển a a kêu lớn, gào lên như một tên ngốc. Mau nói ra, nếu không ông cũng muốn đánh chết cháu. Trương Quốc Khánh tức tới vểnh cả râu, bước qua nói với Trương Hiển. Trương Hiển biết không nói cũng không được, Hoàng Thiên không thể tha thứ cho anh ta, hơn nữa ông nội cũng không đứng về phía anh ta. Là bốn tên đàn ông mặc vest, còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp, bọn họ cho tôi một bình bột nhỏ, bảo tôi bỏ vào trong nước cho Hoàng Thiên và Ngọc An uống. Trương Hiển nhẫn nhịn đau đớn trên mặt, nói ra. Lập tức tất cả mọi người đều không nói nổi. Vừa nãy còn có một số người không quá tin tưởng, cho rằng Trương Hiển bị oan, còn trách cứ Hoàng Thiên đánh Trương Hiển. Nhưng bây giờ chính miệng Trương Hiển nói ra, cũng không thể khiến những người này tin nổi. Cái thứ đồ nghiệp chướng này, sao cháu lại hồ đồ như vậy, sao lại giúp người ngoài hại người nhà mình chứ? Trương Quốc Khánh đau lòng mắng. Trên mặt Trương Hiển vừa xanh vừa trắng, bây giờ anh ta không chỉ không hối hận. Ngược lại, còn hận chết Hoàng Thiên. Những người anh nói đó, là gặp ở đâu? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi. Trương Hiển không dám không thành thật nói ra, bởi vì anh ta phát hiện ra Hoàng Thiên thật sự rất nóng tính, nói không tốt, còn muốn tiếp tục đánh anh ta. Lúc chúng tôi đi đẩy xe BMW giúp Đinh Hùng, thì gặp được bốn nam một nữ ở cửa thôn. Trương Hiển nói. Sau khi anh hại được tôi và Ngọc An, làm sao để liên lạc được với bọn họ? Bọn họ không nói cho anh biết. Hoàng Thiên nhìn Trương Hiển, hỏi anh ta. Trương Hiển thầm kinh ngạc, anh ta không ngờ đến Hoàng Thiên lại lợi hại đến thế, cả chuyện này cũng đoán ra được. Bọn họ đưa cho tôi một số điện thoại, Trương Hiển đưa danh thiếp mà người đàn ông mặc vest đó đưa cho anh ta, cầm ra. Sau khi Hoàng Thiên nhận lấy danh thiếp liền nhìn một chút, bên trên chỉ có một số điện thoại di động, không có tên. Bây giờ anh không thể đi bệnh viện, những người mặc vest đó ngầm theo dõi nhà anh, một khi anh ra ngoài, sẽ bị lộ ngay. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Mẹ nó, cậu để cái mặt con trai tôi bị hủy đi sao? Còn không cho đi bệnh viện. Trương Minh Quân tức đến xanh mặt, lớn tiếng chất vấn Hoàng Thiên. Tốt nhất là ông nên nói khách khí với tôi một chút, nếu không đừng trách tôi đánh ông. Hoàng Thiên chỉ vào mũi Trương Minh Quân, lạnh lùng nói. Này! Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Hoàng Thiên lúc này, Trương Minh Quân có hơi ngây ra, hoàn toàn không ngờ đến Hoàng Thiên lại không dễ chọc vào đến thế. Hoàng Thiên à! Vẫn nên để Trương Hiển đi bệnh viện đi. Nếu không khuôn mặt bị hủy thật thì phải làm sao? Trương Quốc Khánh bước qua khuyên Hoàng Thiên. Đúng vậy Hoàng Thiên, mau nghe lời ông ngoại, để Trương Hiển đi bệnh viện đi. Trương Công Điền cuối cùng cũng mở miệng nói cùng khuyên Hoàng Thiên. Dù có đến bệnh viện, chắc chắn cái mặt này của anh ta đã bị hủy rồi, bây giờ cũng không quá đau nữa đâu, để anh ta ở nhà trước đi. Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói. Một câu nói, suýt nữa khiến Trương Hiển tức chết. Cũng không quá đau nữa. Mẹ nó tôi sắp đau đến chết rồi. Trong lòng Trương Hiển thầm mắng Hoàng Thiên, nhưng không nghĩ ra cách nào được. Đi bệnh viện thực sự cũng không giữ được khuôn mặt này, nhưng cũng phải đi, có thể cứu được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Trương Quốc Khánh nói với Hoàng Thiên. Đừng lo lắng, cháu sẽ tìm một bác sĩ giỏi cho anh ta, mặt của anh ta sẽ hồi phục lại bình thường thôi. Hoàng Thiên nói xong liền cầm lấy điện thoại, gọi cho Tiêu Văn Hạ, bảo Tiêu Văn Hạ đưa Đào Văn Lâm đến đây. Chỉ cần Đào Văn Lâm ra tay, chắc chắn có thể khiến mặt của Trương Hiển hồi phục lại như ban đầu. Dù Trương Hiển không phải là thứ gì tốt, nhưng nể mặt ông nội nhà anh ta Trương Quốc Khánh, Hoàng Thiên cũng không muốn làm chuyện này quá mức,
dẫu sao thì Hoàng Thiên cũng đổ nước trà vào miệng Trương Hiền, nên mới đổ lên mặt Trương Hiền. Vừa nghe Hoàng Thiên nói chắc chắn như thế, mắt Trương Hiền sáng lên, như thế bắt được cọng cỏ cứu mạng. Em rể Ngọc An, nếu cậu thực sự có thể khiến mất tôi không bị hủy là đời sau của bị hủy, sẽ bằng lòng làm trâu làm ngựa cho cậu. Trương Hiền kêu khóc nói. Làm trâu làm ngựa thì bỏ đi, bây giờ anh giúp tôi một chuyện. Hoàng Thiên nói. Trương Hiền vừa nghe xong liền sửng sốt, muốn anh ta làm gì? Hoàng Thiên muốn anh ta làm gì? Hiện tại anh ta vô cùng sợ Hoàng Thiên, thật sự không biết Hoàng Thiên lại muốn anh ta làm gì nữa. Em rể này, cậu muốn tôi làm gì? Còn nữa, cậu nói sẽ tìm một bác sĩ thiên tài đến chữa trị gương mặt cho tôi, có nghĩa mặt tôi không bị hỏng nữa phải không? Trương Hiền không phải người lòng dạ thâm sâu, run run rẩy rẩy hỏi Hoàng Thiên. Tôi đã nói có thể giúp mặt anh không bị biến dạng nữa thì chắc chắn sẽ làm được. Anh còn nghi ngờ cái gì nữa? Gương mặt Hoàng Thiên lạnh lùng, trách cứ Trương Hiển. Vâng, vâng, tôi cũng tin rằng em dễ có thể làm được. Trương Hiển mạnh mẽ gật đầu, bây giờ anh ta không dám xúc phạm Hoàng Thiên một chút nào cả. Rốt cuộc, anh ta đang trông cậy vào Hoàng Thiên sẽ giúp anh ta tìm một bác sĩ giỏi có thể chữa lành mặt cho mình. Một lát nữa, anh gọi điện cho người đàn ông mặc vest đó và nói với anh ta rằng tôi đã uống thuốc độc rồi. Hoàng Thiên nghiêm túc nói với Trương Hiển. Trương Hiền sửng sốt một lúc nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tôi hiểu rồi. Em rể, cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ làm tốt. Trương Hiền chịu đựng nỗi đau nhanh chóng đồng ý. Gọi điện thoại đi. Hoàng Thiên cũng không rảnh mà tốn nước bọt nói chuyện với anh ta, bèn kêu anh ta nhanh chóng gọi điện thoại. Trương Hiền lấy điện thoại di động ra và lập tức gọi cho người đàn ông mặc vest. Đại ca, em đã hạ độc cả Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An rồi. Bọn họ đã ngã xuống rất lâu rồi và hiện tại vẫn đang hôn mê. Trương Hiền kiềm chế cảm xúc lo lắng và nói. Hả, làm tốt lắm, 1 tỷ sẽ được chuyển cho cậu khi chúng ta gặp nhau. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông mặc vest vang lên, nhưng giọng điệu nghe rất cứng nhắc. Tốt quá rồi đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trương Hiền không biết nói gì, đành ngập ngừng hỏi. Bây giờ là ban ngày, nên tôi không tiện đến đó. Cậu cứ chăm nom Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cho tốt đi. Buổi tối tôi sẽ cho người đến nhà cậu. Cậu xem được không? Người đàn ông mặc vest suy nghĩ một chút sau đó nói với Trương Hiển. Đương nhiên là được, vậy tôi sẽ đợi anh ở nhà. Trương Hiển vui vẻ đồng ý. Tút tút. Điện thoại cúp máy. Trương Hiển đang cầm điện thoại và đứng ngây ra, trái tim anh ta đang đập loạn xạ vì căng thẳng. Nhìn Hoàng Thiên, Trương Hiển không dám nói gì cả. Vì sợ nói ra điều gì đó sẽ đắc tội với Hoàng Thiên. Những người khác đang quan sát tình hình và có thể chắc chắn rằng, chính Trương Hiển là người đã bỏ thuốc Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Và điều này đã được thực hiện dưới sự xúi dục ra lệnh của một người khác. Mẹ của Trương Hiển không dám nói gì nữa, bà ta cũng không còn kiêu ngạo như vừa rồi, bởi vì quá xấu hổ nên bà ta cũng không còn mặt mũi nào để nói chuyện. Trương Minh Quân cũng vô cùng khó xử, không nói được lời nào, đứng ở nơi đó im lặng. Trương Quốc Khánh lại rất tức giận, ông là một người rất ngay thẳng. Biết cháu mình thực sự đã làm ra những chuyện như vậy, ông không thể chịu đựng được. Đồ khốn nạn, tao đá chết mày. Trương Quốc Khánh không thể nhịn được nên đã đi tới đá cho Trương Hiển vài phát. Với một cú đá, Trương Hiển như một con chó hèn hạ văng ra, khuôn mặt bị bỏng đập xuống mặt đất, anh ta đau đớn hét lên. Ông ơi, đừng đánh cháu nữa, cháu biết mình đã sai, em rể cũng đã tha thứ cho cháu rồi mà. Khuôn miệng nhỏ nhắn của Trương Hiển nói năng khá hùng hồn, với vẻ mặt ngây thơ. Tha thứ cho mày cái mông. Hoàng Thiên nói tha thứ cho mày khi nào. Cho dù Hoàng Thiên có tha thứ cho mày, thì tao cũng không tha cho mày đâu. Trương Quốc Khánh lại đá Trương Hiển vài lần nữa, dường như muốn đá chết Trương Hiển luôn. Tất nhiên, Trương Quốc Khánh làm vậy cũng là để Hoàng Thiên bớt giận, dù sao cháu trai ông cũng quá không biết xấu hổ, làm ông nội ông cũng phải tỏ thái độ một chút. Hoàng Thiên cũng hiểu ý của Trương Quốc Khánh. Anh suy nghĩ một chút, chuyện của Trương Hiển coi như xong đi, tính trên mặt mũi của người ông như Trương Quốc Khánh, cũng không thể xử lý anh ta được. Bỏ đi, ông nội, dù sao cháu và Ngọc An cũng không uống trà, vì vậy đừng đánh Trương Hiển nữa. Hoàng Thiên nói với Trương Quốc Khánh. Ôi Hoàng Thiên, là ông có lỗi với con và Ngọc Ân, bởi vì Trương Hiển đã làm ra loại chuyện này, cũng là do ông dạy nó không tốt. Trương Quốc Khánh chua chát nói. Trên thực tế, trí tuệ của ông cụ này vẫn rất cao. Ông biết rằng chỉ sau khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đã tha thứ, thì chuyện này mới có thể kết thúc. Nếu không, nếu Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An tức giận mà báo cảnh sát, thì Trương Hiển có thể bị kết án vì tội cố ý giết người. Được rồi,
Ông, để vấn đề này kết thúc ở đây đi. Hoàng Thiên khuyên nhủ ông. Trương Quốc Khánh rất cảm động, vốn cho rằng Hoàng Thiên là cái đồ bỏ đi, hôm nay thấy cũng không vô dụng như người ngoài vẫn nói. Chuyện này rất hiếm gặp, nếu có người gặp phải loại chuyện này, hẳn bọn họ sẽ dây dưa không dứt đi. Nhưng mà Hoàng Thiên lại không như vậy, không những không làm khó ông mà còn khuyên nhủ ông, điều này khiến ông rất cảm động. Ôi, Hoàng Thiên, Ngọc An này, hai cháu đều là những người hiểu chuyện, không giống cái thằng ngốc Trương Hiển kia, nó thật làm người khác tức giận chết đi được. Trương Quốc Khánh xúc động nói. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nhìn nhau, cả hai người đều mỉm cười và không nói gì. Hoàng Thiên, vị bác sĩ thiên tài mà cậu nhắc tới, chắc chắn sẽ tới sao? Mặt mũi của con trai tôi e rằng không thể kéo dài thêm được nữa. Trương Minh Quân cũng khiếp sợ, vẻ mặt chua xót hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, lúc này, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ, cậu đưa Đào Văn Lâm đến gần thôn đi, còn cậu và đàn em của cậu không nên ở gần thôn, tránh đánh rắn động cỏ. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ qua điện thoại. Tôi hiểu rồi thưa anh Thiên, bây giờ chúng tôi đã gần đến nơi, khoảng nửa tiếng nữa chúng tôi có thể đến chỗ anh. Tiêu Văn Hạ nói. Được rồi. Hoàng Thiên cúp điện thoại. Sao rồi cháu rể, vị bác sĩ thiên tài ấy đã đến chưa? Trương Minh Quân căng thẳng vội vàng hỏi Hoàng Thiên. Nửa giờ nữa sẽ tới nơi, cậu yên tâm. Hoàng Thiên nói. Trái tim treo lơ lửng của Trương Minh Quân cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Từ nay về sau, ai cũng không được phép đi ra ngoài nửa bước, nếu không mấy người phải tự chịu hậu quả. Hoàng Thiên lạnh lùng nói với mọi người. Những người thân và bạn bè của dòng họ Trương về cơ bản đã nghe thấy. Họ không biết Hoàng Thiên định làm gì, nhưng sau đó Trương Quốc Khánh đã nói tiếp, mọi người đã nghe Hoàng Thiên nói chưa? Từ lúc này trở đi không ai được phép rời khỏi đây, nếu không sẽ phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng. Có rất nhiều người không phục, nhưng uy tín của Trương Quốc Khánh vẫn ở đó. Cho dù những người này không phục Hoàng Thiên, nhưng họ cũng không dám trái ý của Trương Quốc Khánh. Sau nửa giờ, quả nhiên Đào Văn Lâm đã vội vàng chạy đến. Dòng họ Trương không ai ngăn cản Đào Văn Lâm cả. Ngược lại còn đưa Đào Văn Lâm đến tận nơi gặp Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, đây là vị bác sĩ thiên tài đó đúng không? Trương Minh Quân lo lắng hỏi Hoàng Thiên, vì sợ Đào Văn Lâm không phải người đó. Là ông ta, các người đều đi ra ngoài đi, để cho vị bác sĩ thiên tài này nữa chữa trị gương mặt cho Trương Hiển. Hoàng Thiên nói xong liền đứng dậy đưa Lâm Ngọc An ra khỏi căn phòng nhỏ này. Mọi người cũng theo Hoàng Thiên đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trương Hiển và Đào Văn Lâm. Trương Quốc Khánh vẫn rất không yên tâm, ông có linh cảm rằng hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó. Hoàng Thiên, ai định giết cháu và Ngọc An? Tại sao lại làm Trương Hiển bị thương? Trương Quốc Khánh kéo Hoàng Thiên sang một bên hỏi nhỏ với vẻ lo lắng. Hoàng Thiên nhìn Trương Quốc Khánh, phát hiện ông lão đang thực sự lo lắng. Trương Quốc Khánh là người từ trước đến nay đều ở nông thôn, sống một cuộc sống an nhàn, bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, làm sao ông ta có thể không sợ? Cháu trai của ông đã bị những người đó lợi dụng, nhưng ông yên tâm, chỉ cần anh ta không chạy lung tung thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Thiên nói với Trương Quốc Khánh. Trương Quốc Khánh nghe vậy bèn gật đầu, ông ta vẫn rất tin tưởng Hoàng Thiên. Vừa nãy khi gặp nạn, Hoàng Thiên lại tỏ ra bình tĩnh hơn người, điều này Trương Quốc Khánh đã nhìn ra. Đây chắc chắn không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Trương Quốc Khánh thầm nghĩ trong lòng. Một giờ sau, Trương Quốc Khánh lại nhận được tin vui mà Đào Văn Lâm thông báo, rằng gương mặt của Trương Hiển đã được cứu. Tuy rằng nó sẽ không trở lại màu da bình thường, nhưng ít nhất cũng không bị biến dạng, nên nhà họ Trương có thể yên tâm. Trương Quốc Khánh xúc động đến mức rơi nước mắt, Trương Hiển là cháu trai của ông và anh ta vẫn chưa kết hôn, nếu gương mặt thực sự bị biến dạng, thì sẽ không tìm được vợ mất. Cả một buổi chiều yên tĩnh, đến tận buổi tối, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Trương Hiển chạy đến tìm Hoàng Thiên và lo lắng nói, em rể, những người đó đã gọi điện cho tôi. Anh đã nói gì? Hoàng Thiên hỏi Trương Hiển. Tôi đã nói như cậu dặn, tôi nói rằng cậu và Lâm Ngọc An vẫn đang hôn mê, nên họ mau chóng đến đi, đến giờ tôi sẽ mở cửa giúp họ. Trương Hiển nói với Hoàng Thiên với vẻ mặt vội vàng tranh công. Hoàng Thiên im lặng một lúc, sau đó anh nhìn Trương Hiển và nói, anh dám mở cửa cho họ sao? Trong khi khuôn mặt của anh đã như thế này. Anh không sợ để họ nhìn thấy rồi bị lộ sao? Cái này, vậy chuyện mở cửa để người khác làm. Trương Hiển đau khổ nói. Hoàng Thiên gật đầu, chuyện đã như vậy thì chỉ có thể làm như thế. Tóm lại, không thể để Trương Hiển đi mở cửa, nếu không bọn họ nhìn thấy mặt Trương Hiển thì mọi chuyện sẽ lộ mất. Được rồi,
vậy để cha anh đến mở cửa đi. Hoàng Thiên nói, tôi biết rồi. Trương Hiển vội vàng gật đầu đồng ý. Nếu những người đó tới, anh hãy đưa họ đến phòng tôi. Hoàng Thiên nằm trên giường đất trong phòng nhỏ và nói. Vâng, em rể, cậu cứ yên tâm. Họ chỉ có một ít người đi qua đây, nhưng bên họ có dao, nhìn bộ dạng cũng không dễ chơi. Một mình cậu tự đối phó được không? Trương Hiển lo lắng hỏi Hoàng Thiên, nói tiếp, hay là để tôi đi gọi tất cả mọi người trong gia đình đến, khi đối phương đến đây, chúng tôi sẽ giúp cậu. Hoàng Thiên nghe thấy Trương Hiển nói những lời này, đều cảm thấy vô cùng buồn cười. Gọi tất cả người nhà họ Trương đến đây, ha ha, cho dù có tập hợp tất cả mọi người lại với nhau, cũng sẽ không có tác dụng lớn gì. Theo suy đoán của Hoàng Thiên, bốn người đàn ông và một phụ nữ này có lẽ là người của tập đoàn Ronin đến từ Nhật Bản. Nếu gia đình họ Trương tham gia vào việc này, nhất định sẽ có thương vong. Không được, một lát nữa bảo tất cả mọi người trốn đi, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được đi ra. Hiểu không, Hoàng Thiên nói với Trương Hiển. Vâng, vâng, tất cả tôi đều nghe theo cậu. Trương Hiển gật đầu lia lịa, cuối cùng anh ta cũng nhận ra rằng, người em rể vốn vô dụng trong mắt anh ta lại là người vô cùng lợi hại, vô cùng dũng cảm. Anh đi ra ngoài đi. Hoàng Thiên vẫy tay với Trương Hiển, ra hiệu cho anh ta đi ra ngoài. Sau khi Trương Hiển ra ngoài, Hoàng Thiên nằm trên giường đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoàng Thiên, người bên kia đông như vậy, lát nữa anh nhất định phải cẩn thận. Lâm Ngọc An lo lắng nói với Hoàng Thiên. Anh biết rồi. Hoàng Thiên gật đầu với Lâm Ngọc An và không nói gì nữa. Lâm Ngọc An cảm thấy Hoàng Thiên bây giờ cũng giống như đang đối mặt với kẻ thù. Dường như đêm nay được định sẵn là một đêm không yên. Đúng lúc này, di động của Hoàng Thiên vang lên. Cậu chủ Thiên, khi nào thì tôi và người của mình vào thôn? Giọng nói lo lắng của Tiêu Văn Hạ truyền qua điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm lối vào thôn, nếu thấy có người khả nghi vào thôn, thì cậu hãy vào. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Tôi hiểu rồi. Tiêu Văn Hạ đồng ý. Sau khi Hoàng Thiên cúp điện thoại, nhìn Lâm Ngọc An đang nằm bên cạnh, trong lòng rất là xúc động. Trong tình huống này, Lâm Ngọc An chưa bao giờ rời khỏi anh, điều này khiến anh yên tâm. Tuy nhiên, ở trong căn phòng nhỏ này rất nguy hiểm, nếu bốn người ba nam một nữ kia thật sự tới, Trương Minh Quân sẽ dẫn bọn họ đến căn phòng này. Ngọc An, em hãy đi đến ở cùng với mẹ và mọi người đi. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cau mày khi nghe điều này, còn anh? Anh sẽ vẫn ở trong phòng này. Đúng vậy, anh phải đợi những tên chết tiệt đó đến đây. Hoàng Thiên gật đầu. Vậy thì em sẽ ở lại đây, nếu xảy ra chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Lâm Ngọc An nói một cách chắc chắn. Hoàng Thiên nghe vậy, trái tim anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Tuy nhiên, anh không thể để vợ mình mạo hiểm ở đây. Đi đi, ở với mẹ và Huỳnh Mai, nghe lời anh. Hoàng Thiên sờ sờ khuôn mặt của Lâm Ngọc An, nhẹ nhàng nói. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, cô biết rằng cô ở lại đây cũng vô ích. Có khi còn trở thành điểm yếu của Hoàng Thiên. Vì sợ làm cho Hoàng Thiên tức giận, Lâm Ngọc An gật đầu, đi ra khỏi căn phòng nhỏ này tìm Trương Lan Phượng và những người khác. Hoàng Thiên chỉ còn lại một mình, điều này khiến Hoàng Thiên cảm thấy thoải mái hơn. Sau 10 phút, cuối cùng bên ngoài cũng có động tĩnh. Chỉ nghe Trương Minh Quân cố ý lớn tiếng nói, mọi người, Hoàng Thiên ở bên trong. Ha ha! Con của tôi đã làm theo lệnh của mấy người, Hoàng Thiên bây giờ gần như chết rồi. Xuyệt, làm gì mà ầm ĩ vậy? Không sợ Hoàng Thiên tỉnh dậy hay sao? Giọng của một người đàn ông truyền đến trách cứ Trương Minh Quân. Được, được, tôi nói nhỏ lại, mọi người đừng tức giận, mau vào đi. Nở nụ cười trên môi, Trương Minh Quân dẫn những người bên ngoài vào gian phòng nhỏ. Lúc này, Hoàng Thiên đã nằm trên giường đất, cố ý giả vờ bất tỉnh. Bốn người đàn ông và một phụ nữ bước vào bên ngoài, cùng một nhóm người đã đe dọa Trương Hiển ở cổng thôn. Thật sự đúng với suy đoán của Hoàng Thiên, ngoại trừ một người phụ nữ, bốn người đàn ông mặc vest còn lại đều đến từ tập đoàn Ronin Nhật Bản. Người phụ nữ xinh đẹp đó tên là Matsushima Yumi, là con gái của Matsushima Nobuo. Còn người đàn ông hứa đưa cho Trương Hiển 1 tỷ, tên là Takeda Gou, người đàn ông này là con trai của thủ lĩnh tập đoàn Ronin, anh ta cũng có chút địa vị ở tập đoàn. Sau khi bọn họ tiến vào, tất cả đều giữ cảnh giác và liếc nhìn giường đất. Khi nhìn thấy Hoàng Thiên có vẻ đang ngủ say trên giường đất, Takeda Gou nháy mắt ra hiệu với một trong những đàn em của mình. Một tên đàn em gật đầu bước lên. Gã ta cầm một con dao sắc bén trong tay, cẩn thận nhìn Hoàng Thiên đang nằm trên giường. Trước khi đến gần Hoàng Thiên, thành viên nhóm Ronin này do dự một chút, quay lại nhìn Takeda Gou.
Takeda Gou gật đầu với gã ta, ra hiệu rằng gã ta có thể hành động. Thành viên nhóm Ronin này lập tức vung dao nhọn, chuẩn bị đâm vào cổ họng Hoàng Thiên. Bốp, tại thời điểm mấu chốt này, Hoàng Thiên đột nhiên mở mắt, nằm ở đó mà vung chân đá ra. Á, thành viên của tập đoàn Ronin chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đá bay ra. Ngã phịch xuống. Sau khi ngã xuống đất, gã ta nôn ra một ngụm máu, hiển nhiên là đã bị nội thương. Cú đá của Hoàng Thiên không hề nương tay chút nào. Nếu đối phương chưa từng tập võ, thì có lẽ thật sự sẽ bị Hoàng Thiên đá chết. Mặc dù đã luyện tập nhưng thành viên của tập đoàn Ronin vẫn bị thương nặng, phải liên tục giơ tay lau vết máu ở khóe miệng. Takeda Gou và Matsushima Yumi nhìn thấy điều này, cả hai đều bị sốc. Hoàng Thiên này, có phải quá lợi hại rồi hay không? Và xem tình huống lúc này, dường như anh ta cũng không bị trúng độc. Con trai của ông là Trương Hiển đâu? Để nó tới đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh ta. Takeda Gou híp đôi mắt đen nhỏ lại, tức giận quay đầu quát Trương Minh Quân. Không ngờ rằng, Trương Minh Quân đã chạy mất rồi, ông ta đã sớm trốn đi. Chết tiệt, Takeda Gou giận dữ mắng mỏ. Mày đừng ở đây nói linh tinh nữa, nói đi, tại sao mày lại làm thế? Hoàng Thiên ngồi xếp bằng trên giường đất, rất thoải mái và bình tĩnh hỏi Takeda Gou. Takeda Gou vô cùng tức giận, anh ta cảm thấy mình đang bị khinh thường. Hoàng Thiên, tao cũng không giấu gì mày. Tao là Takeda Gou, đến từ tập đoàn Ronin. Đây là Matsushima Yumi, chính là vợ sắp cưới của tao. Takeda Gou hung dữ nói với Hoàng Thiên. Matsushima Yumi, Hoàng Thiên không ngạc nhiên khi nghe tên Takeda Gou, nhưng anh tỏ vẻ khá thích thú khi nghe tên của Matsushima Yumi. Ha ha, hóa ra đều là những tên khốn đến từ Nhật Bản. Matsushima Yumi, Matsushima Nobuo là gì của cô? Hoàng Thiên lạnh lùng cười hỏi Matsushima Yumi. Matsushima Yumi vô cùng tức giận, cô ta cảm thấy Hoàng Thiên quá kiêu ngạo. Và thật đáng ghét khi mắng họ đến từ Nhật Bản. Matsushima Nobuo là cha tôi. Hoàng Thiên, tôi nghe nói anh dám đánh cha tôi. Cũng là người đánh hai anh em của tôi bị thương nặng. Matsushima Yumi vô cùng căm hận nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, như thể nếu có thể cô ta sẽ lao lên giết chết Hoàng Thiên ngay lập tức. Chưa nói đến, dáng vẻ giận dỗi của cô gái Nhật Bản này trông khá thú vị. Điều quan trọng là có một ngoại hình khá đẹp, Matsushima Yumi chắc chắn là một cô gái Nhật Bản đẹp, cô ta dáng người đẹp và khí chất bất phàm. Đúng vậy, cha của cô và anh em của cô đều là bị tôi đánh đó. Hoàng Thiên cũng không phủ nhận, thuận miệng nói. Nhìn thấy Hoàng Thiên như vậy, Matsushima Yumi càng thêm tức giận. Trong cơn giận dữ, Matsushima Yumi rút một con dao nhọn từ sau lưng cô, và cầm con dao lao về phía Hoàng Thiên đang nằm trên giường đất. Nhìn thấy tư thế liều mạng này của cô ta, Hoàng Thiên cũng cảm thấy không nói nên lời. Anh không thích ra tay với phụ nữ, bởi vì giá trị vũ lực của hai giới tính không giống nhau. Nhưng có một vài thời điểm, không phải là do anh quyết định. Bịch, thấy Matsushima Yumi vung dao định đâm tới, Hoàng Thiên bay ra đạp vào bụng cô ta. Ôi chao, Matsushima Yumi trở tay không kịp, bị đạp vào bụng, cô ta lùi lại vài, suýt chút nữa đã ngã xuống. Hoàng Thiên hơi ngạc nhiên. Xem ra cô gái này cũng có chút võ lực, vậy mà không bị ngã gục. Takeda Gou vội vàng giữ chặt Matsushima Yumi, cả người gần như sắp bùng nổ vì tức giận. Đồ khốn kiếp, mày dám đánh vợ sắp cưới của tao. Mày đi chết đi, Takeda Gou quát lên một tiếng khó chịu, sau đó, anh ta vẫy tay ra hiệu, hai người đàn ông ở phía sau anh ta lao về phía Hoàng Thiên. Bịch, Hoàng Thiên lập tức đứng dậy, lần lượt tung ra ba cú đá, nhưng chỉ chúng có hai cú đá. Takeda Gou đã nhanh chóng tránh được đòn tấn công của Hoàng Thiên. Hai thành viên của tập đoàn Ronin bị Hoàng Thiên đạp xuống đất, nhưng Takeda Gou vẫn bình an vô sự. Thằng nhãi, cũng có bản lĩnh đấy. Takeda Gou hét lên một cách độc ác với Hoàng Thiên, anh ta đang cầm một con dao nhọn, nhưng đã không có cơ hội để xuống tay nữa. Ban đầu muốn hạ độc để Hoàng Thiên hôn mê, nhưng không ngờ, Hoàng Thiên không có chuyện gì cả. Takeda Gou cảm thấy chuyện này có chút phiền phức. Hoàng Thiên khó đối phó như vậy, e rằng chuyến đi hôm nay vô ích rồi. Nhưng nếu cứ như vậy rời đi, Takeda Gou lại không cam lòng, vậy nên anh ta mở to đôi mắt sói, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Mày nhìn tao làm cái gì cơ chứ? Nếu có bản lĩnh thì qua đây đánh nhau. Hoàng Thiên vẫy tay ra hiệu với Takeda Gou. Takeda Gou tức giận đến mức thở gấp, tập đoàn Ronin ở Nhật Bản, thế lực của anh ta là số một nên vô cùng kiêu ngạo. Không ngờ vừa bước vào Việt Nam lại gặp phải một đối thủ lợi hại như Hoàng Thiên. Chẳng những không hạ gục được Hoàng Thiên mà còn cho Hoàng Thiên cơ hội thắng lợi, Takeda Gou chỉ coi đây là một sự sỉ nhục khủng khiếp,
Hoàng Thiên, sớm muộn gì mày cũng chết trong tay tao. Sau khi Takeda gâu độc ác đe dọa, anh ta nhanh chóng ra hiệu với Matsushima Yumi để cô ta chạy trốn cùng anh ta. Matsushima Yumi hiểu ý của Takeda gâu. Cô ta cũng muốn cùng Takeda gâu chạy trốn, nhưng đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Không ổn rồi, quân tiếp viện của Hoàng Thiên tới rồi. Matsushima Yumi vô cùng lo lắng và nói với Takeda gâu. Đương nhiên Takeda gâu cũng nghe thấy, anh ta thầm nghĩ rằng điều này thật tồi tệ. Một mình Hoàng Thiên đã không thể xử lý được, nếu đàn em của Hoàng Thiên lại đến góp sức, chẳng phải mất mạng ở đây luôn sao? Vì vậy, Takeda gâu không nói gì nữa, vội vàng hoảng sợ kéo Matsushima Yumi chạy ra ngoài. Hai thành viên của tập đoàn Ronin cũng bật dậy khỏi mặt đất và nhanh chóng chạy ra ngoài. Hoàng Thiên sao có thể để bọn họ chạy trốn thế này? Lúc này, Hoàng Thiên sải bước nhảy khỏi giường đất, sau đó mang giày đuổi theo. Anh mau chạy đi, em sẽ ở đây cản đường họ. Matsushima Yumi hét lên và bảo Takeda Gou chạy đi trong khi cô ta quay lại cản đường Hoàng Thiên. Takeda Gou cũng không phải là người có tiền đồ gì, lúc này thực sự chạy đi để vợ chưa cưới của mình ở lại, cùng hai tên đàn em chạy ra ngoài. Tuy nhiên, anh ta đã gặp phải Tiêu Văn Hạ đang ở lối vào thôn. Dừng lại, để tao xem mày có thể chạy đi đâu. Tiêu Văn Hạ hét lên, lao lên ngăn cản Takeda Gou. Takeda Gou vừa nhìn thấy không ổn, vội vàng bỏ qua Tiêu Văn Hạ, chạy về tường bao quanh thôn ở phía đông. Hai tên đàn em cũng chạy theo Takeda Gou, ba người chạy rất nhanh, sau đó nhảy qua tường bỏ chạy. Tiêu Văn Hạ vội vàng chạy theo, vừa dẫn mọi người đến tường vây liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, sau đó một chiếc xe ô tô màu đen nhanh chóng lái xe phóng khỏi nơi đây. Anh Hạ, chúng ta có đuổi theo nó không? Một tên đàn em hỏi Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ lắc đầu nói, có đuổi cũng không kịp, chúng ta đi gặp anh Thiên đã. Nói xong, Tiêu Văn Hạ dẫn theo đàn em chạy vào trong thôn. Lúc này, Hoàng Thiên đã khống chế được Matsushima Yumi. Matsushima Yumi đang liên tục mắng chửi, thể hiện sự bất mãn của cô ta. Nhưng có mắng chửi cũng vô ích, Hoàng Thiên vặn cánh tay cô ta khiến cô ta bất động. Làm vậy vì cô ta là phụ nữ, nếu không, Hoàng Thiên đã sớm tát chết cái miệng lớn của cô rồi. Buông tôi ra, đồ khốn nạn, anh có tư cách gì mà bắt nạt phụ nữ như vậy chứ? Tiếng Việt của Matsushima Yumi cũng không tệ, cô ta đang không ngừng mắng Hoàng Thiên. Tiêu Văn Hạ cũng không quan tâm lắm, có con trai con gái nào dám lớn tiếng như vậy với Hoàng Thiên đâu, ai dám cơ chứ? Cô im miệng một chút cho tôi. Tiêu Văn Hạ hét lên, xông tới trước phía sau lưng Matsushima Yumi, đạp cho cô ta vài phát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cú đá này Matsushima Yumi đau đến mức phải kêu khóc, lực chân của Tiêu Văn Hạ vẫn khá tốt. Như vậy Matsushima Yumi sao có thể chịu được? Á, khốn khiếp, đừng đá tôi nữa. Matsushima Yumi quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiêu Văn Hạ, thực sự vô cùng chán ghét Tiêu Văn Hạ. Cô còn dám mắng tôi khốn khiếp, còn dám mắng cả anh Thiên, không phải càng khốn khiếp hơn à? Tiêu Văn Hạ hỏi, sau đó bắt đầu tiếp tục đá Matsushima Yumi. Matsushima Yumi vô cùng đau khổ, tuy cô ta mạnh hơn những cô gái bình thường rất nhiều nhưng dù sao cô ta vẫn là phụ nữ. Làm sao có thể chịu được những cú đá của Tiêu Văn Hạ như vậy? À, anh đừng đá tôi nữa, tôi không chịu được mất. Tiếng Việt của Matsushima Yumi nghe cũng có vẻ không còn chuẩn nữa, cô ta liên tục kêu khóc, nghe có vẻ khá thảm thiết. Hoàng Thiên nhìn thấy như vậy cũng quá không hợp lý rồi, vì vậy anh vẫy tay ra hiệu cho Tiêu Văn Hạ đừng đá nữa. Anh Thiên, loại hàng này phải dạy dỗ thật nghiêm khắc, cả đời tôi ghét nhất chính là người Nhật Bản. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Thôi bỏ đi. Dù sao cũng là con gái, đừng đánh nữa. Hoàng Thiên ôn tồn nói với Tiêu Văn Hạ. Lúc này Tiêu Văn Hạ nghe lời Hoàng Thiên dừng đá lại. Matsushima Yumi không khỏi nhìn Hoàng Thiên, ấn tượng của cô ta về Hoàng Thiên đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất nếu không có lời nói của Hoàng Thiên, cô ta sẽ phải ăn khổ, một cú đá của Tiêu Văn Hạ cũng không phải bình thường. Hoàng Thiên, đừng tưởng rằng anh nói giúp tôi, thì tôi sẽ không ghét bỏ anh. Hừ hừ, chờ đấy cho tôi. Chồng sắp cưới của tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Matsushima Yumi khá hung dữ, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên mắng. Hoàng Thiên cười nhìn Matsushima Yumi nói, chồng sắp cưới của cô thì sao chứ? Chẳng phải anh ta đã bỏ cô chạy rồi sao? Loại đàn ông này đáng tin sao? Ý của anh là gì? Đáng tin hay không còn dựa vào anh nói à? Matsushima Yumi vẫn không bị thuyết phục mà hỏi lại Hoàng Thiên. Tức chết đi được, cô ta vẫn còn kiêu ngạo. Tiêu Văn Hạ tức giận xắn tay áo lên rồi lao đến muốn đánh Matsushima Yumi.
Matsushima Yumi vô cùng sợ hãi, cô ta cũng không muốn bị Tiêu Văn Hạ đánh nữa nên nhanh chóng trốn sau lưng Hoàng Thiên. Anh Thiên, anh để cho tôi đánh người phụ nữ này đi, cô ta thật là muốn chọc tức tôi mà. Tiêu Văn Hạ hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà tính tình có vẻ rất nóng này. Bỏ đi, giết cô ta cũng vô dụng, tôi có điều muốn hỏi cô ta. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ, sau đó nhìn chằm chằm vào Matsushima Yumi, lạnh lùng nói, Matsushima Yumi, lần này chồng sắp cưới của cô mang theo bao nhiêu người đến đây? Hiện tại anh ta đang ở chỗ nào? Matsushima Yumi hừ lạnh một tiếng, đứng đó không nói một lời, mặc kệ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng sớm hiểu rằng cô gái Nhật Bản này có chút chí khí, không dễ phản bội như vậy. Nhưng mà Hoàng Thiên cũng không vội, dù sao anh cũng đã bắt được cô ta ở trong tay, phỏng chừng chồng sắp cưới của cô ta là Takeda Gou cũng đang nóng lòng muốn cứu cô ta, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ xuất hiện. Về phần Matsushima Nobuo, ông ta vẫn đang ở thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên đã hạ quyết tâm sẽ quay lại dọn dẹp Matsushima Nobuo lão khốn nạn này, vậy mà dẫn tập đoàn Ronin đến đây đối phó với Hoàng Thiên sao có thể bỏ qua ông ta được? Em rể, họ là ai vậy? Đúng lúc này, Trương Hiển hoảng sợ bước vào căn phòng nhỏ, đến bên Hoàng Thiên cẩn thận hỏi. Đối với Trương Hiển mà nói, bây giờ anh ta hoàn toàn không dám coi thường Hoàng Thiên nữa. Trương Hiển cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những lời nói mỉa mai của mình trước kia. Mặt của anh làm sao rồi? Hoàng Thiên nhìn Trương Hiển đang không nói nên lời. Anh thấy sắc mặt anh ta cũng không còn đen nữa, có vẻ đã được cứu rồi. Trương Hiển trông có vẻ xấu hổ, sau đó anh ta cố nặn ra một nụ cười và nói với Hoàng Thiên, em rể. Vị bác sĩ thiên tài mà cậu tìm cho tôi quá lợi hại, khuôn mặt của tôi đã được cứu rồi. Cháu rể này, bọn họ là ai vậy? Giọng nói không phải giọng địa phương. Trương Minh Quân cũng đi tới. Đầu tiên ông ta nhìn Matsushima Yumi, sau đó tò mò hỏi Hoàng Thiên. Đừng hỏi quá nhiều, biết nhiều không tốt cho ông đâu. Hoàng Thiên nói xong sải bước ra khỏi phòng nhỏ. Tiêu Văn Hạ dẫn theo một vài người và bắt lấy Matsushima Yumi, theo sau Hoàng Thiên đi ra ngoài. Những người đến chúc mừng sinh nhật Trương Quốc Khánh, tất cả đều kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, im lặng không nói chuyện. Họ thậm chí còn không biết Hoàng Thiên rốt cuộc làm gì, bởi vì nhìn Tiêu Văn Hạ và đàn em của anh ta từ ngay từ cái nhìn đầu tiên là liền biết không phải là người bình thường, mà những người đó đi theo Hoàng Thiên như những đàn em. Nhìn thấy Hoàng Thiên đã đưa Lâm Ngọc An vào trong xe, vợ Trương Minh Quân ngạc nhiên hỏi, chồng này, chồng của Ngọc An làm gì vậy? Tại sao có nhiều người đi theo cậu ta vậy? Ai biết được chứ? Chắc hẳn là rất lợi hại. Vẻ mặt Trương Minh Quân cũng rất kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm. Vợ của Trương Minh Quân hơi sững sờ, trước đây bà ta luôn coi thường Hoàng Thiên, nhưng bây giờ thật sự rất xấu hổ. Trương Quốc Khánh đưa mọi người ra tiễn Hoàng Thiên đi, ông cụ vẫn muốn giữ Hoàng Thiên ở lại đây. Hoàng Thiên này, hay ở lại đây hôm nay, ngày mai cháu hãy đi. Trương Quốc Khánh chân thành nói, Hoàng Thiên cười nhạt, anh thực sự không thể ở lại đây được nữa. Anh đã bắt giữ Matsushima Yumi, nếu ở đây sẽ gây ra rắc rối cho Trương Quốc Khánh. Bên nào phải đổ máu, cũng không thể nói trước được. Không được đâu ạ, cháu có việc gấp, bây giờ cháu phải nhanh chóng trở về thành phố Bắc Ninh. Sau khi Hoàng Thiên nói vài câu, anh cùng Lâm Ngọc An lái xe rời đi. Còn những người Trương Lan Phượng, sẽ không về cùng với Hoàng Thiên. Đương nhiên, Hoàng Thiên cũng không muốn cùng những người này đi về, anh chỉ cần đưa vợ về là được. Anh không quá yên tâm để vợ ở lại cái thôn nhỏ như vậy. Sau khi trở về thành phố Bắc Ninh, chuyện đầu tiên Hoàng Thiên làm là đưa Lâm Ngọc An về nhà trước. Ngọc An, nếu trong 2 ngày tới em không có việc gì, thì hãy cố gắng đừng ra ngoài và ở nhà nhé. Hoàng Thiên dặn dò với Lâm Ngọc An khi anh ra khỏi nhà. Lâm Ngọc An gật đầu, cô vẫn có thể thấy Hoàng Thiên tuy rằng ngoài mặt có vẻ ung dung thoải mái nhưng thực sự anh đang rất lo lắng nhiều việc. Và cô cũng đã gặp Matsushima Yumi. Người phụ nữ Nhật Bản này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy Lâm Ngọc An vẫn khá lo lắng cho Hoàng Thiên, cô nói, anh cũng cẩn thận nhé, sau khi giải quyết xong việc nhớ về nhà sớm. Hoàng Thiên nhẹ nhàng ôm Lâm Ngọc An vào lòng, phải một lúc sau anh mới rời khỏi nhà. Lúc này, tại thành phố giải trí của Tiêu Văn Hạ. Matsushima Yumi đã được Tiêu Văn Hạ đưa đến văn phòng, còn có 2 đàn em của Tiêu Văn Hạ, 3 người bọn họ đang trông coi người phụ nữ Nhật Bản này. Tiêu Văn Hạ cũng không biết lý lịch của Matsushima Yumi là gì, nhưng dám ra tay với Hoàng Thiên, Tiêu Văn Hạ sẽ không bỏ qua cho cô ta. Một mình Matsushima Yumi đối mặt với Tiêu Văn Hạ, cô ta cũng khá bối rối. Dù sao thì Tiêu Văn Hạ cũng không quen với cô ta, lại không biết thương hoa tiếc ngọc, lúc này Hoàng Thiên cũng không có ở đây,
cô ta thật sự sợ Tiêu Văn Hạ lại đánh mình. Tuy nhiên, Tiêu Văn Hạ cũng không làm vậy, anh ta biết rằng Hoàng Thiên không tán thành việc đánh phụ nữ, vì anh ta sợ làm cho Hoàng Thiên tức giận nên cũng đã kiềm chế lại. Đúng lúc này, Hoàng Thiên từ bên ngoài N bước vào. Anh Thiên, Tiêu Văn Hạ nhìn thấy Hoàng Thiên đi đến liền vội vàng đứng dậy chào hỏi. Thật ra anh ta cũng rất mong Hoàng Thiên nhanh đến đây, bởi vì nếu Hoàng Thiên không đến, anh ta thật sự sẽ đánh cho Matsushima Yumi một trận tàn nhãn. Hoàng Thiên cũng biết tính cách Tiêu Văn Hạ nhỏ nhen, vì vậy anh vội vàng chạy đến đây ngay sau khi đưa Lâm Ngọc An về nhà. Cô gái Matsushima Yumi này tuy có chút không phục, nhưng cũng không kiêu ngạo như trước nữa. Hoàng Thiên, tại sao anh lại bắt giữ tôi ở đây? Nhiều người bắt nạt một người phụ nữ như tôi, chẳng lẽ đây là điều đàn ông Việt Nam làm à? Matsushima Yumi lớn tiếng chất vấn Hoàng Thiên, trông có vẻ rất có lý lẽ. Hoàng Thiên nhìn cô ta như thế này, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Rõ ràng là cô ta đi cùng chồng sắp cưới của mình đến làm những chuyện này, bây giờ lại làm ra vẻ như nạn nhân. Bắt nạt cô, tôi có đánh cô sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười hỏi Matsushima Yumi. Anh không đánh tôi nhưng là cấp dưới của anh đã đánh tôi. Mau bắt anh ta xin lỗi tôi. Matsushima Yumi chỉ vào Tiêu Văn Hạ, tức giận nói. Tiêu Văn Hạ trợn tròn mắt, anh ta thật sự suýt không kìm lòng được. Hoàng Thiên phất tay với anh ta, ra hiệu anh ta đừng ra tay. Không có gì thú vị khi đánh nhau với phụ nữ cả. Đừng mang tôi nữa, nếu cô muốn an toàn rời khỏi đây thì chỉ có thể hợp tác với tôi, hiểu không? Hoàng Thiên kéo ghế ngồi xuống, dịu dàng nói với Matsushima Yumi. Matsushima Yumi hừ lạnh trong lỗ mũi, cô ta làm vẻ bị điếc trước lời nói của Hoàng Thiên. Cô giả ngu giả điếc cái gì? Nói chuyện, Tiêu Văn Hạ võ bàn, chỉ vào Matsushima Yumi. Matsushima Yumi sửng sốt, trừng mắt nhìn Tiêu Văn Hạ, sau đó nói với Hoàng Thiên, nhìn xem, đàn em của anh lại bắt đầu bắt nạt tôi, cái này cũng gọi là bắt nạt cô. Tốt hơn hết cô không nên thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Thiên quét về phía Matsushima Yumi, hiện tại anh cảm thấy thật phiền phức. Người phụ nữ Nhật Bản này, thật sự là không biết xấu hổ, nếu cô ta không hợp tác như vậy thì Hoàng Thiên anh cũng không ngại xử lý cô ta. Matsushima Yumi không hề ngu ngốc, ngược lại, cô ta là một người phụ nữ rất thông minh. Sau khi cô ta quan sát, cô ta phát hiện Hoàng Thiên không còn kiên nhẫn với cô ta nữa, nếu không giải quyết sự việc, Hoàng Thiên sẽ phát giận và cô ta chịu không nổi. Được. Được rồi, anh muốn tôi hợp tác với anh làm gì? Matsushima Yumi trông rất khó chịu và cáu kỉnh nói với Hoàng Thiên. Thái độ của cô không đủ tốt, tốt nhất cô nên sửa lại thái độ của mình. Hoàng Thiên đứng dậy nhìn Matsushima Yumi. Ha ha, thật nực cười, tôi có thể hợp tác với anh là tốt lắm rồi, anh còn muốn tôi có thái độ gì với anh nữa? Matsushima Yumi chế nhạo nhìn Hoàng Thiên khiêu khích. Bốp, Tiêu Văn Hạ không quen nhìn bộ dạng này của Matsushima Yumi. Anh ta đã chịu đựng cô ta rất lâu rồi nhưng lúc này anh ta không thể kìm chế được nữa muốn lao lên tát cho cô ta một cái. Anh lại đánh tôi chính là vợ sắp cưới của Takeda Gou đói. Matsushima Yumi hét lớn với Tiêu Văn Hạ. Takeda Gou thì sao, cô kêu anh ta đến đây, chỉ cần anh ta tới, tôi liền thả cô đi. Hoàng Thiên trầm giọng nói, lần này anh không có ngăn cản Tiêu Văn Hạ. Hừ, chờ đấy, tôi sẽ gọi cho chồng sắp cưới của tôi. Matsushima Yumi tức giận. Cô ta lấy điện thoại di động ra khỏi túi, gọi cho chồng sắp cưới của mình. Nhưng gọi hai lần, điện thoại đều bị tắt. Cô ta tức giận đến mức ném điện thoại vào túi sách mà không nói gì cả. Chồng sắp cưới của cô đúng là một thằng rác rưởi. Anh ta không thèm quan tâm đến cô nữa rồi mà cô vẫn còn ở đây nghĩ tốt cho anh ta à? Tiêu Văn Hạ hừ lạnh. Nói nhảm, tôi nói cho anh biết, thả tôi ra ngay. Bằng không, chồng sắp cưới của tôi sẽ đến đây giết hết tất cả các người. Matsushima Yumi hét lớn với giọng điệu đầy đe dọa. Hoàng Thiên thật sự không muốn nghe cô ta hét to kêu gào nữa, liền nói, nếu không liên lạc được với chồng sắp cưới của mình, thì cô cứ ở đây đi. Mau thả tôi ra, đó là điều không thể. Hoàng Thiên không nói chuyện cùng với Matsushima Yumi, anh xoay người rời khỏi phòng làm việc của Tiêu Văn Hạ. Matsushima Yumi vô cùng tức giận, cô ta ngồi xuống ghế, không nói gì cả. Anh Thiên, tiếp theo tôi phải làm gì? Tiêu Văn Hạ đuổi theo sau Hoàng Thiên, hỏi. Trước mắt cứ để cô ta ở chỗ cậu, đừng đối xử tệ với cô ta quá, cho cô ta ăn, cho cô ta chỗ ngủ là được. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Vâng, tôi đã hiểu. Tiêu Văn Hạ đồng ý. Hoàng Thiên, chồng sắp cưới của tôi tắt máy rồi, nhưng cha tôi không tắt điện thoại.
Đúng lúc này, Matsushima Yumi chạy ra khỏi văn phòng và hét lên với Hoàng Thiên. Cô ta muốn rời khỏi đây, bị bắt giữ ở lại đây, đối với cô ta mà nói là vô cùng khủng khiếp. Hoàng Thiên cười lạnh, đúng anh cũng đang định đến công ty thực nghiệp Taiso tìm Matsushima Nobuo đây. Lần trước khi anh xử lý Matsushima Nobuo, cứ tưởng lão già này sẽ rút ra bài học cho mình, nhưng không ngờ lão già đó vẫn vô liêm sỉ như vậy, dám tìm đến tập đoàn Ronin. Ý của cô là, muốn gọi điện thoại cầu cứu cha cô? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Matsushima Yumi cười nói. Tất nhiên, tôi sẽ gọi cho cha tôi ngay bây giờ, để ông ấy đến cứu tôi. Matsushima Yumi nói. Có thể. Hoàng Thiên đồng ý yêu cầu của cô ta, nếu cô ta gọi Matsushima Nobuo đến đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đỡ mất công Hoàng Thiên phải đến tìm Matsushima Nobuo. Theo ý của cô ta, Matsushima Yumi đã gọi đến số điện thoại của cha cô ta, chỉ cần cha cô ta ra tay, chắc chắn có thể cứu cô ta ra ngoài. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, sau khi Matsushima Yumi hỏi địa chỉ, cô ta nhanh chóng nói với Matsushima Nobuo địa chỉ để ông ta nhanh chạy đến giải cứu cô ta ra. Ngay sau đó, cô ta cúp điện thoại. Sau cuộc gọi đó, Matsushima Yumi bĩu môi nhìn Hoàng Thiên đầy tự hào. Hoàng Thiên nhận thấy Matsushima Yumi rất tự tin và nghĩ rằng quyền lực của cha cô ta rất to lớn. Hoàng Thiên không nói gì, anh ở trong phòng làm việc của Tiêu Văn Hạ, và đợi Matsushima Nobuo đến. Anh Thiên, anh nói Matsushima Nobuo dám đến sao? Tiêu Văn Hạ không thể không hỏi Hoàng Thiên, anh ta vẫn nghi ngờ liệu Matsushima Nobuo có gan đến không? Thực ra, Hoàng Thiên cũng không dám chắc chắn, nhưng nếu Matsushima Yumi đang ở đây, anh nghĩ rằng lão già Matsushima Nobuo chắc chắn sẽ không thể ngồi yên. Chờ xem, nếu ông ta không tới, tôi sẽ trực tiếp đến công ty tìm ông ta. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói. Tiêu Văn Hạ gật đầu và ra lệnh cho tất cả đàn em của mình chuẩn bị sẵn sàng, trong trường hợp Matsushima Nobuo dám tìm đến, có thể dễ dàng xử lý ông ta. Khoảng 20 phút sau, một tên đàn em của Tiêu Văn Hạ bước vào. Ngài Thiên, Matsushima Nobuo đến rồi. Người đàn ông này báo cáo với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng khá kinh ngạc, anh cũng không ngờ rằng Matsushima Nobuo thật sự dám tìm tới. Cho ông ta lăn vào đây, Hoàng Thiên nói. Vâng, tên đàn em đồng ý đi ra ngoài, trong chốc lát liền mang theo Matsushima Nobuo tiến vào văn phòng. Matsushima Nobuo chạy đến nhanh như vậy làm Hoàng Thiên cũng rất ngạc nhiên. Không chỉ Hoàng Thiên bất ngờ mà cả Tiêu Văn Hạ cũng vậy. Phải biết rằng, thành phố giải trí của Tiêu Văn Hạ mà đám người Nhật Bản này cũng dám đến, xem ra rất dũng cảm đấy. Ở đây chỉ cần Hoàng Thiên thích thì có thể làm những người Nhật Bản này có đi mà không có về. Người đến thực sự là Matsushima Nobuo, ông ta đến đây một mình. Sau khi bước vào văn phòng, khuôn mặt của Matsushima Nobuo trông rất khó coi, u ám và rất dữ tợn. Hoàng Thiên nhìn Matsushima Nobuo, trong lòng không khỏi chế nhạo. Đừng nhìn vẻ ngoài có vẻ dữ tợn của ông ta, nhưng cũng không thể che giấu được nỗi sợ hãi trong ông ta. Hoàng Thiên tất nhiên là nhìn ra được tất cả những điều này. Hoàng Thiên, cậu quá đê tiện. Tại sao cậu lại động đến con gái tôi chứ? Ngay khi Matsushima Nobuo bước vào, ông ta đã bắt đầu chất vấn Hoàng Thiên, trông có vẻ mất bình tĩnh và tức giận. Hoàng Thiên cảm thấy lời nói của ông ta thật buồn cười. Liền nói, ông có thể một mình đến đây, cũng khá tốt, ngồi xuống nói chuyện nào. Cái này, Matsushima Nobuo không ngờ Hoàng Thiên lại đối xử nhẹ nhàng với mình như vậy, ông ta cứ tưởng rằng sẽ bị Hoàng Thiên đánh cho một trận tơi bời. Ông ta cũng không rõ ràng, cầm lấy ghế ngồi xuống. Vừa rồi tôi hỏi cậu là vì sao lại bắt giữ con gái của tôi. Ân oán giữa tôi và cậu chỉ cần tính toán với tôi là được rồi. Matsushima Nobuo lắc đầu nói. Là do con gái của ông tự mình tìm đến, nếu cô ta không làm phiền tôi có thể đến Nhật Bản để bắt cô ta không? Hoàng Thiên chế nhạo nói. Matsushima Nobuo có chút không nói nên lời, đương nhiên ông ta biết rất rõ, con gái của mình và Takeda Gou đều là do ông ta gọi đến đây để đối phó với Hoàng Thiên ở Việt Nam. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như đã nghĩ, ngay khi đến Việt Nam, vậy mà đã bị Hoàng Thiên bắt giữ. Tôi không quan tâm xảy ra chuyện gì, cậu mau liền thả con bé ra đi. Matsushima Nobuo vẫn còn sung sức, xoay người đứng lên, chỉ vào Hoàng Thiên, quát to. Ông ta cũng thấy Hoàng Thiên đang đối xử với mình rất lễ phép, nên càng thêm can đảm, có chút mặt mũi để nói chuyện. Chát, Tiêu Văn Hạ từ bên cạnh chạy tới giơ tay tát ông ta một cái. Cái gì Matsushima Nobuo bị tát mạnh đến mức phải dùng tay lau vết máu nơi khóe miệng, hận thù nhìn Tiêu Văn Hạ.
Nói chuyện với anh Thiên, ông phải biết lễ phép một chút, hiểu không? Tiêu Văn Hạ chỉ vào Matsushima Nobuo và nói. Cậu cậy thế đông bắt nạt tôi đúng không? Đông người nên muốn bắt nạt tôi hả? Matsushima Yumi đứng ở một bên hét lên, giọng nói tỏ vẻ rất không phục. Hi hi. Mấu chốt là cha cô không đủ mạnh, cô hỏi xem ông ta có dám một mình đánh với tôi không? Hoàng Thiên không khỏi nở nụ cười, hỏi Matsushima Yumi. Matsushima Yumi nhìn cha cô ta, thấy rằng bây giờ cha cô ta có vẻ thành thật hơn rất nhiều, ông ta cũng không dám phản bác lại những gì Hoàng Thiên nói. Matsushima Nobuo biết mình có bao nhiêu phân lượng, ông ta biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, cậu muốn thế nào, nói rõ ra đi. Matsushima Nobuo nghiến răng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đứng dậy khỏi ghế, đến gần Matsushima Nobuo. Matsushima Nobuo có vẻ hoảng sợ, lùi lại hai bước, ông ta cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Hoàng Thiên. Tôi mới là người nên hỏi câu này mới đúng. Ông già Nobuo chết tiệt, ông không có việc gì làm nên đi kiếm chuyện đúng không? Im lặng sống không tốt hay sao? Mà cứ muốn đối đầu với Hoàng Thiên tôi thế hả? Hoàng Thiên vừa nói đến đây, liền giơ tay tát vào mặt Matsushima Nobuo, muốn dạy dỗ ông ta một cách nghiêm khắc. Matsushima Nobuo bị đánh hỏng rồi, đôi mắt của ông ta bị đánh đến thâm đen, khuôn mặt của ông ta cũng đã trở nên sưng tấy. Matsushima Yumi ngu người đứng một bên, bởi vì Hoàng Thiên đánh rất mạnh, một hơi liền tát Matsushima Nobuo hơn trăm cái. Phịch, Matsushima Nobuo không thể chịu được nữa, ông ta nghiêng người ngã xuống đất cái phịch. Với cái bản lĩnh này mà cũng xứng làm đối thủ của Hoàng Thiên tôi. Hoàng Thiên khinh thường nhìn Matsushima Nobuo ngã xuống, lạnh lùng nói. Matsushima ngã xuống đất, rên ậm ừ, gần như suýt chết. Không thể đánh lại Hoàng Thiên, bèn tìm đến tập đoàn Ronin ở Nhật Bản, nhưng cũng không làm gì được Hoàng Thiên, không những vậy Matsushima Yumi còn bị bọn họ bắt giữ. Bây giờ ông ta còn bị Hoàng Thiên đánh cho như vậy, Matsushima Nobuo có chút không chịu được. Cậu có biết con rể tương lai của tôi là ai không? Là Takeda Gou đó, cậu có biết Takeda Gou là ai không? Là con trai cả của ông trùm tập đoàn Ronin. Cậu dám đối xử với tôi như vậy, chắc chắn cậu sẽ chết. Hoàng Thiên, chắc chắn cậu sẽ chết. Matsushima Nobuo ở nơi đó kêu khóc như đàn bà, mắng chửi Hoàng Thiên liên tục. Điều này khiến Hoàng Thiên thích thú, trông Matsushima Nobuo này khá hài hước. Ông đang đe dọa tôi sao? Con rể tương lai của ông là người có quyền thế như vậy, thì ông gọi anh ta đến đây đi. Hoàng Thiên chế nhạo nói. Điều này làm ngọn lửa trong lòng Matsushima Nobuo bùng lên. Ông ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Takeda Gou. Nhưng Takeda Gou vẫn tắt điện thoại, Matsushima Nobuo gần như tuyệt vọng. Hiện tại ông ta có chút hối hận, nếu biết mình sẽ bị Hoàng Thiên đánh cho thảm như vậy, thì có lẽ lúc nãy ông ta sẽ lịch sự và khiêm tốn hơn rồi. Hoàng Thiên, cậu thả con gái tôi ra đi được không? Tôi có thể ở lại làm con tin của cậu. Matsushima Nobuo đảo mắt thương lượng với Hoàng Thiên. Con tin à, ông nghĩ tôi là kẻ bắt cóc sao? Cả ông và con gái đều có thể thoát ra ngoài. Ngay sau đó nhớ nói với Takeda Gou rằng nếu anh ta không muốn chết, thì nhanh đến đây. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Matsushima Nobuo trong lòng hưng phấn, không ngờ Hoàng Thiên lại đồng ý để ông ta đi, thậm chí thả cả con gái ông ta ra. Những gì cậu nói là sự thật sao? Matsushima Nobuo từ dưới đất đứng dậy, nhìn Hoàng Thiên với vẻ không tin. Vẫn không cút đi, Hoàng Thiên hỏi. Matsushima Nobuo không dám nói lời nào, đưa Matsushima Yumi vội vàng chạy ra ngoài. Anh Thiên, tại sao lại để bọn họ đi? Tiêu Văn Hạ có chút lo lắng, khó hiểu hỏi Hoàng Thiên. Giữ bọn họ ở đây thì có ích lợi gì, lãng phí đồ ăn. Cậu phái người theo dõi bọn họ, tôi nghĩ Takeda Gou sẽ đến gặp bọn họ. Hoàng Thiên giải thích cho Tiêu Văn Hạ. Nghe xong lời này, Tiêu Văn Hạ mới chợt hiểu ra, trong lòng nghĩ rằng, vẫn là Hoàng Thiên lợi hại. Đây chẳng phải là ông cụ câu cá sao? Tôi hiểu rồi thưa anh Thiên, tôi sẽ đi làm ngay. Tiêu Văn Hạ gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài. Đúng vậy, Hoàng Thiên đúng là muốn thả con cá nhỏ bắt con cá lớn. Matsushima Nobuo và Matsushima Yumi, hai người này không đáng quan tâm, nhưng Takeda Gou lại là một nhân vật khó chơi. Hoàng Thiên mới không tin rằng Takeda Gou không liên lạc với Matsushima Yumi. Chỉ cần Takeda Gou xuất hiện, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Nhìn thời gian cũng đã gần tối, Hoàng Thiên không có về nhà mà ăn tối mà ở chỗ của Tiêu Văn Hạ. Anh Thiên, tôi đã phái hai nhóm người tới, bọn họ đều rất thông minh tài trí, anh cứ yên tâm. Tiêu Văn Hạ nói một cách tự tin.
chuẩn bị cho thật kỹ, nếu Takeda Gou xuất hiện tối nay, chúng ta không được để anh ta chạy trốn được. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Tôi hiểu rồi anh Thiên, nào, cạn ly. Tiêu Văn Hạ giơ ly lên. Hoàng Thiên và Tiêu Văn Hạ chạm cốc, hai người uống ngay trong văn phòng của Tiêu Văn Hạ. Đối với Tiêu Văn Hạ, anh ta có ấn tượng vô cùng tốt với Hoàng Thiên. Từ khi thông qua Lã Việt làm quen với Tiêu Văn Hạ, Hoàng Thiên vẫn luôn đối đãi với Tiêu Văn Hạ như anh em. Trong lòng Tiêu Văn Hạ, Hoàng Thiên chính là ông chủ của anh ta. Anh Thiên, hôm nay anh không trở về nhà sao? Tiêu Văn Hạ cười hỏi Hoàng Thiên. Thật ra Hoàng Thiên rất muốn về nhà với vợ mình, thế nhưng anh dự đoán Matsushima Nobuo và Matsushima Yumi, nói không chừng đêm nay sẽ liên lạc với Takeda Gou cho nên vẫn quyết định ở lại nơi này của Tiêu Văn Hạ chờ tin tức. Hôm nay tôi sẽ ở lại nơi này của cậu chờ đợi xem có tin tức hay không. Hoàng Thiên cũng không giấu giếm Tiêu Văn Hạ, nói thẳng với anh ta. Tiêu Văn Hạ nghe được chuyện vui, anh ta vẫn rất hy vọng Hoàng Thiên có thể ở lại. Dù sao trên đời này, chỉ có hai người khiến anh ta bội phục, một người là Hoàng Thiên, một người khác chính là Lã Việt. Hai người uống rất vui, chưa kịp nhận ra thì đã hơn 9 giờ tối. Anh Thiên, trước tiên anh nghỉ ngơi một lát đi, tôi chờ là được rồi, có tình huống gì xảy ra tôi lập tức báo cho anh. Tiêu Văn Hạ nói với Hoàng Thiên. Quả thật Hoàng Thiên cũng có chút mệt mỏi, lúc này anh nằm trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ sau, điện thoại di động của Tiêu Văn Hạ vang lên. Anh ta nhanh chóng nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh dồn dập của một tên đàn em. Anh Hạ, Matsushima Nobuo và Matsushima Yumi có động tĩnh. Nói chi tiết một chút, bọn họ thế nào rồi? Tiêu Văn Hạ vội la lên. Âm thanh của anh ta rất lớn, đến Hoàng Thiên cũng bị kinh động. Hoàng Thiên đứng dậy trong nháy mắt, đến gần Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ mở loa ngoài ra, nghe thấy âm thanh có vẻ hưng phấn của đàn em truyền đến từ điện thoại di động, Matsushima Nobuo dẫn theo con gái của ông ta, rời khỏi công ty thực nghiệp Taiso, lái xe đi về vùng ngoại ô. Mọi người quan sát ông ta cho kỹ, đừng để ông ta phát hiện. Tiêu Văn Hạ nói, đã rõ, tên đàn em đồng ý, tiếp tục duy trì theo dõi. Tiêu Văn Hạ cúp điện thoại, nhìn Hoàng Thiên một chút. Đi theo tôi, Hoàng Thiên gọi Tiêu Văn Hạ, rất nhanh đã đến đô thị giải trí. Giờ phút này, trong lòng anh vô cùng hưng phấn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đến cùng thì Matsushima Nobuo vẫn không thể vững vàng, lần này đi ra ngoài, hẳn là đi tìm Takeda Gou. Chỉ cần ở cùng Matsushima Nobuo, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy con bê Takeda Gou kia. Takeda Gou là con trai cả của tập đoàn Ronin, bắt được tên bại hoại này, tập đoàn Ronin mới có thể hoàn toàn nổi lên. Hiện tại Hoàng Thiên hy vọng có thể sống cuộc sống yên tĩnh này biết nhường nào, thế nhưng quá khó, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, luôn có thứ bại hoại như vậy đến gây sự. Anh Thiên không cần gấp, phía trước mười mấy cây số đã có người của chúng ta, Matsushima Nobuo chạy không được đâu. Tiêu Văn Hạ thấy Hoàng Thiên lái xe với tốc độ cực nhanh, anh ta vẫn còn có chút lo lắng. Không sao, cậu ngồi vững vàng là được rồi. Hoàng Thiên biết Tiêu Văn Hạ có chút sợ hãi, thế là an ủi anh ta một câu. Tiêu Văn Hạ gật đầu, không nói gì nữa. Khoảng cách mười mấy cây số, Hoàng Thiên truy đuổi vẫn không thành vấn đề, bởi vì kỹ thuật lái xe của anh quá tốt. Mắt thấy sắp đuổi kịp, lúc này trong lòng Hoàng Thiên mới lục bục ngay lập tức. Bởi vì vừa rồi anh chỉ lo mau chóng đuổi kịp Matsushima Nobuo, một mực không chú ý đến lộ tuyến. Hiện tại mới ý thức được, con đường này, chính là đường đến nhà của Trương Quốc Khánh. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Anh không phải là... Matsushima Nobuo kia dẫn theo Matsushima Yumi, đến nhà của Trương Quốc Khánh làm cái gì vậy? Hẳn là Takeda Gou đang ở gần nhà của Trương Quốc Khánh chăng? Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên có dự cảm không tốt. Bởi vì Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai còn đang ở nhà của Trương Quốc Khánh, chưa trở về thành phố Bắc Ninh. Nếu Takeda Gou ra tay với Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai, cũng rất có khả năng, dù sao bên người Lâm Ngọc An cũng có Tiếu Châu và mấy đội viên đặc chiến bảo vệ, căn bản là Takeda Gou không ra tay được. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Hoàng Thiên có chút nóng nảy, mặc dù Trương Lan Phượng rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là mẹ vợ của anh. Nếu như Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai xảy ra chuyện, vợ anh chắc chắn sẽ thương tâm muốn chết, cô chỉ có hai người họ là người thân. Cho nên Hoàng Thiên lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Trương Lan Phượng, hỏi bà ta tình huống trước mắt một chút. Thế nhưng điện thoại chưa kịp kết nối, điện thoại của Lâm Ngọc An đã gọi tới. Anh đang ở đâu vậy Hoàng Thiên? Âm thanh vội vã của Lâm Ngọc An truyền đến. Anh ở bên ngoài thành phố, sao vậy Ngọc An?
Hoàng Thiên ý thức được đã xảy ra chuyện, bởi vì giọng nói của Lâm Ngọc An rất gấp gáp, thậm chí còn mang theo chút run rẩy. Mẹ và Huỳnh Mai bị người ta bắt đi rồi. Mẹ vừa mới gọi điện thoại cho em, hỏi anh đang ở đâu, đối phương chỉ điểm muốn anh đi chụp người. Lâm Ngọc An rất lo lắng nói. Bà ấy không nói bị bắt đến đâu à? Trước mắt bà ấy và Huỳnh Mai đang ở đâu? Hoàng Thiên vội hỏi. Chưa kịp nói thì điện thoại đã bị một người đàn ông cắt đứt rồi. Người đàn ông đó còn hùng hùng hổ hổ nữa. Lâm Ngọc An nói, có chút nghẹn ngào. Hoàng Thiên vô cùng yêu thương vợ mình, nghe thấy cô khóc, lòng của anh thật đau. Ngọc An em đừng khóc, yên tâm đi, mẹ và Huỳnh Mai sẽ không sao đâu. Anh sẽ cứu bọn họ ra. Hoàng Thiên an ủi. Anh phải thật cẩn thận đấy, hiện tại còn không biết mẹ đang ở nơi nào, em cảm thấy mẹ sẽ còn gọi điện thoại tới cho em. Lâm Ngọc An khóc nói. Đúng vậy Ngọc An, cho nên em không cần phải gấp làm gì cả, mục tiêu của bọn họ là anh, sẽ không làm gì mẹ và Huỳnh Mai đâu. Hoàng Thiên nói. Mục tiêu là anh, em càng lo lắng hơn, chồng ơi anh ngàn vạn lần phải chú ý an toàn đấy, em chờ anh bình an trở về. Lâm Ngọc An nói. Hoàng Thiên nghe vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, anh có thể cảm nhận được, vợ anh có bao nhiêu quan tâm đến anh. Yên tâm đi Ngọc An. Chồng em có bao nhiêu lợi hại em cũng không phải không biết. Hoàng Thiên cố ý cười cười, anh không muốn để Lâm Ngọc An quá lo lắng. Em tin tưởng, em ở nhà chờ anh trở về. Lâm Ngọc An nói, được, anh cúp máy đây. Hoàng Thiên nói xong, cúp điện thoại. Tiêu Văn Hạ cũng nghe ra, là mẹ vợ và em vợ của Hoàng Thiên xảy ra chuyện. Anh Thiên, hẳn là Takeda Go làm rồi. Tiêu Văn Hạ hỏi Hoàng Thiên. 80% là Takeda Go làm. Tên khốn kiếp này đang quyết tâm muốn đối nghịch với tôi đây mà. Hoàng Thiên nói. Đúng là muốn tìm đường chết, đêm nay tốt nhất đừng để tôi gặp được anh ta, nếu không tôi chắc chắn phải chơi chết anh ta. Tiêu Văn Hạ cả giận. Hoàng Thiên không nói gì, anh lái xe nhanh hơn một chút, tốc độ xe đã đến cực hạn. Anh chỉ muốn nhanh chóng đuổi theo, lúc cần thiết, trước hết bắt Matsushima Nobuo và Matsushima Yumi lại, có hai người này trong tay. Chỉ ít có thể cam đoan Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai không có việc gì. Nhưng mắt thấy đã sắp đuổi kịp Matsushima Nobuo, lúc này điện thoại của Trương Lan Phượng lại gọi tới. Hoàng Thiên nhanh chóng nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói quỷ khóc sói gào ở đầu điện thoại bên kia của Trương Lan Phượng. Hoàng Thiên, con mau đến đây cứu mẹ đi. Bởi vì chuyện tốt con làm đó, mẹ và Huỳnh Mai sắp bị con hại chết đến nơi rồi. Nghe được Trương Lan Phượng nói như vậy, Hoàng Thiên cực kỳ im lặng. Trương Lan Phượng này nói chuyện không dễ nghe tí nào cả, câu đầu tiên đã trực tiếp trách cứ anh. Mẹ đang ở đâu? Hoàng Thiên hỏi Trương Lan Phượng. Mẹ cũng không biết mẹ đang ở đâu, con nói chuyện với ngài Takeda Go đi. Trương Lan Phượng nói. Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại đổi thành giọng nói của một người đàn ông, ha ha, mày không nghĩ đến phải không Hoàng Thiên? Mẹ vợ và em vợ mày đều đang ở trong tay tao. Hoàng Thiên nghe xong, lập tức nhận ra, người đàn ông này, chính là Takeda Go. Đúng như dự đoán của anh, quả nhiên Takeda Go bắt Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai. Takeda Go, mày cũng có chút năng lực đấy. Tao cảnh cáo mày, tốt nhất đừng có làm loạn, nếu không mày sẽ chết rất khó coi cho mà xem. Hoàng Thiên cảnh cáo nói. Ha ha ha, mày đang hù dọa tao đấy à? Takeda cười ha ha. Lập tức, trong điện thoại liền truyền đến âm thanh đau đớn của Lâm Huỳnh Mai, vô cùng thê thảm. Tiếp đến chính là tiếng gào rú của Trương Lan Phượng, giống như heo bị cắt tiết. Rất hiển nhiên là bọn họ đã bị đánh. Hoàng Thiên, mày nghe được không? Tao cho mày biết, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn, lát nữa tao sẽ dùng cái điện thoại di động này chia sẻ vị trí cho mày, mày lập tức cút tới đây cho tao. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng có báo cảnh sát, nếu không tao sẽ làm thịt mẹ vợ và em vợ mày đấy. Takeda Go nói xong, lập tức cúp điện thoại. Rất nhanh, trên điện thoại di động của Hoàng Thiên liền nhận được một vị trí. Hoàng Thiên đang lái xe nên không thể nhìn vị trí trên điện thoại di động, thế là đưa di động cho Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ mở vị trí bằng phần mềm định vị. Hoàng Thiên lái xe ở vị trí này, thế mà rất nhanh đã đuổi kịp được đám đàn em của Tiêu Văn Hạ. Xem đi anh Thiên, nhất định là Matsushima Nobuo đi tìm Takeda Go. Ông ta cũng đi con đường này. Tiêu Văn Hạ nói với Hoàng Thiên, thông báo cho đàn em của cậu, trước tiên bắt Matsushima Nobuo và Matsushima Yumi lại. Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ đồng ý một tiếng, anh ta lập tức gọi điện thoại cho đàn em của mình. Lúc này, mười mấy tên đàn em của Tiêu Văn Hạ, mở hai chiếc xe, đang theo dõi Matsushima Nobuo. Bọn họ phát hiện,
Tốc độ của xe Matsushima Nobuo càng lúc càng nhanh, hẳn là đã phát hiện có người theo dõi. Cái này cũng không kỳ quái, bị nhìn chằm chằm lâu như vậy thì cũng rất dễ dàng phát hiện. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Tiêu Văn Hạ, đàn em của anh ta tăng tốc, chuẩn bị vượt qua xe của Matsushima Nobuo ở phía trước. Nhưng kỹ thuật lái xe của bọn họ vẫn kém hơn một chút, đi một hồi lâu cũng chưa thể vượt qua. Lúc này, xe của Hoàng Thiên hối hả đi lên, tốc độ nhanh hơn bình thường. Vèo một cái, xe của Hoàng Thiên đã vượt qua xe của Matsushima Nobuo. Là Ngài Thiên và anh Hạ đến, đàn em của Tiêu Văn Hạ ngồi trong xe, hoan hô lên. Chỉ cần Hoàng Thiên đến, trong lòng của bọn họ liền nắm chắc. Rất nhanh, xe của Hoàng Thiên bắt đầu thả chậm tốc độ, từ đầu đến cuối cản trở xe của Matsushima Nobuo, bức bách con hàng này dừng lại. Matsushima Nobuo đỏ cả mắt, đằng sau có hai chiếc xe một mực theo dõi ông ta đã làm ông ta sợ hãi trong lòng, hiện tại lại có một chiếc xe chặn ở phía trước, càng khiến ông ta không chắc chắn được điều gì. Khốn kiếp, là ai vậy? Matsushima Nobuo mắng. Matsushima Yumi không lên tiếng, hiện tại cô ta đã biết, chồng sắp cưới Takeda Go của cô ta đã bắt mẹ vợ và em vợ của Hoàng Thiên, cho nên cô ta vẫn còn có chút tin tưởng. Cảm thấy dù cho Hoàng Thiên có lợi hại hơn đi nữa thì hiện tại cũng không dám làm gì cha con cô ta. Matsushima Nobuo là một kẻ rất tiếc mạng của mình, mắt thấy Hoàng Thiên lái xe chậm lại, ngăn trước mặt của ông ta nhưng ông ta cũng không dám đụng vào xe của Hoàng Thiên. Một khi xảy ra sự cố, không cẩn thận liền lật xe, Matsushima Nobuo cũng không muốn chết. Hoàng Thiên giảm tốc độ xuống vài chục cây em, cảm giác như gần đến nơi, đột nhiên dừng lại rồi lãng lách, nằm ngang trên đường lớn. Matsushima Nobuo không kịp phanh, đụng phải xe của Hoàng Thiên rồi ngừng lại. Lão già này vừa định lùi xe, cũng đã không còn kịp nữa rồi, đàn em trong hai chiếc xe của Tiêu Văn Hạ đã chặn ở cửa, dùng đầu xe chặn đuôi xe của Matsushima Nobuo lại. Một lát sau, xe của Matsushima Nobuo hoàn toàn không thể di chuyển. Hoàng Thiên và Tiêu Văn Hạ cấp tốc xuống xe, đi về hướng của Matsushima Nobuo. Tất cả mười mấy tên đàn em của Tiêu Văn Hạ cũng xuống xe, cấp tốc vây quanh Matsushima Nobuo cùng Matsushima Yumi. Xuống xe, mặt Hoàng Thiên âm trầm, cao giọng quát. Matsushima Nobuo ra vẻ trầm tĩnh, mặc dù trong lòng rất hoảng loạn nhưng ông ta vẫn ra vẻ bình tĩnh. Lại thêm con tin trong tay Takeda Go, Matsushima Nobuo vẫn có chút tin tưởng. Sau khi chui ra khỏi xe, bộ dạng Matsushima Nobuo tức giận không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Matsushima Yumi cũng tức giận bước xuống xe, kéo eo thẳng tắp. Hoàng Thiên, anh vẫn chưa xong đúng không? Đã nói thả cha con chúng tôi ra rồi. Tại sao còn dẫn người đuổi theo chúng tôi? Matsushima Yumi tức giận với Hoàng Thiên với dáng vẻ rất có lý. Đúng thế. Nói không giữ lời, đây chính là tác phong của người Việt Nam mấy người sao. Matsushima Nobuo cũng hào hứng, chất vấn Hoàng Thiên. Hiện tại tâm trạng của Hoàng Thiên rất khó chịu, đâu thể kiên nhẫn như còn ở đô thị giải trí được. Chát, Hoàng Thiên đưa bàn tay của mình lên, hung hăng tát vào mặt của Matsushima Nobuo. Cho ông mặt mũi, ông lại không cần phải không? Ông nói lại lần nữa cho tôi xem nào. Hoàng Thiên quát hỏi. Matsushima Nobuo lập tức không dám lớn lối như vậy nữa. Thật ra ông ta cũng chỉ là một con hổ giấy, vừa rồi muốn áp chế Hoàng Thiên, lại không nghĩ rằng căn bản là không dọa được. Chịu một cái tát, lão già này cũng trung thực trở lại. Matsushima Yumi thè lưỡi, cô ta cũng không dám nói gì, bởi vì cô ta phát hiện bây giang giờ Hoàng Thiên rất đáng sợ. Hai người đi gặp Takeda Go phải không? Lúc này Tiêu Văn Hạ mở miệng hỏi. Matsushima Nobuo lườm Tiêu Văn Hạ một cái, không nói gì. Tính tình nóng nảy của Tiêu Văn Hạ cũng không phải để trưng cho đẹp, huống chi Hoàng Thiên đã ra tay, tất nhiên là anh ta cũng không thể nuông chiều Matsushima Nobuo. Chát, chát, cả tay trái và tay phải của Tiêu Văn Hạ đều hung hăng đánh vào mặt Matsushima Nobuo. Thẳng đến khi đánh con hàng này miệng đầy máu, rốt cuộc con hàng này cũng không chịu nổi. Vâng vâng vâng, chúng tôi đi gặp Takeda Go. Matsushima Nobuo che miệng nói. Tiêu Văn Hạ vừa định hỏi lại gì đó. Hoàng Thiên lại xua tay với anh ta, ra hiệu anh ta đừng hỏi. Mấy người lên xe của Matsushima Nobuo, áp tải ông ta và Matsushima Yumi, đi theo tôi. Hoàng Thiên nói với đàn em của Tiêu Văn Hạ. Vâng, đàn em của Tiêu Văn Hạ cùng kêu lên đồng ý, có ba người lên xe của Matsushima Nobuo, một người lái xe, hai người áp lấy Matsushima Nobuo và Matsushima Yumi. Đương nhiên, Matsushima Nobuo và Matsushima Yumi ngồi ở phía trước.
tay bị trói ở sau lưng, để phòng bọn họ phản kháng. Hoàng Thiên lái xe đi trước, đi theo chỉ dẫn, mười mấy phút sau đã tới được địa điểm kia. Nơi này cách nhà của Trương Quốc Khánh chỉ có mấy cây số. Hiện tại trong lòng Hoàng Thiên rất nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ Takeda Go vào nhà của Trương Quốc Khánh bắt Trương Lan Phượng. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm, hôm nay trong nhà Trương Quốc Khánh có rất nhiều người, Takeda Go không thể ngu mà trực tiếp vào nhà họ Trương bắt người chứ. Trong lòng nghi ngờ, nhưng Hoàng Thiên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, sau khi anh xuống xe, nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút. Nơi này hoang vắng, xung quanh đều không có người ở. Bóng đêm bao trùm, bốn phía đều im ẳng. Nhìn kỹ một chút, cách đây mấy chục mét, đúng là có mấy điểm sáng đang lóe lên. Hoàng Thiên dẫn theo đám người đi về phía trước, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Hóa ra là có người đang loay hoay cầm điện thoại. Thẳng đến khi tới gần, lúc này mới có thể thấy rõ ràng, dưới mấy cây hòe lớn, có 7-8 người đang đứng. 7-8 người này xuống lại một chỗ, tất cả đều nhìn chăm chú vào bọn Hoàng Thiên. Rất nhanh, Hoàng Thiên liền dẫn theo mọi người đi đến chỗ 7-8 người này. Nhờ ánh trăng, Hoàng Thiên có thể thấy rõ, trong những người này, có một người chính là Takeda Go. Hoàng Thiên, mau cứu mẹ. Đúng lúc này, Trương Lan Phượng hoảng sợ kêu to. Nghe theo âm thanh, Hoàng Thiên không khỏi cau mày. Chỉ thấy Trương Lan Phượng bị trói gô trên một cây đại thụ, vô cùng chật vật. Ở thân cây bên cạnh bà ta thì trói Lâm Huỳnh Mai, vẻ mặt của cô gái nhỏ hoảng sợ, sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên, kích động đến nỗi không nói nên lời. Lại nhìn về phía mấy mét bên ngoài, cũng có hai người bị trói trên cây, là Trương Định và Trương Vĩ. Hoàng Thiên thật sự mở rộng tầm mắt, Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai bị bắt cũng không có gì kỳ quái, tại sao cả Trương Định và Trương Vĩ cũng bị bắt nữa vậy? Anh rể Ngọc An, nhanh cứu chúng tôi đi, tôi không muốn chết đâu. Trương Vĩ khẩn trương hô lên. Mặc dù Trương Định không nói gì, nhưng trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, còn mang theo tiểu oán trách với Hoàng Thiên. Ông ta cảm thấy, rơi vào loại tình trạng này, tất cả đều là do Hoàng Thiên đem lại. Tất cả im miệng cho tao, ai dám nói một câu, tao liền cho người đó câm điếc vĩnh viễn. Lúc này Takeda Go nổi giận, quay đầu lớn tiếng quát. Lập tức, Trương Lan Phượng và Trương Vĩ đều không dám lên tiếng nữa. Takeda Go thấy Matsushima Nobuo và Matsushima Yumi đã rơi vào trong tay Hoàng Thiên. Chuyện này làm anh ta rất phiền muộn, vốn cho rằng đêm nay có thể ăn chắc Hoàng Thiên, lại không nghĩ rằng, vị hôn thê của anh ta lại rơi vào trong tay Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên đi tới, đối mặt với Takeda Go, Hoàng Thiên hận không thể xử lý Takeda Go này ngay lập tức. Nhưng bây giờ không được, mấy tên đàn em của Takeda Go đã dùng dao bức bọn Trương Lan Phượng. Tao không muốn giằng co với mày, lập tức thả bọn họ ra cho tao. Hoàng Thiên trầm giọng quát Takeda Go. Takeda Go nghe lời này, lập tức nhếch miệng. Thả người, mày nói đùa cái gì vậy, mày nói một câu thả người thì tao phải thả chắc. Đây là điều không thể nào. Hoàng Thiên, tao thấy đêm nay, ân oán giữa chúng ta sẽ phải kết thúc rồi. Vẻ mặt Takeda Go âm độc, lạnh giọng nói với Hoàng Thiên. Nhìn thấy tính tình của con hàng này như thế, Hoàng Thiên thật sự tức giận đến điên rồi. Bịch, chỉ một cước, Hoàng Thiên đã đạp Matsushima Nobuo bay ra ngoài. Ôi ôi! Matsushima Nobuo bay ra xa mấy mét, ngã dầm một cái trên mặt đất, phí hết nửa ngày cũng không thể đứng dậy nổi. Đây là bước chân của Hoàng Thiên vẫn còn kiềm chế, nếu không, một cước này thôi đã đủ để Matsushima Nobuo đi gặp Thượng Đế rồi. Tên khốn Hoàng Thiên, Matsushima Yumi gấp gáp mắng Hoàng Thiên. Làm thịt cô ta. Hoàng Thiên lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Tiêu Văn Hạ đồng ý ngay lập tức, anh ta rút một con dao từ bên hông ra. Mắt thấy Tiêu Văn Hạ cầm dao hướng về trước mặt Matsushima Yumi, Takeda GP bị dọa cho phát sợ. Anh ta cảm giác Hoàng Thiên không ra bài giống như thường lệ, mẹ vợ và em vợ đều đã trở thành con tin, không phải nên nói điều kiện trao đổi con tin sao? Thế nhưng căn bản là Hoàng Thiên không hề muốn đàm phán, trực tiếp muốn giết chết Matsushima Yumi, điều này khiến Takeda Go trở tay không kịp. Khốn kiếp, mày dừng tay lại cho tao. Takeda Go mắng to, hù dọa Tiêu Văn Hạ. Làm sao Tiêu Văn Hạ có thể để ý tới Takeda Go? Anh ta chỉ nghe theo Hoàng Thiên, lúc này đã đến gần Matsushima Yumi, bắt lấy cánh tay của Matsushima Yumi. Matsushima Yumi sợ muốn tè ra quần. Mắt thấy toàn thân Tiêu Văn Hạ trên dưới đằng đằng sát khí, đây là thật sự muốn giết cô ta. Hiện tại cô ta rất hối hận, vừa rồi không nên mắng Hoàng Thiên, thì đã không sao rồi, tính cách của Hoàng Thiên nóng nảy như vậy, trực tiếp muốn làm thịt cô ta. Hoàng Thiên, anh không thể giết
tôi vẫn còn hữu dụng. Matsushima Yumi gấp đến mức hô lớn, vô cùng sốt ruột, lời nói phát ra lộn xộn, bị dọa đến mức nói lắp. Hoàng Thiên một câu cũng không nói, trầm mặt đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới đằng đằng sát khí. Hoàng Thiên, mày dừng tay cho tao, nếu không tao sẽ giết mẹ vợ và em vợ mày đấy. Trong mắt Takeda Gâu đỏ ngầu, anh ta cũng móc dao ra, chuẩn bị tự tay kết liễu Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai. Mắt thấy sắp mất mạng, Trương Lan Phượng cũng không chịu được. Thằng khốn nạn Hoàng Thiên này, có phải là mày cố ý muốn hại chết tao đúng không? Mày mau khiến cậu ta dừng tay lại cho tao, nếu như tao chết, Ngọc An sẽ hận mày cả đời. Trương Lan Phượng gấp đến nỗi mắng to Hoàng Thiên, bà ta thật sự sợ chết. Hoàng Thiên không động đậy, đứng yên tại chỗ không để ý tới chút nào. Đi chết đi, Tiêu Văn Hạ vùng dao lên, giả bộ muốn kết liễu Matsushima Yumi. Có điều, cái này lại chỉ để hù dọa Matsushima Yumi một chút thôi, Tiêu Văn Hạ cũng không phải kẻ ngu, anh ta biết chắc chắn là Hoàng Thiên không thật sự muốn giết Matsushima Yumi. Dù sao cũng không phải ở tình huống không thể nhẫn nhịn được, Hoàng Thiên sẽ không dễ dàng muốn tính mạng của một người phụ nữ. Huống chi, một khi Matsushima Yumi chết, chắc chắn Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai sẽ chết không thể nghi ngờ. Điểm này, Tiêu Văn Hạ hiểu rất rõ. Anh ta hiểu rõ Hoàng Thiên, biết Hoàng Thiên vì muốn áp chế Takeda Gâu, nằm giữ quyền chủ động đàm phán. Đúng là để Tiêu Văn Hạ đoán chúng, ý tứ của Hoàng Thiên đúng là như vậy. Mà Hoàng Thiên cũng hiểu rõ Tiêu Văn Hạ, biết Tiêu Văn Hạ nhất định có thể hiểu ý tứ của anh. Đây chỉ là sự ăn ý giữa hai người mà thôi, nhưng những người khác không thể nhìn ra, Takeda Gâu thì càng nhìn không hiểu, anh ta còn tưởng rằng Hoàng Thiên thật sự muốn cá chết lưới rách. Không được, ngài Hoàng Thiên, tôi khuyên ngài bình tĩnh một chút, không nên làm hại vợ sắp cưới của tôi. Takeda sợ hãi mở lời trước, thu con dao vào, không dám uy hiếp Hoàng Thiên. Chẳng những không dám uy hiếp, hiện tại Takeda Gâu còn đang cầu xin Hoàng Thiên. Kết quả mà Hoàng Thiên muốn chính là như vậy, anh nhìn thấy Takeda Gâu trung thực hơn rất nhiều, lúc này mới xua tay với Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ thở phào một cái, tình huống này nếu diễn tiếp nhất định sẽ bại lộ. Anh ta cũng không biết kéo dài kiểu gì mới tốt. Lập tức thả bọn họ ra, sau đó chúng ta sẽ đàm phán chuyện khác. Hoàng Thiên quát Takeda Gâu. Takeda Gâu hơi cắn răng do dự một chút. Đêm nay là cơ hội của trời cho, thừa dịp Trương Định lái xe đưa bọn Trương Lan Phượng trở về thành phố Bắc Ninh, Takeda Gâu đã phục kích bọn họ nên mới có thể bắt tất cả đám người Trương Lan Phượng lại. Vốn cho rằng lấy Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai làm con tin là có thể ăn chắc Hoàng Thiên, nhưng không nghĩ rằng lại chẳng thuận lợi như vậy. Hơn nữa thái độ vừa rồi của Hoàng Thiên, thật sự không coi tính mạng của Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai ra gì, dáng vẻ muốn cùng nhau thiêu đốt. Trong mắt Takeda Gâu xoay chuyển lòng vòng, anh ta chưa thả Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai ra ngay lập tức. Nếu tôi thả bọn họ, anh không thả vợ sắp cưới của tôi ra thì làm sao bây giờ? Ánh sáng trong mắt Takeda Gâu lóe lên, có kè mặc cả với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nào có tâm tình nghe Takeda Gâu nói điều kiện, hiện tại anh đã chán ngấy lũ chim này rồi. Nhìn thấy dáng vẻ đã đáng chết còn tỏ ra tốt đẹp của Takeda Gâu, Hoàng Thiên thật hận không thể đạp chết anh ta bằng một cước. Mày có tư cách nói điều kiện với tao à? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Takeda Gâu, rất khinh thường hỏi anh ta. Takeda Gâu tức giận đến nỗi mặt mày biến sắc, anh ta đường đường là cậu cả của tập đoàn Ronin ở Nhật Bản, ở trong quốc gia của anh ta, thân phận của anh ta vô cùng hiển hách. Nào có người dám nói chuyện với anh ta kiểu này, như vậy đơn giản chính là muốn chết. Thế nhưng Hoàng Thiên lại dám miệt thị anh ta đến mức này khiến anh ta thật sự rất căm tức. Tao không có tư cách, hiện tại mẹ vợ và em vợ mày đều đang ở trong tay tao, chẳng lẽ mày không muốn cứu bọn họ sao? Takeda Gâu đảo đôi mắt tam giác, dữ dằn hỏi Hoàng Thiên. Bịch, Hoàng Thiên không nói hai lời, một cước đạp mạnh vào bụng của Takeda Gâu. Phù phù, Takeda Gâu trở tay không kịp, ngã trên mặt đất. Một chút chuẩn bị anh ta cũng không có. Nghìn lần không hề nghĩ tới thế mà Hoàng Thiên lại đột nhiên đạp mình. Vốn cho rằng bắt Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai lại thì sẽ khiến Hoàng Thiên khuất phục, thế nhưng chẳng những Hoàng Thiên không hề chịu thua mà còn ra tay đánh anh ta trước, điều này khiến anh ta vô cùng sửng sốt. Khốn kiếp! Khốn con mẹ mày chứ khốn! Hoàng Thiên cả giận nói, nắm chặt tóc Takeda Gâu, hung hăng đánh mấy phát vào mặt của con hàng này. Lại nhìn Takeda Gâu, bị đánh thành hình dạng cháu trai, ở trước mặt Hoàng Thiên. Thậm chí anh ta còn không có sức lực để đánh trả. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn đến ngây dại, ai cũng không nghĩ tới, thế mà Hoàng Thiên lại chơi lớn như thế, dám ra sức đánh Takeda Gâu trước mặt mọi người. Đám đàn em của Takeda Gâu phải mất một hồi lâu mới phản ứng được,
tất cả bọn họ đều nhào tới, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Takeda Go. Bên trên, Tiêu Văn Hạ đã sớm chuẩn bị xong, thấy mấy tên đàn em của Takeda Go muốn giúp đỡ, anh ta liền đưa tay ra lệnh cho đàn em của mình cùng tiến lên. Hai bên chiến đấu với nhau, ngang tài ngang sức. Dừng tay cho tôi, đột nhiên Hoàng Thiên hét lớn một tiếng. Quả nhiên tiếng hô này có hiệu quả, không chỉ có đàn em của Tiêu Văn Hạ dừng tay mà mấy tên đàn em của Takeda Go cũng vậy, tất cả đều không dám động đậy. Đối với Hoàng Thiên mà nói, anh không hy vọng nhìn thấy cảnh kéo bè kéo lũ đánh nhau, càng không muốn để cho đàn em bị thương. Hiện tại đã khống chế được Takeda Go, căn bản là không cần ra tay. Sợ đàn em của Takeda Go phản ứng kịp, lại tiếp tục ra tay, Hoàng Thiên móc một con dao từ bên hông ra, gác trên cổ Takeda Go. Nếu đàn em của mày còn dám ra tay một lần nữa, cái mạng nhỏ này của mày cũng xong đời, có nghe rõ tao nói không? Hoàng Thiên cảnh cáo Takeda Go. Takeda Go cảm giác cổ mát lạnh, khiến anh ta bị dọa cho phát sợ. Dù sao anh ta vẫn rất sợ chết, thân là cậu cả của tập đoàn Ronin, anh ta không muốn chết. Bọn mày không được ra tay, tất cả lui ra phía sau cho tao. Takeda Go cố ý dùng tiếng Nhật ra lệnh cho đám đàn em, vì muốn để Hoàng Thiên nghe rõ, nếu không anh ta thật sự sợ Hoàng Thiên dưới cơn nóng giận sẽ giết chết mình. Chưa kể, Takeda Go cũng được tính là thông minh, nếu không như vậy, Hoàng Thiên đã có thể giết chết anh ta chỉ bằng một đòn. Thả tất cả mọi người ra, có vấn đề gì không? Hoàng Thiên hỏi Takeda Go. Takeda Go do dự một chút, anh ta biết nếu thả bọn Trương Lan Phượng ra, coi như cái mạng nhỏ này của mình đã hoàn toàn bị Hoàng Thiên nằm giữ trong tay, khi đó cũng quá bị động rồi. Không đồng ý, Hoàng Thiên không kiên nhẫn rạch vào cổ Takeda mấy nhát. Khiến Takeda Go đau đớn kêu to, vội vàng nói, đồng ý, anh Hoàng Thiên xin đừng ra tay, tôi nghe theo anh là được chứ gì. Nói xong, Takeda Go ra lệnh cho đám đàn em thả bọn người Trương Lan Phượng ra. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai được thả ra, bọn họ nhanh chóng chạy đến gần Hoàng Thiên. Trương Định và Trương Vĩ cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn, hai người bọn họ cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hoàng Thiên. Nhưng, trong số bọn họ, chỉ có trong lòng Lâm Huỳnh Mai là cảm kích Hoàng Thiên, những người khác đều hận Hoàng Thiên muốn chết. Đặc biệt là Trương Định và Trương Vĩ, trong lòng hai cha con này âm thầm oán trách Hoàng Thiên, cảm thấy chính Hoàng Thiên đã làm liên lụy đến bọn họ. Hoàng Thiên cũng không hứng thú nhìn vẻ mặt của Trương Định và Trương Vĩ, lúc này anh nhìn Takeda Go một chút, phát hiện con hàng này đúng là một món đồ chơi ngoài mạnh trong yếu. Bề ngoài thì tỏ ra cứng đầu, nhưng khi đối mặt với sống chết, Takeda Go vẫn rất sợ hãi. Takeda Go, mày định làm như thế nào? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Takeda Go, hỏi anh ta. Takeda Go e ngại nhìn Hoàng Thiên, rốt cuộc bây giờ anh ta mới nhận thức được, Hoàng Thiên cũng không dễ đối phó như vậy. Khi bắt đầu từ Nhật Bản, Takeda Go cũng không quá coi trọng Hoàng Thiên, anh ta cảm thấy chỉ cần mình ra tay, nhất định có thể đưa Hoàng Thiên vào chỗ chết. Nhưng anh ta không hề nghĩ tới, kết quả lại là như vậy, căn bản là đấu không lại Hoàng Thiên. Anh Hoàng Thiên, anh đánh tôi cũng đánh rồi, người cũng cứu đi rồi, chúng ta xem như hòa nhau. Tốt nhất là anh lập tức thả tôi ra đi, anh phải biết, đằng sau tôi là toàn bộ tập đoàn Ronin đấy. Lời nói của Takeda Go tuy nghe có vẻ mềm mỏng nhưng bên trong lại vô cùng cứng rắn, tràn đầy hương vị uy hiếp. Làm sao Hoàng Thiên có thể nghe không hiểu? Thấy Takeda Go còn dám nói như vậy, Hoàng Thiên không khỏi lạnh lùng cười. Ha ha, mày đang cầu xin tao hay đe dọa tao đấy? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Takeda Go. Takeda Go tức muốn nổ phổi, thua ở trong tay Hoàng Thiên, còn bị Hoàng Thiên đánh, mà còn bị đánh ngay trước mặt đám đàn em và vợ chưa cưới của mình. Hiện tại Hoàng Thiên còn không muốn buông tha, Takeda Go cảm giác mình bị bắt nạt vô cùng thê thảm. Tao đang hỏi mày mà mày dám không lên tiếng hả? Hoàng Thiên rất không vui nhìn Takeda Go, vỗ vào khuôn mặt của con hàng này. Takeda Go cảm giác mình phải nhận lấy muôn vàn nhục nhã, anh ta cảm thấy nếu mình không phản ứng lại một chút, chuyện tối nay, sẽ bị mọi người cười đến rơi răng. Hoàng Thiên, đến cùng thì mày muốn thế nào? Tao cảnh cáo mày, lập tức thả tao ra, nếu không mày sẽ phải hối hận. Takeda Go lớn tiếng gào lên, nhưng cũng không dám mắng nữa, rõ ràng rất khiếp đảm. Tiêu Văn Hạ, con hàng này giao cho cậu, dạy dỗ anh ta cho tốt. Hoàng Thiên nắm lấy tóc của Takeda Go, ném cho Tiêu Văn Hạ. Quả thực quá lười biếng khi phải chạm vào thứ cặn bã này. Tiêu Văn Hạ cũng không mập mờ, loại chuyện này đúng là sở trường của anh ta. Chỉ thấy Tiêu Văn Hạ cởi dây lưng xuống, một cước đạp lăn Takeda Go, sau đó dừng lại quất. Takeda Go quỷ khóc sói gào, có chút không chịu nổi. Mấy tên đàn em của anh ta,
giống như đồ đần đứng ở một bên, không ai dám tới hỗ trợ. Bởi vì Takeda Go nói bọn họ không cần ra tay, cái này nếu như làm loạn, một khi Takeda Go mất mạng, bọn họ không thể chịu trách nhiệm nổi. Trọn vẹn hơn 3 phút đồng hồ, Takeda Go đã bị quất đến nỗi thở không ra hơi, lúc này Hoàng Thiên mới ra hiệu cho Tiêu Văn Hạ dừng lại. Matsushima Nobuo ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện, ông ta hoàn toàn sửng sốt. Trong ấn tượng của ông ta, đứa con rể tương lai này của chính mình rất trâu bò, mà bối cảnh sau lưng lại càng trâu bò hơn. Nhưng nào có nghĩ tới, đi đến Việt Nam thì lại chẳng trâu bò chút nào, gặp Hoàng Thiên, Takeda Go đã biến thành đồ rác rưởi ngay lập tức. Matsushima Yumi cũng há hốc mồm, cô ta xoắn suýt nửa ngày, lúc này rốt cục cũng to gan đi tới gần Hoàng Thiên. Vừa nãy Matsushima Yumi muốn xông lên giúp Takeda Go cầu xin rồi, nhưng cô ta cứ mãi không dám đi tới. Bây giờ nhìn thấy cơn giận của Hoàng Thiên vơi đi không ít, cuối cùng cô ta cũng đi qua. Hoàng Thiên nhìn cô ta đi tới, anh vẫn hơi kinh ngạc. Không phải đáng lẽ cô ta nên bị dọa đến không biết làm sao mới đúng chứ? Sao giờ vẫn còn chủ động đi tới vậy? Anh Thiên, anh tha cho chồng chưa cưới của tôi đi, có được không? Matsushiro Yumi tới trước mặt Hoàng Thiên, cô ta còn chớp mắt mấy cái với anh, bắt đầu thả thính Hoàng Thiên. Một chiêu này Hoàng Thiên có nằm mơ cũng không ngờ tới. Anh cảm thấy Matsushima Yumi cũng mặt dày quá rồi, cô ta còn muốn răng bẫy anh. Cho tôi một lý do, tại sao phải tha cho anh ta? Hoàng Thiên cười khẩy một tiếng, anh hỏi Matsushima Yumi. Anh đã đánh anh ấy thành bộ dạng này rồi, có lẽ cũng chút giận được phần nào, lẽ nào anh còn muốn đánh anh ấy tới chết sao? Matsushiro Yumi bày ra dáng vẻ rất hợp tình hợp lý, nói với Hoàng Thiên. Cô nói đúng đấy, tôi thật sự muốn đánh chết anh ta. Giọng nói Hoàng Thiên trở nên lạnh lẽo, nhìn Matsushiro Yumi nói. À, Matsushiro Yumi bị dọa đến nỗi kêu lên thành tiếng, bởi vì cô ta nhận ra, ánh mắt Hoàng Thiên tràn đầy sát khí, không giống như là đang lừa gạt cô ta. Hứ, cậu cũng phải có cái gan đó đã thì mới được. Matsushima Nobuo ở bên cạnh đột nhiên gừ một tiếng, ông ta bĩu môi, tiếp tục nói, cậu phải biết rằng Takeda Go là cậu chủ cả của tập đoàn Ronin. Cậu dám đánh chết cậu ấy chắc chắn sẽ bị người của tập đoàn Rainin báo thù thảm khốc nhất. Matsushima Nobuo không nói câu này thì không sao, ông ta vừa nói ra, coi như thẳng thừng tuyên án tử hình cho Takeda Go rồi. Từ trước tới giờ Hoàng Thiên chưa bao giờ chịu thiệt, hành vi ngu xuẩn nhất trên đời này chính là chọc giận Hoàng Thiên. Ha ha, thật sao? Tập đoàn Rainin rất lợi hại đúng không? Vậy tôi phải thử mới được. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó gọi điện thoại. Phú Thanh, cậu tới chưa? Tôi sắp tới rồi, cậu chủ cứ đứng nguyên chỗ cũ đợi tôi là được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Vũ Thanh. Hoàng Thiên không nói gì thêm nữa, tắt máy. Sau khi Tiêu Văn Hạ nghe lời Hoàng Thiên nói, anh ta thật sự rất ngạc nhiên. Anh ta cứ nghĩ Hoàng Thiên chỉ mang anh ta tới đây thôi, nhưng không ngờ Hoàng Thiên sớm đã gọi cả Vũ Thanh tới nốt rồi. Thật ra, khi Hoàng Thiên vừa xuất phát, anh đã báo cho Vũ Thanh biết, kêu anh ta cũng đi tới đây cùng. Hơn nữa, vào giây phút vừa bước xuống xe, Hoàng Thiên đã gửi định vị đến điện thoại Vũ Thanh. Với Hoàng Thiên mà nói, tối nay không chỉ đơn giản là cứu Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai ra như vậy. Anh còn phải tiễn Takeda Go lên đường, còn có cả người tên Matsushima Nobuo kia nữa, Hoàng Thiên cũng không định bỏ qua cho ông ta. Chuyện này vẫn giao cho Vũ Thanh xử lý là tốt nhất, dù sao Takeda Go cũng là người của tập đoàn Rainin. Tổ chức cao thủ nguy hiểm ở nước ngoài kia lại dám tới đây gây chuyện, vừa hay anh giao cho Vũ Thanh xử lý luôn. Matsushima Nobuo và Matsushima Yumi vừa nghe thấy cái tên Vũ Thanh, họ lại không có phản ứng gì lớn lắm. Thế nhưng Takeda Go lại không như vậy, vừa nghe thấy hai chữ Vũ Thanh, đầu anh ta đột nhiên to lên. Thân là cậu chủ lớn của tập đoàn sát thủ Rainin, anh ta sớm đã nghe tới danh tiếng của Vũ Thanh. Trước đây khi Vũ Thanh còn ở Nhật Bản, anh ta đã từng giao đấu với người của tập đoàn Rainin, khi đó tập đoàn sát thủ Rainin vẫn chưa hùng mạnh như bây giờ, Takeda Go suýt chút nữa đã chết trong tay Vũ Thanh. Hoàng Thiên, anh còn gọi người tới sao? Hừm, gọi người tới giúp cũng vô dụng thôi, tốt nhất là anh lập tức thả Takeda Go ra, không thì ai cũng không tới kịp nữa đâu. Matsushima Yumi giả vờ hung hăng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thấy lời này, anh cảm thấy thật sự tức cười. Cái gì mà gọi người tới cũng vô dụng thôi? Đợi Vũ Thanh đến rồi, hy vọng ông ta đừng đái ra quần là được. Matsushima Yumi, cô lại muốn bị ăn đánh nữa đúng không? Hoàng Thiên nhìn Matsushima Yumi, hỏi. Matsushima Yumi nghe thấy lời này, cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng biết nên nói gì thêm.
Cô ta cũng không dám nói linh tinh nữa, cô ta thật sự sợ Hoàng Thiên sẽ đấm cô ta vỡ mỏ. Anh Thiên, anh gọi Vũ Thanh tới làm gì? Takeda Gou nằm trên mặt đất lên tiếng, giọng nói của anh ta cũng đang run lên. Dù sao Vũ Thanh và Hoàng Thiên không giống nhau, vừa nãy Hoàng Thiên chỉ đấm anh ta một trận, nhưng nếu như là Vũ Thanh, chắc chắn anh ta sẽ chết ngay tại chỗ. Hoàng Thiên không quan tâm đến Takeda Gou, anh đứng im đợi Vũ Thanh tới. Mấy người dưới tay Takeda Gou cũng hoảng loạn cả lên. Bọn họ nghe thấy rất rõ, lát nữa Vũ Thanh sẽ tới đây, đối với bọn họ mà nói, Vũ Thanh chính là một đại ma vương. Mấy năm nay, các thế lực hắc ám trên thế giới, không có một ai là không biết tới cái tên Vũ Thanh. Mấy sát thủ này của tập đoàn sát thủ Rainin đương nhiên cũng sớm đã nghe danh của Vũ Thanh, vậy nên bọn họ đều chuẩn bị chuồn đi hết. Hoàng Thiên đang nhìn chằm chằm mấy tên sát thủ này, thấy bọn họ định chạy trốn, Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ, canh chừng bọn họ, không được để bất cứ người nào chạy thoát. Vâng, Tiêu Văn Hạ đáp một tiếng, sau đó anh ta đưa mấy người tới chỗ mấy tên sát thủ định bỏ đi kia. Mấy tên sát thủ nào muốn cam tâm bị bắt như vậy, bọn họ nói nhỏ mấy câu sau đó thì co giò chạy đi. Thế nhưng vào lúc này, một chiếc xe thương vụ được lái nhanh tới, cửa xe hạ xuống, người bên trong cũng xuất hiện, tiếp đó là tiếng súng vang lên. Bốp 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 bốp. Sau một tràng những tiếng súng, mấy tên thuộc hạ của Takeda Gou đều bị bắt chết hết. Mấy tên này thậm chí còn chưa chạy nổi hai, ba bước đã ngoẻo rồi. Khủng bố, Matsushima Nobuo và Matsushima Yumi nhìn thấy rất rõ ràng, tận mắt nhìn thấy người của mình bị bắt chết tại trận, bọn họ bị dọa đến nỗi nổi tóc gáy, không nói ra được bất cứ câu nào. Khi họ nhìn sang Hoàng Thiên, trong ánh mắt của Takeda Gou đã tràn ngập sự sợ hãi. Anh ta hối hận lắm luôn, đáng nhẽ ra không nên liều lĩnh đưa mấy người này tới tìm Hoàng Thiên gây phiền phức làm gì. Bây giờ thuộc hạ đều chết sạch rồi, anh ta cũng hết sức, không biết tiếp theo sẽ là tình cảnh như thế nào nữa đây. Người trong chiếc xe thương vụ là Vũ Thanh, cùng với đó là mấy người trong đội chiến đấu đặc biệt. Sau khi giải quyết mấy tên sát thủ, Vũ Thanh đưa người đi tới. Cậu chủ, Vũ Thanh chào hỏi Hoàng Thiên. Bây giờ thân phận của Hoàng Thiên sớm đã không còn là bí mật gì nữa rồi, vậy nên Vũ Thanh cũng không nhất thiết phải giấu giếm thêm nữa. Hoàng Thiên gật đầu. Lúc này anh nhìn sang Takeda Gou đang nằm trên mặt đất. Đưa Takeda Gou qua đây, Hoàng Thiên nói với Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ đáp một tiếng, sau đó anh lôi Takeda Gou như lôi chó tới trước mặt Hoàng Thiên. Bộp bộp, chưa đợi Hoàng Thiên nói gì, Takeda Gou không báo trước, anh ta cứ thế quỳ xuống. Anh ta thật sự rất sợ, bởi vì anh ta nhận VN ra, Vũ Thanh thật sự đưa người tới rồi. Hơn nữa Vũ Thanh còn nghe lời Hoàng Thiên như vậy. Bây giờ cái mạng nhỏ của anh ta đã hoàn toàn nằm trong tay Hoàng Thiên. Cứ thế mà quỳ xuống rồi, có phải anh sợ lắm hay không? Hoàng Thiên ngồi xổm xuống trước mặt Takeda Gou. Vâng thưa anh Thiên, bây giờ tôi rất sợ, xin anh đừng giết tôi. Takeda Gou hoàn toàn trở nên nhu nhược, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, anh ta thật sự rất sợ chết. Không giết anh, vậy giữ anh lại để đón Tết à? Giữ anh lại thì chẳng phải cho anh cơ hội nghĩ cách làm ra mấy chuyện khác hay sao? Trên mặt Hoàng Thiên mang theo sát khí hầm hập, lạnh lùng hỏi Takeda Gou. Takeda Gou bị dọa đến mặt mày tím tái, anh ta quỳ dưới đất, run rẩy không thôi. Từng từ từng chữ của Hoàng Thiên quả thật là đã vạch trần chính xác mọi thứ, nó khiến anh ta nổi hết cả da gà. Xong rồi, tối nay sợ rằng anh ta thật sự thảm lắm luôn rồi. Takeda Gou thầm nghĩ ở trong lòng, càng nghĩ anh ta lại càng sợ hãi, anh ta sắp quỳ không nổi nữa. Anh run cái gì chứ? Hoàng Thiên rất khó hiểu nhìn Takeda Gou, lạnh lùng hỏi anh ta. Tôi sợ, Takeda Gou run rẩy nói. Nhìn cái lá gan nhỏ này của anh này, chỉ có cỡ này, anh còn dám đến gây sự nữa không? Hoàng Thiên khinh thường nhìn chằm chằm Takeda Gou, giọng nói lạnh lẽo như băng. Takeda Gou lập tức đái ra quần, anh ta cảm thấy Hoàng Thiên thật sự là sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh Thiên, anh tha thứ cho tôi đi, tôi biết tôi sai rồi. Takeda Gou sợ hãi nói, thế nhưng lời này ngay cả anh ta còn không tin nữa là. Vì có thể được sống, mấy lời này chẳng là gì cả, chỉ cần được sống, anh ta sẽ nghĩ hết mọi cách để giết chết Hoàng Thiên, rửa hết mối nhục tối nay. Thế nhưng những lời nói thầm trong lòng này đều bị Hoàng Thiên nhìn thấu hết. Hoàng Thiên nhìn người rất chuẩn xác, anh biết loại rác rưởi như Takeda Gou sẽ hoàn toàn không biết hối cải. Loại người này luôn khinh thường người khác, bạn bỏ qua cho anh ta một lần. Anh ta sẽ quay lại cắn bạn một miếng. Từ trước tới giờ tôi đã chán ngấy với lời nói của người ở nước Nhật các anh rồi, anh đừng tốn công tốn sức nữa, yên tâm lên đường đi.
Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Không, anh Thiên, tôi còn chưa kết hôn nữa mà. Tôi vẫn còn người vợ xinh đẹp chưa cưới, tôi không muốn chết đâu. Takeda gâu gào khóc ôm lấy chân Hoàng Thiên, anh ta đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hoàng Thiên thật sự không biết nói gì, anh đạp mạnh Takeda gâu một cái. Không phải xương cốt của người nước Nhật các anh vẫn luôn rất cứng hay sao? Không phải các người đều không sợ chết hay sao? Sao bây giờ lại cầu xin người khác như đứa trẻ thế? Hoàng Thiên giận dữ hỏi Takeda gâu. Anh Thiên, anh tha mạng cho tôi đi. Kéo anh ta sang một bên, tiễn anh ta đến gặp Diêm Vương đi. Hoàng Thiên phất tay với Vũ Thanh, anh chẳng muốn nhìn dáng vẻ kinh hoàng, sợ hãi của Takeda gâu thêm nữa. À, đừng mà, anh Thiên, anh giữ tôi lại đi, chắc chắn xứng đáng mà, tôi có thể cung cấp thông tin quan trọng cho anh, bao gồm tất cả nội tình của tập đoàn sát thủ Ronin chúng tôi. Takeda gâu tuyệt vọng hét lên, vì để được sống, tên này cũng liều luôn, không tiếc bán luôn cả gia tộc mình. Điều này đã thu hút sự hứng thú của Hoàng Thiên, anh ra hiệu cho Vũ Thanh tạm thời đừng ra tay. Vũ Thanh cũng đang có ý này, nếu như Hoàng Thiên không ngăn anh ta thì anh ta cũng sẽ khuyên Hoàng Thiên vài ba câu. Dù sao tên Takeda Gou này cũng rất có giá trị. Vào lúc này Hoàng Thiên đã kìm nén cơn giận, anh suy nghĩ một hồi, biết bây giờ anh và tập đoàn sát thủ Ronin đã kết thù kết oán với nhau rồi, anh chắc chắn rằng sẽ có trận đấu đầy máu tanh với tập đoàn sát thủ nguy hiểm này. Giết Takeda Gou là chuyện rất đơn giản, nhưng bây giờ giữ anh ta lại cũng rất có tác dụng. Anh Thiên, anh tha cho Takeda Gou đi, tôi bảo đảm sau khi tôi và anh ấy quay về nước Nhật, chúng tôi nhất định sẽ không dám quay lại nữa. Tập đoàn sát thủ Ronin cũng không dám tìm anh gây rối thêm nữa. Matsushima Yumi đi tới, nói nghe hay hơn cả hát, muốn khuyên Hoàng Thiên bỏ qua cho bọn họ. Hoàng Thiên nhìn người phụ nữ nước Nhật này, cảm thấy thật sự là quá nực cười. Người phụ nữ này đang nghĩ cái gì vậy? Tới nước này rồi mà còn muốn quay về nước Nhật với Takeda Gou. Đây là đang kể chuyện cười xuyên quốc gia đấy à? Ha ha, cô bảo đảm, cô lấy cái gì để bảo đảm đây? Hoàng Thiên cười khẩy một tiếng. Anh hỏi lại Matsushima Yumi. Matsushima Yumi không biết nói gì, cô ta cũng biết chỉ dựa vào mấy lời nói suông này thì không thể nào khiến Hoàng Thiên tin tưởng được. Hơn nữa, liệu tập đoàn sát thủ Ronin có quay lại báo thù Hoàng Thiên hay không, cô ta cũng không thể quyết định được. Không những cô ta không quyết nổi, mà cho dù là chồng chưa cưới của cô ta, Takeda Gou cũng không thể hoàn toàn quyết định được công việc của tập đoàn sát thủ Ronin. Cậu chủ, xử lý ba người của nước Nhật này như thế nào ạ? Lúc này, Vũ Thanh hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghĩ một lúc, sau đó anh nói với Vũ Thanh, anh cứ đưa ba người họ quay về trước đi, còn về tập đoàn sát thủ Ronin, bọn họ sẽ không dám đi vào báo thù đâu, cứ để bọn họ có tới mà không có về đi. Tôi hiểu rồi, Vũ Thanh lớn tiếng đáp, sau đó anh ta dẫn theo mấy thuộc hạ áp giải ba người Takeda Gou, nhốt vào xe thương vụ. Còn về mấy cái xác kia, Vũ Thanh cũng lệnh cho người vứt lên xe thương vụ nốt, kéo hết bọn họ đi. Đây đều là trách nhiệm mà Vũ Thanh phải làm, với thân phận đặc biệt của anh ta, phàm là người làm ảnh hưởng lớn tới sự an toàn của cậu chủ, anh ta đều sẽ trừng phạt không tha. Thấy Vũ Thanh đã đưa người quay về, Hoàng Thiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, còn về việc liệu tập đoàn sát thủ Ronin có quay lại báo thù hay không, tạm thời Hoàng Thiên cũng lười quan tâm đến. Anh quay đầu lại nhìn Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai, Hoàng Thiên bất giác vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy gương mặt Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai đều tím tái xanh ngắt, họ thở không ra hơi, rõ ràng đã chịu phải đả kích rất lớn. Vừa nãy, mấy tên sát thủ của tập đoàn Ronin đã bị Vũ Thanh bắn chết hết. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai đều tận mắt chứng kiến, bọn họ nào đã nhìn thấy cảnh này bao giờ. Thế nên hồn phách đều bay lạc đến 9 tầng mây. Đối với Hoàng Thiên, bọn họ lại có thêm hiểu biết mới về anh. Trước đây họ luôn coi Hoàng Thiên là tên ở rể vô tích sự. Bây giờ nghĩ lại thật sự đúng là chuyện nực cười và ngu muội đến nhường nào. Hoàng Thiên này, chuyện này, như thế này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trương Lan Phượng bị dọa đến nỗi nói lắp, bà ta đi đến trước mặt Hoàng Thiên, bà ta lo lắng nếu mình chết thì sẽ bị mang ra kiện cáo. Thật ra bà ta nghĩ nhiều quá rồi, Vũ Thanh là người làm ra chuyện này, đây chính là trách nhiệm vốn có của Vũ Thanh, không bắn chết hết mấy tên sát thủ này lẽ nào giữ bọn họ lại để bọn họ cắn lại mình hay sao? Anh rể! Vừa nãy anh thật sự ngầu quá đi mất, anh vậy mà có thể khiến người của nước Nhật ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Lâm Huỳnh Mai vô cùng sùng bái đi tới, cô ta nói với Hoàng Thiên. Trương Định cũng hùa theo khen ngợi, ông ta không giận dữ gì với Hoàng Thiên, và cũng không dám nổi giận gì. Cháu rể này, tối nay đều là nhờ có cháu cả, nếu không thì chúng tôi đều chết trong tay người của nước Nhật hết rồi.
Trương Định hèn hạ cười với Hoàng Thiên. Trương Vĩ cũng đi tới nịnh bợ, có cái gì hay thì anh ta đều nói ra bằng được hết. Hoàng Thiên không có tâm trạng nói chuyện với bọn họ, lúc này, anh lệnh cho Tiêu Văn Hạ đưa mấy người Trương Lan Phượng lên xe, quay trở lại thành phố Bắc Ninh. Cũng đã muộn lắm rồi, sau khi quay về thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên đi thẳng về nhà. Lâm Ngọc An đã ngủ say, Hoàng Thiên không gọi cô dậy mà đi sang phòng khác ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Thiên vừa định gọi điện cho Vũ Thanh, hỏi anh ta tình hình bên đó thế nào, nhưng mà anh còn chưa gọi điện thoại thì điện thoại của Vũ Thanh đã gọi tới. Cậu chủ, tối qua tôi đã dành cả đêm để thẩm vấn Takeda Go rồi. Giọng Vũ Thanh vô cùng kích động, anh ta nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rất hiểu Vũ Thanh, anh biết Vũ Thanh là người làm việc vô cùng nhanh gọn lại ổn định, anh ta rất ít khi kích động tới mức này. Anh ta có thể kích động như vậy, đồng nghĩa với việc chắc chắn có phát hiện to lớn nào đó. Tên khốn đó khai ra cái gì rồi? Hoàng Thiên hỏi. Anh ta nói một vài chuyện liên quan đến tập đoàn sát thủ Ronin, nhưng những thứ này đều không quan trọng, trước đây tôi đã biết hết rồi. Thế nhưng Takeda Go có nói tới một chuyện rất quan trọng, cậu chủ, cậu không thể ngờ được đâu. Vũ Thanh rất nghiêm túc nói. Chuyện gì mà quan trọng như vậy? Hoàng Thiên cũng hứng thú hẳn lên, anh hỏi Vũ Thanh. Mặt Vũ Thanh vô cùng nghiêm túc, anh ta nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, anh đã từng nghe đến người tên Bạch Anh Dũng chưa? Hoàng Thiên vừa nghe vậy thì sững người, anh nào đã nghe thấy cái gì mà Bạch Anh Dũng bao giờ chứ? Chưa nghe qua bao giờ, người này là ai? Hoàng Thiên hỏi Vũ Thanh. Bên ngoài thì ông ta là một thương nhân, nhưng trên thực tế, ông ta có cấu kết với người của nước Nhật. 2 năm trước tôi cũng đã từng điều tra người này, nhưng từ đầu đến cuối không có được chứng cứ xác thực, về sau cũng không giải quyết được gì nữa. Vũ Thanh châm điếu thuốc, rồi đưa cho Hoàng Thiên một điếu. Hoàng Thiên cũng hút một điếu, anh nhìn Vũ Thanh, nói, người này có quan hệ gì với tên Takeda Go kia? Cậu chủ, Takeda Go đã khai ra hết rồi, anh ta có quan hệ rất tốt với Bạch Anh Dũng, nếu như anh ta không đối phó được với anh, vậy sau đó Bạch Anh Dũng sẽ ra tay với anh. Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên. Nghe thấy Vũ Thanh nói vậy, khuôn mặt Hoàng Thiên lộ ra nụ cười khẩy. Một đám rác rưởi, đúng thật là không đánh thì không biến mất được. Bây giờ anh đã bắt Takeda Go lại, sợ rằng chuyện này còn chưa thật sự xong hết thì đã xuất hiện thêm một Bạch Anh Dũng nữa, Hoàng Thiên cũng sắp điên rồi. Takeda Go có nói Bạch Anh Dũng ở đâu không? Sau khi nghĩ một hồi, Hoàng Thiên hỏi Vũ Thanh. Trên mặt Vũ Thanh lộ ra sự giận dữ, anh ta nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, tối qua tôi đã thức cả đêm để hỏi anh hỏi ta, thế nhưng Takeda Go lại nói không biết Bạch Anh Dũng ở đâu, cuối cùng sau khi bị tôi đánh cho thoi thóp, anh ta vẫn không nói. Có thể là anh ta thật sự không biết Bạch Anh Dũng ở đâu chăng? Hoàng Thiên hỏi. Có lẽ là vậy, thật ra Takeda Go là tên nhát gan, nếu như biết thì sợ rằng anh ta đã khai ra từ sớm rồi. Vũ Thanh gật đầu. Vậy tạm thời cứ thế đã, anh cũng để ý đến tên Bạch Anh Dũng này một chút, tôi nghĩ tên này sẽ xuất hiện thôi. Hoàng Thiên nói xong thì đứng dậy rời khỏi nơi này. Anh nghĩ tới có lẽ bây giờ vợ Lâm Ngọc An còn chưa dậy, Hoàng Thiên nhanh chóng lái xe về nhà, anh muốn nói cho vợ biết. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai đã không sao nữa rồi. Khi rời nhà là đi từ lúc sáng sớm, Lâm Ngọc An vẫn còn đang ngủ, Hoàng Thiên cũng không nỡ gọi cô dậy. Có lẽ tối qua Lâm Huỳnh Mai lo lắng quá nên đã ngủ rất muộn. Sau khi lái xe về Sơn Trang Cẩm Viên, Hoàng Thiên đi vào căn biệt thự đơn của mình. Thế nhưng khi vừa đi đến cửa, Hoàng Thiên liền cảm thấy có cái gì đó nguy hiểm. Chỉ thấy cửa nhà khép hờ chứ không đóng hẳn lại đàng hoàng. Chuyện gì vậy? Khi đi ra ngoài anh đã đóng cẩn thận lại rồi mà, lẽ nào Lâm Huỳnh Mai ra ngoài quên khóa cửa? Trong lòng Hoàng Thiên hoài nghi, anh đi vào trong nhà. Thế nhưng vừa đi lên tầng 2, anh liền nghe thấy một trong truyền tới một màn hỗn loạn, có tiếng phụ nữ kêu gào. Dưới tình hình cấp bách, Hoàng Thiên đạp toang cửa ra, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, Hoàng Thiên chợt đỏ ửng hết mắt. Chỉ thấy Lâm Ngọc An đang nằm trên mặt đất, tóc tai bù xù, gương mặt toàn vẻ hốt hoảng. Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai cũng ở đây, hai người bọn họ bị hai người mặc áo đen trói vào một góc, dọa bọn họ tới nỗi kêu gào thảm thiết. Một lúc sau, một tên áo đen vung dao chém Trương Lan Phượng một nhát, khiến Trương Lan Phượng sợ nhảy sang một bên, cúi đầu tránh xa, nhưng bả vai vẫn bị chém một nhát, máu tươi cứ thế tràn ra. Dừng tay, Hoàng Thiên hét lên một tiếng, xông tới như bay. Muốn chết hả, mẹ nó nữa, mày là thằng họ Hoàng chứ gì? Một người áo đen có nốt ruồi trên mặt hung hăng liếc mắt nhìn, hỏi anh. Hoàng Thiên nào có tâm trạng nói chuyện với tên rác rưởi này. Cũng không biết mấy tên áo đen này sao lại lẻn vào đây được nữa. Lúc này,
Hoàng Thiên không nói nhiều, anh trực tiếp ra tay với hai tên áo đen cầm dao này. Mặc dù là tay không bắt giặc nhưng thực lực của Hoàng Thiên ở tầm nào cơ chứ, hai người mặc áo đen cũng không lơ là, rất nhanh sau đó chúng đã rơi vào thế lép vế. Lui, tên áo đen có nốt ruồi gọi đồng bọn tới hai người đồng thời nhảy vào từ ngoài cửa sổ. Xô mặc dù là tầng 2 nhưng hai tên này lại rất có năng lực, nhảy xuống đó mà không có chút tổn thương nào. Hoàng Thiên rất muốn ra ngoài đuổi theo nhưng sợ lại có người lẻn vào lần nữa, vậy nên sau khi bình tĩnh lại, anh không đuổi theo nữa. Ai da, mẹ ơi đau chết tôi mất, Trương Lan Phượng giống như bị chọc tiết lợn, ôm bả vai đầy máu, giống như sắp sợ tới ngất luôn. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Lâm Huỳnh Mai cũng sợ hãi, cô ta bổ nhào tới xem vết thương của Trương Lan Phượng. Lâm Ngọc An cũng đứng dậy, cô phi như bay đến trước mặt Trương Lan Phượng, xem vết thương của Trương Lan Phượng như thế nào. Ngọc An, sao hai người này lại lẻn vào đây được? Hoàng Thiên bèn hỏi Lâm Ngọc An, đầu anh giờ là cả một mảng sương mù dày đặc. Bọn họ phá khóa đi vào đấy, đừng nói những cái này nữa, Hoàng Thiên, mau chóng đưa mẹ đến bệnh viện đi. Lâm Ngọc An lo lắng nói. Được, Hoàng Thiên đáp một tiếng, sau đó anh và Lâm Ngọc An dìu Trương Lan Phượng ra ngoài. Sau khi ra ngoài liền lên xe, Hoàng Thiên lái xe, phi thẳng đến bệnh viện. Trên đường, tâm trạng Hoàng Thiên rất buồn bực. Mặc dù còn chưa biết hai người mặc áo đen đến từ đâu, nhưng bọn chúng lại có thể lẻn vào trong nhà, chuyện này đã đủ khiến Hoàng Thiên lo lắng đến phát hoảng rồi. Anh vốn nghĩ nhà mình là nơi tường bao bọc sắt, an toàn nhất, nhưng không ngờ lại có thể bị sát thủ đột nhập vào. Tiếu Châu đưa 4 đội viên đặc chiến tới, luôn canh gác bảo vệ bên cạnh Lâm Ngọc An, sao bị mấy tên sát thủ nhìn thấy sơ hở vậy? Hoàng Thiên vừa lái xe, trong đầu vừa nghĩ tới mấy nghi vấn này, anh không nhịn nổi mà lấy điện thoại ra, gọi cho Tiếu Châu. Điện thoại của Tiếu Châu vẫn mở nguồn nhưng gọi mấy lần đều không có người nghe. Hoàng Thiên biết, nhất định đã xảy ra chuyện rồi, từ trước đến giờ chưa từng có trường hợp như vậy. Hoàng Thiên, rốt cuộc bọn họ là ai? Em thật sự sợ lắm. Lâm Ngọc An nhìn Trương Lan Phượng ở bên cạnh, bà ấy vẫn đang trong cơn sợ hãi. Tạm thời anh vẫn còn chưa rõ, Ngọc An, em đừng sợ, anh sẽ làm rõ mọi chuyện, Hoàng Thiên an ủi Lâm Ngọc An. Thế nhưng trong lòng anh cũng rất hoảng sợ, cũng may mình về kịp lúc. Nếu như muộn thêm chút nữa, vợ và dì đều mất mạng rồi. Có thể không sợ sao? Còn chưa biết sốt của cậu đã đắc tội với ai, hại bà đây chịu một nhát dao như vậy này. Trương Lan Phượng đau tới nghiến răng nghiến lợi quát mắng. Mẹ, sao mẹ và Huỳnh Mai lại tới nhà con? Hoàng Thiên hơi nghi ngờ, anh hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng trừng mắt một cái, sao nào, tôi không thể tới nhà anh được à? Hoàng Thiên không biết nói sao, nhưng anh nhìn thấy Trương Lan Phượng chịu một dao cũng rất thảm. Hoàng Thiên cũng lười tranh cãi với bà ta. Lâm Ngọc An sợ Hoàng Thiên và mẹ sẽ cãi nhau, cô định cướp lời. Nhưng lúc này Lý Huỳnh Mai lại lên tiếng, anh rể, rốt cuộc là hai người mặc áo đen này có lai lịch như thế nào, anh nhất định phải tra cho rõ đấy, chuyện này dọa người quá rồi mà. Anh nhất định sẽ tra rõ, Hoàng Thiên trầm giọng nói. Cha cha cha, anh chỉ biết rước thêm rắc rối thôi. Ai yêu, đau chết tôi rồi, Trương Lan Phượng vừa kích động đã chạm đến miệng vết thương. Đau đến nỗi bà ta kêu oai oái. Rất nhanh sau đó, Hoàng Thiên đã đưa Trương Lan Phượng đến bệnh viện. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn lắm, chỉ là miệng vết thương khá to, nhưng không bị thương đến xương cốt. Sau khi sắp xếp cho Trương Lan Phượng ổn thỏa, Hoàng Thiên gọi điện cho Vũ Thanh, kêu anh ta đưa mấy người tới bảo vệ Lâm Ngọc An. Không lâu sau, Vũ Thanh đã tới. Cậu Thiên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Thanh cũng hơi ngơ ngơ, anh ta vừa mới gặp mặt Hoàng Thiên xong. Sao mới có một lúc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy? Tạm thời đừng hỏi tới, anh ở đây bảo vệ vợ tôi cho tốt, tôi đi tìm Thiếu Châu. Hoàng Thiên nói xong, anh lái xe rời khỏi Sơn Trang Cầm Viên. Trên đường trở về, trong lòng Hoàng Thiên vẫn đang rất lo lắng. Dù sao thì tới lúc này điện thoại của Thiếu Châu vẫn không gọi được. Hơn nữa tối qua còn có mấy người mặc áo đen tới nhà, Thiếu Châu không có phản ứng khác thường, chuyện này có hơi kỳ lạ. Với thực lực của đám người Tiếu Châu thì không thể không phát hiện ra những người mặc áo đen kia chứ. Hoàng Thiên càng nghĩ càng đau đầu, tăng tốc độ xe chạy nhanh nhất, trở về Sơn Trang Cầm Viên. Đám người Tiếu Châu ở tòa biệt thự đối diện, Hoàng Thiên đi thẳng tới chỗ đó. Căn biệt thự này rất kín đáo, là Hoàng Thiên đưa cho bọn họ sống nên Hoàng Thiên vẫn có chìa khóa cửa. Lấy chìa khóa mở cửa, Hoàng Thiên đi vào. Vừa đi vào, Hoàng Thiên đã thấy ngay đám người Tiếu Châu. Nhưng đám người Thiếu Châu kia lại nằm ngang nằm dọc ngủ, đám người như chết hết vậy. Không hay rồi, trong lòng Hoàng Thiên giật mình,
vội vàng cúi người xuống kiểm tra hơi thở bọn họ. May mắn, bọn họ không sao cả, chỉ là bị hôn mê. Lãng phí cả nửa ngày, Hoàng Thiên lập tức gọi Tiểu Chu tỉnh dậy. Tiểu Châu, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao tất cả mọi người đều hôn mê? Hoàng Thiên thấy Tiểu Châu mở mắt, vội vàng hỏi anh ta. Tiểu Châu mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, khi anh ta thấy rõ ràng người trước mặt là Hoàng Thiên thì mới tỉnh táo hẳn. Cậu Thiên, chuyện này. Tiểu Châu mặt chẳng hiểu gì, anh ta quay sang nhìn những người bạn xung quanh, liền ngẩn ngơ. Các anh không uống rượu, làm sao lại bị ngất? Hoàng Thiên hỏi Tiểu Châu. Tiểu Châu cố gắng nhớ lại, trong phút chốc anh cắn răng nghiến lợi. Anh Thiên, tôi biết chuyện gì xảy ra, chúng tôi bị người khác tính kế. Tiểu Châu tức giận nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên hỏi Tiểu Châu. Trên mặt Tiểu Châu biểu lộ vẻ xấu hổ. Anh ta nói, nếu tôi đoán không nhầm thì là bạn gái tôi, Phương Anh gây ra, cô ta chúc chúng tôi uống đến ngất đi. Sao? Hoàng Thiên nghe vậy thì mở rộng tầm mắt, ngơ ngác đứng đó. Đối với chuyện sinh hoạt riêng của Tiểu Châu, từ trước tới giờ Hoàng Thiên không có quan tâm tới. Cho nên cũng không biết Tiểu Châu có bạn gái tên là Phương Anh. Tiểu Châu không nói gì nữa, gọi bốn đồng đội của mình tỉnh dậy. Cả bốn người khi thấy Hoàng Thiên thì cũng ngơ ngác, vội vàng chào hỏi với Hoàng Thiên. Cậu Thiên, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chúng tôi không uống rượu, làm sao lại như say kinh khủng vậy? Một đồng đội nghi ngờ hỏi Tiểu Châu. Đừng nói gì nữa, là tôi làm ảnh hưởng tới mọi người. Tiểu Châu cắn răng nói, sau đó lấy điện thoại, gọi cho bạn gái anh ta Phương Anh. Nhưng, điện thoại không được tiếp, đối phương đã tắt máy. Bộp! Tiểu Châu tức giận ném điện thoại xuống đất, trong mắt anh ta đầy lửa giận. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Thiên hỏi bốn người kia. Cậu Thiên, hôm nay bạn gái anh Châu tới sớm, cô ta đưa bữa sáng cho chúng tôi. Chắc là bên trong thức ăn có vấn đề. Một thành viên nhỏ giọng nói. Không cần phải nói nhỏ tới vậy, tôi biết là cô ta làm. Tiểu Châu tức giận nói, anh ta càng cảm thấy Phương Anh đang giở trò, hơn nữa bây giờ điện thoại của Phương Anh còn đang tắt máy không gọi được, có lẽ là đang cố ý né tránh anh ta. Ý anh là, bạn gái cậu ra tay trong thức ăn kia. Cố ý để các cậu hôn mê. Hoàng Thiên hỏi nhỏ Tiểu Châu. Tiểu Châu gật đầu, sau đó anh ta bỗng gấp gáp, cậu Thiên. Vợ anh không sao chứ? Vừa nghĩ tới Lâm Ngọc An, Tiểu Châu sợ tới nhảy cẫng lên, anh ta nghi ngờ có lẽ là chuyện bọn họ bị hôn mê này có liên quan tới Lâm Ngọc An. Nếu như có người muốn mượn cơ hội này ra tay hạ độc Lâm Ngọc An, vậy thì không xong rồi. Không sao cả, bị hai người mặc áo đen xông vào nhà, may mắn là tôi về nhà kịp thời. Hoàng Thiên gật đầu, nói với Tiểu Châu. Chết tiệt, Tiểu Châu tức giận đấm xuống mặt bàn. Hoàng Thiên im lặng không nói gì. Đám người Tiểu Châu không xảy ra chuyện gì. Chuyện này đã rất là may mắn. Hơn nữa trong lòng anh đang có hơi nghi ngờ, anh cảm thấy bạn gái Tiểu Châu là Phương Anh có quan hệ với hai người mặc áo đen kia. Nếu đoán không lầm thì Phương Anh là đồng bọn với hai người mặc áo đen, sau khi làm đám người Tiểu Câu hôn mê thì hai người áo đen sẽ nhân cơ hội ra tay với Lâm Ngọc An. Nghĩ tới những chuyện này, Hoàng Thiên không cách nào bình tĩnh được. Bạn gái cậu có thể đi nơi nào? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi hỏi Tiểu Châu. Coi như Hoàng Thiên không hỏi đến thì Tiểu Châu vẫn phải đi tìm Phương Anh hỏi cô ta tại sao lại làm vậy. Anh ta phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, tại sao Phương Anh lại làm vậy. Tôi và Phương Anh quen biết nhau chưa được bao lâu, nhà cô ta không ở thành phố này, cô ta thuê một nhà ở thành phố, một thân một mình sinh sống. Tiểu Châu nói với Hoàng Thiên. Đi thôi, đi tìm bạn gái cậu, xem cô ta có ở nhà hay không. Hoàng Thiên nói với Tiểu Châu. Vâng, Tiểu Châu đồng ý. Anh ta bảo bốn thành viên ở lại chỗ này nghỉ ngơi, còn mình thì đi cùng với Hoàng Thiên. Hai người đi cửa sau, lái xe đi tới chỗ Phương Anh thuê nhà. Rất nhanh sau đó, nhờ Tiểu Châu chỉ đường, Hoàng Thiên lái xe đến một khu nhà cũ nát. Nơi này không có bảo mật đoàn hoàng, xe cộ bên ngoài tự tiện ra vào, cho nên Hoàng Thiên lái xe đi thẳng vào. Lúc xuống tầng, vẻ mặt Tiểu Châu rất khó chịu, anh ta cảm giác như mình bị bạn gái phản bội vậy. Mặc dù quen biết Phương Anh không lâu, nhưng tình cảm hai người rất vững vàng. Tiểu Châu không nghĩ ra được tại sao Phương Anh lại làm vậy. Được rồi Tiểu Châu, có lẽ là chúng ta đã hiểu nhầm Phương Anh, có lẽ là chuyện này không liên quan đến cô ta. Hoàng Thiên thấy Tiểu Châu buồn bã nên an ủi một câu. Cậu Thiên, cậu đừng nói an ủi tôi ở nhà đối diện cậu lâu như thế, cho tới bây giờ không thể ngờ được chuyện này. Hơn nữa đồ ăn Phương Anh nấu, sao tất cả mọi người đều vô duyên vô cớ hôn mê, sao có thể trùng hợp vậy? Tiểu Châu nói,
Thật ra trong lòng Hoàng Thiên đã rất rõ ràng, đã hoàn toàn xác định là Phương Anh giở trò. Anh chỉ lo cho Tiếu Châu đau lòng khổ sở thôi. Đi thôi, đi lên xem một chút, xem bạn gái cậu có nhà hay không. Hoàng Thiên vỗ vai Tiểu Châu, bảo anh ta cùng lên tầng. Phương Anh thuê nhà ở tầng 3, Tiếu Châu cũng có chìa khóa của chỗ này, vì vậy anh ta không gõ cửa mà dùng chìa khóa mở cửa luôn. Cửa nhẹ nhàng hé mở, Tiếu Châu quay đầu nhìn Hoàng Thiên một cái. Hoàng Thiên nháy mắt với Tiếu Châu, tỏ ý bảo anh ta cứ đi vào. Tiếu Châu và Hoàng Thiên nhón gót lặng lẽ đi vào phòng. Đây là một căn phòng ở nhỏ có một phòng khách một phòng ngủ đơn giản, Hoàng Thiên và Tiếu Châu vừa đi vào thì nghe được tiếng ai đó đang nói trong phòng ngủ. Ha ha ha, Phương Anh làm rất tốt, Hoàng Thiên và mấy tên đàn em kia, cô đều nghe theo lời tôi nói giải quyết hết sao? Một người đàn ông giọng ồm ồm, cười nói. Ha ha, dĩ nhiên là giải quyết hết rồi, nếu không anh còn cơ hội mà ra tay với vợ Hoàng Thiên sao? Giọng nói của một người phụ nữ, cười rất phóng đãng. Tôi nói giải quyết, có nghĩa là giết chết bọn chúng. Ý tôi bảo cô mở khí ga ra, cô làm thế nào? Người đàn ông truy hỏi. Cái tát này khiến Bạch Kiệt ngã thẳng ra đất. Bạch Kiệt ôm mặt đứng dậy, tức tới mức ngứa cả răng. Nhưng cậu ta không dám nói lời khó nghe với Hoàng Thiên, dù sao đang ở chỗ hoang vu vắng người, nếu giết gã ta ở chỗ thế này cũng chẳng có ai biết. Anh ơi anh muốn có 316 tỷ, tôi thật sự không thể bỏ ra được, hay là anh lấy ít hơn chút, tôi có thể đưa cho anh. Bạch Kiệt nghĩ Hoàng Thiên bắt cậu ta để đòi tiền, vì vậy nhăn mặt thương lượng với Hoàng Thiên. Đối với cậu ta, chỉ cần bảo vệ được cái mạng chó này thì có tiền hay không cũng không sao cả. Cho dù đối phương có lấy được tiền thì nhà cậu ta sẽ dùng thế lực của bố cậu ta, tiền vẫn có thể lấy lại được. Cho nên trước mắt giữ mạng là quan trọng nhất. Nào ngờ, Hoàng Thiên chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu vẫn nghĩ dùng tiền là có thể mua được cái mạng chó của mình đúng không? Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh lùng hỏi Bạch Kiệt. Anh, không phải anh bắt tôi là vì tiền sao? Tôi có thể cho anh tiền, xin anh đừng làm hại tôi. Bạch Kiệt nhìn Hoàng Thiên đầy sợ hãi, bây giờ cậu ta đã biết điều rồi, bởi vì cậu ta phát hiện, hình như đối phương thật sự không cần tiền. Không phải vì tiền nên mới đáng sợ. Tiền trong nhà tôi rất nhiều. Tôi tìm cậu không phải vì tiền. Hoàng Thiên nói xong rút dao găm ra, quơ quơ ở trước mặt Bạch Kiệt. Bạch Kiệt sợ tới mức tè ra quần rồi. Tên nhóc này thở phì phò một hồi thì quỳ gối dưới chân Hoàng Thiên. Anh ơi anh, có chuyện gì thì cứ nói tử tế, anh tuyệt đối đừng giết tôi. Bạch Kiệt ôm đùi Hoàng Thiên kêu khóc nói. Trông thấy tên này vô dụng như vậy, Hoàng Thiên thật sự vô cùng cạn lời. Bịch, đầu gối Hoàng Thiên thúc mạnh vào ngực Bạch Kiệt, đánh cho tên này ngã lật trên đất. Ây da, ôi mẹ ơi! Bạch Kiệt đau tới mức kêu đau liên tục, ôm ngực vô cùng đau đớn. Nếu mà cậu muốn sống thì ngoan ngoãn phối hợp với tôi, biết chưa? Hoàng Thiên ngồi xổm xuống, dao găm đặt trên cổ Bạch Kiệt. Bạch Kiệt cảm nhận được sự lành lạnh của dao găm, giống như lúc nào cũng có thể lấy mạng cậu ta đâu còn can đảm đối nghịch với Hoàng Thiên. Anh yên tâm đi, anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó, chỉ cần anh đừng giết tôi là được rồi. Giọng Bạch Kiệt run rẩy, cầu khẩn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trông thấy dáng vẻ sợ chết này của Bạch Kiệt thì vô cùng chán nản. Không biết Bạch Anh Dũng kia là người thế nào, dù sao thì con trai của ông ta đúng là chẳng có phẩm chất. Gọi điện thoại cho cha cậu, bảo ông ta tới cứu cậu, Hoàng Thiên đột nhiên nói với Bạch Kiệt. Bạch Kiệt vừa nghe vậy trong lòng lập tức lo lắng. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra, đối phương tới bắt cậu ta, không phải vì tiền cũng không phải vì có thù với cậu ta, mục tiêu thật sự là cha của cậu ta. Nhưng mà Hoàng Thiên không bắt cậu ta gọi điện thoại, cậu ta cũng sớm muốn gọi cuộc điện thoại này rồi. Chỉ mong chờ cha cậu ta có thể tới cứu cậu ta. Vâng, giờ tôi sẽ gọi cho cha tôi ngay, Bạch Kiệt run rẩy móc điện thoại di động của cậu ta ra. Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng truyền tới giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Alo, con trai, cha mau tới cứu con đi. Cha ở đâu? Bạch Kiệt gào khóc, dáng vẻ vô dụng này khiến người ta vô cùng buồn cười. Hoàng Thiên im lặng quan sát cảnh này, Tiếu Châu và bốn thành viên trong đội cũng không nói gì. Vô cùng khinh bỉ tên Bạch Kiệt này. Tên nhóc này lúc ở quán bar thì to còi phách lối với phụ nữ lắm, không ngờ lại là loại nhu nhược như thế. Cái gì, con làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Anh Dũng kinh sợ, vội vàng hỏi. Cha, con bị người ta bắt, đối phương muốn cha tới cứu con, nếu không sợ là con cũng phải chết mất, Bạch Kiệt gào khóc nói. Con đưa điện thoại cho bọn nó. Bạch Anh Dũng đúng là không hồ đồ, tinh thần ổn định vẫn khá là hung hăng ngang ngược. Bạch Kiệt căng thẳng nhìn Hoàng Thiên một chút, anh ơi, cha tôi muốn nói chuyện với anh,
Hoàng Thiên hừ một tiếng, nhận lấy điện thoại di động của Bạch Kiệt, alo. Cậu nhóc, tôi không quan tâm cậu có lịch gì, nhưng tốt nhất là cậu thả con trai của tôi ra ngay. Nếu như thiếu gì về tiền nong, cứ nói với tôi một tiếng, tôi có thể giúp cậu một chút, Bạch Anh Dũng vô cùng hung hăng, lạnh giọng nói. Thấy Bạch Anh Dũng ngang ngược vậy, Hoàng Thiên cũng hơi nổi nóng. Tên bại hoại này thế mà lại đưa tay sai làm việc giúp cho Takeda Go, chạy tới thành phố Bắc Ninh làm loạn. Nếu như hôm đó không phải vừa khéo anh về tới nhà, sợ là vợ đã sớm rơi vào tay tên bại hoại Bạch Anh Dũng này. Nghĩ tới đây, trong lòng Hoàng Thiên vẫn rất nóng giận. Bạch Anh Dũng, chút tiền của ông đừng có khoe khoang nữa. Tôi nói rõ cho ông biết, tôi là Hoàng Thiên cũng không tỏ vẻ thần bí, lật bài với Bạch Anh Dũng luôn. Bạch Anh Dũng ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, chẳng hề nói một câu nào. Đối với ông ta, cái tên Hoàng Thiên này quá quen thuộc. Lần này, ông ta đang giúp tập đoàn Ronin, giúp đỡ Takeda Go đối phó Hoàng Thiên. Chỉ mới đây thôi, ông ta suýt chút nữa bị Hoàng Thiên bắt được, nếu không nhảy cửa sổ chạy vội, sợ là đã rơi vào tay Hoàng Thiên rồi. Hoàng Thiên, hóa ra là cậu, sau khi Bạch Anh Dũng ổn định tinh thần, hung hãn nói. Không sai, Bạch Anh Dũng, muốn con trai của ông chết thì ông cứ trốn đừng ra. Muốn mạng sống của con trai ông thì cút ra đây cho tôi, Hoàng Thiên lạnh lùng lên tiếng. Bạch Anh Dũng trầm giọng nói, Hoàng Thiên, cậu thật không nói lý. Chuyện giữa chúng ta, cậu làm khó người nhà của tôi làm gì, cậu còn là một người đàn ông không? Nghe Bạch Anh Dũng nói vậy, Hoàng Thiên thật sự thấy quá buồn cười. Bạch Anh Dũng này nhiều lần ra tay với Lâm Ngọc An, còn có mặt mũi nói câu này. Ông ra tay với vợ tôi, thì đàn ông lắm à? Chúng ta đều như nhau thôi ha ha. Hoàng Thiên cười khẩy nói. Bạch Anh Dũng bị nói tới nghẹn họng, đúng thật có chuyện như vậy, anh ta cũng chẳng có gì để biện giải. Được rồi, chúng ta hẹn một nơi để gặp mặt, nhưng tốt nhất cậu đừng động vào con trai tôi, không thì tôi sẽ để cậu hối hận cả đời, Bạch Anh Dũng giữ dằn uy hiếp Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe vậy, không khỏi nổi giận trong lòng. Vốn dĩ đã căm ghét tên Bạch Anh Dũng này, Hoàng Thiên sao có thể nghe ông ta uy hiếp. Hoàng Thiên đạp mạnh một cước vào xương sườn của Bạch Kiệt. Một tiếng răng rắc, xương sườn của Bạch Kiệt gãy hai cái, đau tới chết đi sống lại gào ầm lên. Cậu làm gì con trai tôi rồi? Bạch Anh Dũng kinh hoàng tới mức nói lắp. Con trai của ông không chết, chỉ gãy vài cái xương sườn thôi. Bạch Anh Dũng, sau này ăn nói với tôi cho cẩn thận, Hoàng Thiên tôi là người ông có thể uy hiếp à? Hoàng Thiên răn dạy Bạch Anh Dũng. Bạch Anh Dũng tức tới mức sắp điên lên nhưng lại chẳng thể làm gì Hoàng Thiên. Được rồi Hoàng Thiên. Bây giờ cậu nói đi chúng ta gặp ở đâu? Bạch Anh Dũng hung dữ nói. Bây giờ tôi ở huyện Hà Khẩu, ông mau cút tới đây, chậm trễ thì con trai ông sẽ mất mạng đấy, Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói. Huyện Hà Khẩu, Bạch Anh Dũng vừa nghe vậy, trong lòng có hơi hưng phấn nhưng đồng thời cũng thầm mắng Hoàng Thiên quá ngông nghênh. Huyện Hà Khẩu là quê của ông ta, Hoàng Thiên muốn gặp ông ta ở đây, chẳng phải muốn chết. Được thôi Hoàng Thiên, chúng ta gặp mặt cụ thể ở đâu? Bạch Anh Dũng hỏi. Ông đợi điện thoại của tôi. Hoàng Thiên nói xong ngay lập tức tắt máy của Bạch Anh Dũng. Ném điện thoại di động cho Bạch Kiệt, Hoàng Thiên lạnh lùng nói, thằng nhóc, còn đi được không? Bạch Kiệt thầm mắng trong bụng. Xương sườn đã gãy mất hai cái rồi, đi đường thế mẹ nào được? Mẹ kiếp, anh đạp gãy cả xương sườn của tôi rồi, tôi còn đi kiểu gì được? Bạch Kiệt tức tối mắng. Bạch Kiệt trong phút tức giận nhất thời lại không để tâm, sự hung hăng thường có hàng ngày lại phô bày ra. Thế mà lại dám hùng hổ với Hoàng Thiên. Đột, Hoàng Thiên không hề nhường Bạch Kiệt tí nào, tát ngay một cái lên gương mặt của tên khốn này. Bạch Kiệt bị đánh tới mức gào lên một tiếng. Miệng bị đánh lệch đi rồi. Nói chuyện với tôi thì văn minh chút, biết chưa? Hoàng Thiên vỗ mặt Bạch Kiệt, hỏi cậu ta. Bạch Kiệt lần này đã hiểu rõ Hoàng Thiên rồi, gật đầu thật mạnh không dám phách lối nữa. Cậu Thiên, chúng ta tới đâu chờ Bạch Anh Dũng? Lúc này là Tiểu Châu nói chuyện, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghĩ một lát, bây giờ bên cạnh chỉ đưa theo đám 5 người Tiểu Chu, nhưng mà lúc Bạch Anh Dũng kia tới mang theo thực lực thế nào thì còn chưa rõ lắm. Vì vậy cũng không thể sơ suất quá, Hoàng Thiên quyết định cứ tìm chỗ có thể nấp, lỡ đâu có sơ suất gì cũng có một đường lui đẹp. Bạch Kiệt, gần đây có núi rừng gì không? Hoàng Thiên hỏi Bạch Kiệt. Bạch Kiệt đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Vừa nghe Hoàng Thiên hỏi cậu ta vội vã nói anh, huyện Hà Khẩu không khác gì mấy huyện khác. Chỉ có rừng sâu núi thẳm là nhiều. Cách chỗ này không xa có mấy ngọn núi lớn, rừng cây cũng không thiếu, nói xong, Bạch Kiệt chỉ hướng Tây Bắc. Lên xe, Hoàng Thiên ra lệnh cho Bạch Kiệt. Bạch Kiệt làm gì còn đi nổi.
xương sườn bị gãy đau tới mức cậu ta túa mồ hôi lạnh, nếu như phải đi thì cậu ta chắc đau tới mức ngất đi mất. Nhưng mà không đi cũng không được, xe cách chỗ cậu ta mười mấy mét. Nếu không lên xe Hoàng Thiên chắc chắn lại đánh cậu ta. Tên nhóc này cũng chịu khổ, nhẫn nhịn cơn đau, đi lên xe thương vụ. Hoàng Thiên lên xe của anh, sau đó nói với Tiếu Châu, để Bạch Kiệt dẫn đường. Chúng ta tìm một chỗ hoàn cảnh phức tạp chờ Bạch Anh Dũng, vâng, Tiếu Châu vâng một tiếng, sau đó đưa theo bốn đồng đội lên xe. Để Bạch Kiệt dẫn đường, nhanh chóng tìm được mấy ngọn núi lớn liên tiếp. Chỗ này phong cảnh khá đẹp, nếu không phải có việc, Hoàng Thiên còn có hứng thú du ngoạn ở đây một phen. Sau khi đã giấu xe đi, Hoàng Thiên đưa theo nhóm Tiếu Châu xuống xe, đi quanh ở dưới chân núi. Lần này Bạch Kiệt chịu khổ, nhịn đau đi loanh quanh theo bọn Hoàng Thiên, gã ta sắp ức chết rồi. Hoàng Thiên cũng chẳng quan tâm nhiều tới vậy, Bạch Kiệt nà cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Hoàng Thiên cũng có ý để cậu tơ chịu khổ chút. Được rồi, gọi cho cha cậu đi, bảo ông ta tới đây cứu cậu, Hoàng Thiên nói với Bạch Kiệt. Bạch Kiệt đã sớm không chờ nổi rồi, vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Bạch Anh Dũng. Sau khi đã nói đại khái vị trí cho Bạch Anh Dũng, Bạch Kiệt khóc lóc kể lể, cha mau tới nhanh để cứu con đi, chậm nữa thì con chết mất. Con trai đừng sợ, cha đang trên đường tới, sẽ mau tới thôi. Bạch Anh Dũng nói. Bạch Kiệt chẳng còn cách nào khác ngoài tắt máy, thấp thỏm nhìn Hoàng Thiên. Sự sống chết của cậu ta, tất cả đều nằm trong tay Hoàng Thiên, điều này cậu ta hiểu rất rõ. Anh ơi, rốt cuộc là anh có ân oán gì với cha tôi? Vẻ mặt Bạch Kiệt đau đớn, thăm dò hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn tên này một cái, không khỏi cười giễu. Lòng hiếu kỳ của cậu còn mạnh phết đấy nhỉ? Tôi hỏi cậu trước, cha cậu có bao nhiêu tay sai? Hoàng Thiên hỏi Bạch Kiệt. Bạch Kiệt cũng không ngu, cậu ta biết Hoàng Thiên muốn hỏi dò cậu ta. Con người chuyển động, cậu ta nghĩ mình phải dọa Hoàng Thiên cho ra trò, nói không chừng Hoàng Thiên sợ rồi thì sẽ thả cậu ta ra. Anh, tôi không dám lừa anh, tay sai của cha tôi có hơn ngàn người. Hơn nữa đều là kiểu giết người không chớp mắt, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, Bạch Kiệt bình tĩnh chém gió tới ngất trời, còn thoáng nhìn Hoàng Thiên muốn xem thử Hoàng Thiên có sợ không. Hoàng Thiên nghe xong câu này tí nữa thì cười ngất. Thằng danh con này, khoác lác còn không nghĩ trước à, đúng thật là nghĩ gì nói đấy. Bộp, Tiếu Châu tát Bạch Kiệt một cái, cậu không sợ chém gió to quá thì gãy lưỡi à. Có hơn 1.000 người. Lúc cậu nói câu này bản thân tin nổi không? Bạch Kiệt rất bức bối. Mặt cậu ta sưng thành cái bánh bao lớn rồi, đúng là không thể chịu nổi. Vâng vâng vâng, là tôi có hơi chém gió. Bạch Kiệt sợ lại bị đánh, trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Hoàng Thiên chẳng còn tâm trạng hỏi nữa, biết hỏi cũng không có câu trả lời thật. Hoàng Thiên đợi tầm một giờ trong rừng cây nhỏ ở dưới chân núi. Nhưng vào lúc này điện thoại di động của Bạch Kiệt vang lên. Hoàng Thiên nhìn qua, trên điện thoại di động hiện một chữ cha nghe đi. Hoàng Thiên nói. Bạch Kiệt vội vã nghe điện thoại, theo lời dặn vừa nãy của Hoàng Thiên, mở loa ngoài. Hoàng Thiên, cậu ở đâu? Tôi tới rồi, giọng của Bạch Anh Dũng vang tới. Trước tiên ông đứng ở chân núi đi, để tôi thấy ông trước đã. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Bạch Anh Dũng thở phù phù hổn hển, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Ông ta đã bao giờ bị người ta điều khiển như vậy đâu. Tức giận không thể chịu nổi rồi. Được, Bạch Anh Dũng vô cùng tức tối đồng ý, hết cách rồi, con trai của ông ta nằm trong tay Hoàng Thiên, không dám cứng với Hoàng Thiên. Không bao lâu, Hoàng Thiên trông thấy được mấy người ở dưới chân núi qua những khe hở của rừng cây. Cầm đầu là một người đàn ông 40-50 tuổi, trông dáng người rất quen. Hoàng Thiên nhớ lại một lát, người này chính là người nhảy cửa sổ chạy trốn ở khách sạn. Chính là Bạch Anh Dũng. Ở cạnh Bạch Anh Dũng có bốn tên thanh niên. Bốn người này trông rất gầy gò, có điều bước chân đều rất mạnh mẽ, chắc là con nhà võ. Mọi người trông Bạch Kiệt cho kỹ, tôi ra ngoài xem thử, Hoàng Thiên thấp giọng nói với hội Tiếu Châu, sau đó nhanh chân bước khỏi rừng cây. Tiếu Châu không yên tâm, anh ta để bốn người đồng đội tạm giam Bạch Kiệt sau đó theo sát Hoàng Thiên ra ngoài. Đối với Hoàng Thiên, Bạch Anh Dũng không lạ gì, vì ông ta sớm đã biết rõ tình hình của Hoàng Thiên, cũng xem qua ảnh của Hoàng Thiên. Vừa thấy Hoàng Thiên đi tới. Bạch Anh Dũng hận tới mức nghiến răng. Mẹ kiếp, tên họ Hoàng này, mày còn dám bắt con trai của ông ta ư? Hôm nay không giết mày không được. Bạch Anh Dũng nhìn Hoàng Thiên chằm chằm, thầm mắng trong bụng. Hoàng Thiên biết rõ, Bạch Anh Dũng không chỉ mang theo bốn người. Còn những kẻ khác mai phục ở đâu, còn chưa biết được. Vì vậy Bạch Kiệt kia Hoàng Thiên chưa thể cho Bạch Anh Dũng gặp được. Hoàng Thiên, con trai tôi đâu? Bạch Anh Dũng cũng thẳng thắn, hỏi luôn Hoàng Thiên. Ông chớ vội,
tôi có việc hỏi ông. Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh lùng, đi tới gần Bạch Anh Dũng. Trông thấy Hoàng Thiên áp sát từng bước, trái tim Bạch Anh Dũng cũng lơ lửng. Bởi vì lúc này Hoàng Thiên quá bình tĩnh, cũng rất có khí thế. Trên người tản ra khí thế, không thể nhìn không thể sờ được. Có điều là khí thế trên môi người là khác nhau, có mạnh cũng có yếu. Những người có khí thế mạnh đều vô tình cho người ta một cảm giác ngột ngạt, khiến người ta kính nể rất nhiều. Hoàng Thiên thuộc về kiểu này, muốn có khí thế yếu cũng không được, khả năng không cho phép. Có gì thì hỏi đi. Bạch Anh Dũng bày ra vẻ rất thô bạo, đây cũng là do bình thường ông ta hung hăng quen rồi nhất thời không thể thay đổi. Hoàng Thiên nhìn không vừa mắt nhất là kiểu người hung hăng như Bạch Anh Dũng. Vốn dĩ muốn hạ loại người thế này, ông ta còn bày ra cái dáng vẻ đáng chết đó. Hoàng Thiên làm sao có thể chiều ông ta được, tôi có điều muốn hỏi, ông có được lợi ích gì từ chỗ tập đoàn Ronin đó? Sao lại muốn tới giết tôi? Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh lùng, hỏi Bạch Anh Dũng. Bạch Anh Dũng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, trong lòng ông ta vô cùng tức giận. Đối với ông ta mà nói, Hoàng Thiên chính là kẻ thù không đội trời chung của ông ta. Chỉ có giết chết Hoàng Thiên, ông ta mới có thể giành được công trạng với chỗ tập đoàn Ronin, có sự giúp đỡ của tập đoàn Ronin, ông ta mới có thể kiếm bội. Hừm, chuyện này cậu có cần thiết biết không? Hoàng Thiên, giờ tôi đã tới rồi, cậu trả lại con trai cho tôi, sau đó nói gì thì nói. Bạch Anh Dũng hừ một tiếng nói. Hoàng Thiên không nói hai lời, đấm một cú thật mạnh lên mũi Bạch Anh Dũng. Á, Bạch Anh Dũng bị bất ngờ không kịp chuẩn bị Hoàng Thiên đấm lên mũi, khiến ông ta đau tới mức đầu óc choáng váng rồi. Ông ta cũng không ngờ, Hoàng Thiên nói ra tay là ra tay, không hề thăm dò gì. Bốn người thanh niên là tay sai của Bạch Anh Dũng vừa muốn ra tay, đã bị Tiếu Châu đẩy ngã trên đất. Không sai, động tác của Tiếu Châu nhanh vậy đấy, chỉ trong thời gian chớp mắt, bốn tên thanh niên đều ngã lăn trên đất. Chuyện này, Bạch Anh Dũng trơ mắt nhìn cảnh này, ông ta sợ tới ngây người rồi. Bốn tay sai này ông ta tốn không ít tiền để chiêu mộ, tất cả đều là cao thủ võ thuật mà. Có hai người còn là quán quân võ thuật cấp thành phố, còn được giải mấy lần. Không ngờ lại bị tay sai của Hoàng Thiên hạ như vậy, hơn nữa còn thua hẳn luôn. Nhìn thoáng qua Tiếu Châu, trong mắt Bạch Anh Dũng lộ ra vẻ sợ hãi. Ông còn không chịu phục à? Hoàng Thiên vỗ mặt Bạch Anh Dũng. Chính là ngông cuồng vậy đấy. Bạch Anh Dũng khóc không ra nước mắt, những năm qua ông ta rất lợi hại, ai dám bất kính với ông ta chứ? Nhưng hôm nay, ông ta lại tệ hại vô cùng, Hoàng Thiên dám đối xử với ông ta như vậy, ông ta lại không dám trả đũa. Hoàng Thiên, tráng sĩ có thể chết nhưng không thể nhục. Đừng tưởng cậu bắt được con trai tôi thì có thể tùy ý làm nhục tôi. Bạch Anh Dũng làm ra vẻ rất có khí phách, khiển trách. Hoàng Thiên không phí lời với Bạch Anh Dũng chút nào. Đạp một cước khiến Bạch Anh Dũng ngã lăn. Con mẹ nó chứ, ông đây không cần con trai nữa, hôm nay không giết ông không được. Bạch Anh Dũng nổi điên hoàn toàn, hai ngón tay nhét vào trong miệng, tạo nên một tiếng còi. Đây là tín hiệu, số người mai phục xung quanh không hề ít. Bỗng nhiên ở trong rừng cây, bụi cỏ xa xa, có 20-30 người lao ra. Những tên này đều lao tới bên cạnh Hoàng Thiên, vây kín Hoàng Thiên và Tiểu Chu. Hoàng Thiên sớm đã đoán ra, Bạch Anh Dũng chắc chắn không chỉ đưa bốn người tới. Vừa nãy đánh Bạch Anh Dũng cũng là để chọc giận ông ta, để ông ta lật bài. Ha ha, ông đúng là lắm trò. Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh lùng, không hề kiêng dè việc Bạch Anh Dũng đưa theo bao người. Quay về phía Bạch Anh Dũng ngã trên đất, đạp một trận. Nhưng Bạch Anh Dũng bị đạp xuống lên, ông ta quát to, bọn mày còn ngây ra làm gì? Lên hết cho tao, giết chết thằng họ Hoàng này. Bỗng nhiên, hơn 20 người đều vung vũ khí lên. Tấn công về phía Hoàng Thiên. Trong nháy mắt, Tiếu Châu ra tay đồng thời cùng đối phó hơn 20 người với Hoàng Thiên. Anh ta và Hoàng Thiên liên thủ, thật sự là hai người mạnh mẽ liên hợp, thực lực quá mạnh. Từng tiếng kêu thảm thiết không dừng vang lên bên tai, không tới 3 phút, hơn 20 tay sai của Bạch Anh Dũng tất cả đều nằm rạp không thể đứng dậy nổi. Còn có mấy tên bị gãy tay chân, nằm rên rỉ trên đất. Tình hình này là thế nào? Trong lòng Bạch Anh Dũng lạnh buốt. Ông ta thật sự không ngờ thực lực của Hoàng Thiên và Tiếu Châu có thể khủng bố tới mức này. Hai người đánh hơn 20 người, thế mà lông tóc không tổn hại, còn đánh ngã hơn 20 người. Việc này cũng đáng sợ quá rồi. Bạch Anh Dũng cuối cùng biết sợ, lúc tới trong lòng còn rất an tâm nhưng giờ ông ta thật sự hơi hoảng rồi. Được đấy Hoàng Thiên, chẳng trách người của họ Matsushima đều bị cậu hành cả. Quả nhiên cũng có bản lĩnh. Bạch Anh Dũng ý việc to gan, cứ bày ra vẻ ầm.
Hoàng Thiên đạp một cước lên bụng Bạch Anh Dũng, đạp ông ta ngã lăn ra. Bạch Anh Dũng tức tới phát khóc rồi, vừa mới đứng dậy đã bị Hoàng Thiên đạp ngã. Muốn đứng dậy thì bàn chân to của Hoàng Thiên đã dẫm nát lồng ngực ông ta khiến ông ta thấy nghẹt thở. Ông đừng có nói chuyện kiểu quái gở với tôi, biết chưa? Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Bạch Anh Dũng nhìn Hoàng Thiên, ông ta cảm nhận rõ sự sợ hãi. Hoàng Thiên này chắc chắn không phải thằng ăn bám. Cậu Hoàng Thiên, giờ tôi biết không được sao. Nể tình mọi người đều là người Việt Nam, cậu tha cho tôi một mạng đi. Bạch Anh Dũng cuối cùng đã sợ rồi, nằm ở đó ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên, yếu ớt nói. Vừa nghe vậy, Hoàng Thiên không khỏi nổi điên trong dạ. Ông còn biết mình là người Việt Nam, lúc giúp người Nhật Bản đối phó tôi, sao ông không biết mọi người đều là người Việt Nam? Hoàng Thiên quan hỏi. Bạch Anh Dũng vội tới độ toát mồ hôi lạnh, nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, tôi đã biết sai, cậu ngàn vạn lần tha cho tôi, tha cho ông. Ha ha, ông nghĩ là dăm ba câu thì không sao rồi hả? Hoàng Thiên cười khẩy, đá một cước lên cằm Bạch Anh Dũng. Răng cửa dưới của Bạch Anh Dũng bị đá rơi ra, khóe miệng chảy máu. Hoàng Thiên lơ là, ông đây có thể chạy được, không giết mày không xong. Trong lòng Bạch Anh Dũng nhỏ máu, thầm mắng Hoàng Thiên. Ông chắc là không phục lắm chứ gì, thầm mắng tôi trong bụng. Hoàng Thiên nhìn Bạch Anh Dũng đã đoán được ông ta nghĩ gì trong bụng. Bạch Anh Dũng tuy tức không chịu nổi nhưng cũng không dám chọc điên Hoàng Thiên. Cậu Thiên, tôi không có mắng cậu. Tôi thật sự biết sai rồi, tôi xin lỗi cậu. Bạch Anh Dũng ra dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng nói với Hoàng Thiên. Trông thấy ông ta như vậy, Hoàng Thiên cũng cạn lời. Thật là giả dối quá, một chút là nhìn ra ngay. Xin lỗi ích gì, ông xin lỗi một câu là xong việc. Tiếu Châu tức giận, lại đá mấy cái lên đầu Bạch Anh Dũng. Nhìn đầu Bạch Anh Dũng đã sưng lên từng cục lớn, khiến sự bực tức của anh ta cũng thu lại bớt rồi. Cậu Thiên, rốt cuộc cậu muốn tôi làm sao? Cậu cứ nói đi. Bạch Anh Dũng tức tối đến cực điểm, khóc nức nở hỏi Hoàng Thiên. Đơn giản thôi, tôi muốn ông chết, trong mắt anh hiện tia lạnh giá, lấy cái dao ra, đặt lên cổ Bạch Anh Dũng. Lưỡi dao sắc lạnh kề trên cổ Bạch Anh Dũng sợ quán lưỡi, miệng há hốc không ngậm lại được. Tuy ông ta cũng là kẻ tàn bạo, nhưng chắc chắn thuộc loại người tham sống. Bao năm qua vì tiền không từ thủ đoạn, chỉ để xông cuộc đời buông thả của người giàu có. Hiện tại ông ta đã có được cuộc sống như thế. Làm sao mà ông ta lại nỡ chết đi được? Cậu Thiên, cậu Thiên, cậu đừng kích động, chúng ta có chuyện gì cứ từ từ mà nói. Bạch Anh Dũng hoảng hốt chắp tay vái Hoàng Thiên, đã sợ đến ướt cả quần. Từ từ nói, ông còn có thể nói được gì, còn gì có thể khơi gợi hứng thú của tôi được nữa. Hoàng Thiên cười mỉa mai, hiện tại anh không muốn nghe Bạch Anh Dũng ba hoa nữa, dứt khoát giải quyết luôn bằng một dao cho nhanh. Cậu Thiên, cậu bình tĩnh đã, tôi còn có ích. Cậu hãy tin tôi, Bạch Anh Dũng cuống quýt cả lên, gào thét với Hoàng Thiên. Ông còn có ích, ông được tích sự gì? Tiếu Châu lạnh lùng hỏi Bạch Anh Dũng. Tôi biết một tin quan trọng, tôi nghĩ cậu Thiên cũng sẽ rất hứng thú. Chỉ cần cậu tha mạng cho tôi sẽ cho cậu biết. Bạch Anh Dũng căng thẳng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Bạch Anh Dũng, dựa vào trực giác, anh cảm thấy có lẽ Bạch Anh Dũng không nói bậy bạ. Nói đi. Chỉ cần tin tức mà ông nói thật sự quan trọng, tôi có thể cân nhắc việc giữ lại cái mạng chó của ông. Hoàng Thiên dịu giọng lại nói với Bạch Anh Dũng. Cuối cùng Bạch Anh Dũng đã thở phào được một hơi, đối với ông ta, được xông quá quan trọng, ông ta không muốn chết. Cậu Thiên, cậu còn phải hứa với tôi, tha cho cả con trai tôi nữa, thả cho chúng tôi đi. Bạch Anh Dũng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thấy vậy chau mày lại, tên Bạch Anh Dũng này cũng thật lớn gan, Hoàng Thiên và Tiếu Châu đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều nổi lên hứng thú. Thật không ngờ rằng tập đoàn Ronin không chỉ phái một nhóm tới đây. Ngoại trừ Takeda Gouza vẫn còn những người khác, nhóm khác kia có bao nhiêu người? Hiện tại chúng đang ở đâu? Tiếu Châu hỏi Bạch Anh Dũng. Bạch Anh Dũng nghe vuột nuốt ngụm nước bọt, đáp điều này thì tôi không rõ lắm. Tóm lại những người về sau này còn đáng sợ hơn cả Takeda Gou và họ cũng mạnh hơn Takeda Gou nữa. Làm thế nào mà ông biết được những tin tức này? Hoàng Thiên hỏi Bạch Anh Dũng. Trước giờ tôi vẫn luôn có quan hệ hợp tác với tập đoàn Ronin, chuyện làm ăn buôn qua bán lại, và tôi còn làm giúp họ một vài chuyện ở Việt Nam, Bạch Anh Dũng hối hận, ông ta cũng biết làm tay sai cho người Nhật không phải là chuyện gì vẻ vang. Hoàng Thiên nghe vậy nghiến răng, theo lý mà nói thì Bạch Anh Dũng cấu kết với người Nhật làm đủ mọi chuyện xấu xa ở Việt Nam, giết ông ta không hề quá đáng. Nhưng vừa rồi đã hứa với lão già này, xưa nay Hoàng Thiên luôn giữ lời. Dẫn theo Bạch Anh Dũng và Bạch Kiệt. Trở về thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên nói với Tiếu Châu.
Rõ, Tiếu Châu theo lệnh, áp giải Bạch Anh Dũng, đi về phía chiếc xe công vụ. Hoàng Thiên gọi bốn nhân viên trong rừng, bảo họ cùng rời khỏi đó. Bốn nhân viên áp giải Bạch Kiệt, đi theo phía sau Hoàng Thiên và Tiếu Châu, cùng đến địa điểm giấu xe công vụ. Còn về đám tay sai của Bạch Anh Dũng, Hoàng Thiên không có hứng với chúng nên không đưa chúng đi theo. Sau khi trở về thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên dừng xe lại. Tiếu Châu xuống xe, xin ý kiến của Hoàng Thiên, cậu Thiên, Bạch Anh Dũng và con trai ông ta, xử trí như thế nào. Hoàng Thiên ngẫm nghĩ rồi nói với anh ta, áp giải họ về, giao cho Vũ Thanh xử lý, rõ. Tiếu Châu giơ tay làm động tác chào với Hoàng Thiên, rồi lái xe công vụ rời đi. Giao Bạch Anh Dũng cho Vũ Thanh, Hoàng Thiên biết, chắc có lẽ Bạch Anh Dũng cùng con trai ông ta sẽ sống nốt nửa đời còn lại trong lao tù. Như vậy cũng tốt, hai cha con nhà này không ra ngoài hại ai được nữa. Nghĩ đến chuyện vẫn còn người của tập đoàn Ronin trong thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên vẫn khá lo lắng. Địch trong chỗ tối ta ở ngoài sáng, như vậy rất bất lợi. Huống hồ, tuy người thân gia đình của anh có nhân viên bảo vệ, nhưng cũng khó tránh được sẽ không xả ra chuyện bất trắc gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Thiên tạm thời về nhà trước. Anh vẫn lo cho bà xã Lâm Ngọc ăn nhất. Lúc này trong khu biệt thự của Sơn Trang Cẩm Viên, đã có mấy nhân viên đặc nhiệm do Vũ Thanh phái đến bảo vệ. Vào đến cửa, Lâm Ngọc An bước ra đón. Hoàng Thiên nhìn bà xã, khuôn mặt cô lúc này vẫn còn nét mệt mỏi, Hoàng Thiên cảm thấy rất xót xa. Bị người của Bạch Anh Dũng tập kích, chắc chắn Lâm Ngọc An vẫn chưa hoàn toàn bình tâm trở lại. Còn cả Trương Phượng Lan bị thương cũng không biết hiện giờ ra sao. Hoàng Thiên, anh không sao chứ? Lâm Ngọc An biết Hoàng Thiên phải chạy đôn chạy đáo vì chuyện sát thủ, trong lòng cô ngập tràn lo âu. Anh không sao, Ngọc An, mẹ với Huỳnh Mai đã về nhà rồi à? Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An. Vâng, sau khi ra viện, anh Vũ Thanh đã phái người đến đưa mẹ và em ấy về nhà rồi, còn phái người bảo vệ họ nữa. Lâm Ngọc An nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thấy vậy gật đầu, tuy không ưa gì Trương Phượng Lan nhưng dù gì cũng là mẹ vợ, trong giai đoạn đặc biệt này, Hoàng Thiên không muốn mẹ vợ và em vợ xảy ra chuyện gì. Thời gian này đừng đi lung tung ra ngoài, anh sẽ cố gắng ở nhà với em, Hoàng Thiên dịu dàng nói với Lâm Ngọc An, khẽ mỉm cười với cô. Tuy nụ cười của Hoàng Thiên khiến cho Lâm Ngọc An an tâm phần nào, nhưng người thông minh như cô vẫn dự cảm được rằng tình hình đang bất ổn. Hoàng Thiên, có phải lại xảy ra chuyện rồi không? Lâm Ngọc An hỏi Hoàng Thiên. Có chút rắc rối nhỏ, em cứ ở trong nhà một thời gian, nếu thấy bí bách quá thì anh sẽ đưa em ra ngoài cho khuây khỏa. Hoàng Thiên ôm Lâm Ngọc An, vuốt ve làn tóc cô. Lâm Ngọc An gật đầu vâng lời, cô cũng không gặng hỏi thêm, vì biết Hoàng Thiên sẽ không cho cô biết quá nhiều. Về chuyện tập đoàn sát thủ Ronin đã đến thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên không muốn cho Lâm Ngọc An biết quá nhiều, sợ cô lo lắng sợ hãi. Nhưng tình hình hiện thời thực sự rất căng thẳng, Hoàng Thiên chuyện trò với Lâm Ngọc An một lúc rồi đi làm cơm. Vừa nấu nướng, Hoàng Thiên vừa suy nghĩ về tình thế trước mắt. Lúc này anh đột nhiên sực nhớ tới em gái Hoàng Linh, và bố nuôi Hoàng Phúc Trụ. Tuy đã có nhân viên được Vũ Thanh phái đi bảo vệ, nhưng phía bố nuôi và em gái chỉ có hai nhân viên bảo vệ thôi. Lúc trước còn tạm được, nhưng với tình hình gay gắt như hiện tại, liệu hai nhân viên có ổn hay không? Nghĩ đến đây, lòng Hoàng Thiên trùng xuống, anh không khỏi ngẩn người ra một lúc. Vừa định gọi điện cho Vũ Thanh, dặn anh ta phái thêm mấy nhân viên nữa tới đó thì đúng lúc này có một cuộc gọi đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.